La Quân nói ra, ngươi việc này xử lý bí ẩn một điểm, muốn để Long Ngạo Thiên cảm thấy là thật vất vả mới đến bí mật này. Muốn để hắn không kịp chờ đợi, e sợ cho bị ngươi vượt lên trước. Muốn để hắn cảm thấy đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chỉ cần người một kích động, thì dễ dàng coi nhẹ rất nhiều chi tiết. Đón đến, La Quân nói ra, Dirty O'Connell, người tốt nhất rõ ràng một điểm. Dưới mắt ta cùng ngươi là môi hở răng lạnh, nếu như ta bị Long Ngạo Thiên nhìn thấu, lớn nhất sau bỏ mình. Như vậy, ta có thể cùng ngươi cam đoan, ngươi cũng không sống. Cho nên, chuyện này, ngươi dùng tốt nhất tâm tới làm. Dirty O'Connell thân vương trên trán xuất hiện tinh tế mồ hôi, hắn nói ra, vâng, bệ hạ, hạ thần nhất định đem chuyện này làm tốt. La Quân nói ra, như vậy hiện tại, ngươi giúp chúng ta dàn xếp một vị trí ở lại. Tuyệt đối phải giữ bí mật, hiểu chưa? Dirty O'Connell thân vương gật gật đầu. Sau đó, Dirty O'Connell thân vương thì an bài La Quân bọn người ở tại trong thành bảo trong mật thất dưới đất vào ở. Cái kia mật thất dưới đất chính là Dirty O'Connell thân vương chuẩn bị bất cứ tình huống nào chế tạo, bên trong tu cùng bố trí đều rất không tệ. Có giường, có đồ điện gia dụng, mặt đất còn trải kim ti tuyến thảm. Ánh đèn mở lên về sau, sẽ cho người quên đây là tầng hầm. Ở phòng hầm bên trong vào ở về sau, thời gian cũng không còn sớm, bất quá tất cả mọi người còn chưa ngủ ý. Dirty O'Connell thân vương an bài thức ăn tiến đến. Sau đó, Dirty O'Connell thân vương mới lui ra ngoài. Mọi người cũng đều đói, liền vây quanh ở trước bàn bắt đầu ăn. Trầm Mặc Nùng lại là cầm cái sandwich bốn phía đi dạo. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng quan hệ đã vô cùng thân mật, nàng nhịn không được hỏi, người cái này khắp nơi nhìn cái gì đấy. La Quân mỉm cười, nói ra, nàng đây là bệnh nghề nghiệp, đang nhìn bốn phía có hay không nghe trộm trang bị. Đúng, cái này muốn chú ý một chút. Lâm Băng lập tức nói, Dirty O'Connell người này không phải cái gì tốt ra hỏa, một bụng ý nghĩ xấu khẳng định là có. La Quân nói ra, nghe trộm trang bị cấp quá thấp, ta vừa rồi cũng xem xét một chút, ta có thể khẳng định nơi này không có công nghệ cao nghe trộm trang bị. Bất quá, khiến người không tưởng tượng được là, nơi này còn có một cái vô cùng xảo diệu nghe trộm trang bị. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, bởi vì nàng ở phương diện này kinh nghiệm phong phú, nhưng nàng lại cái gì cũng không có tra được. La Quân đứng dậy, đi vào phía đông nơi thang lầu. Cái kia thang lầu tay vịn chính là ống đồng chế tạo. La Quân chỉ thang lầu này trên lan can ống đồng, nói ra, loại này ống đồng là cổ lão truyền âm hệ thống, chúng ta nói chuyện có thể thông qua cái này ống đồng truyền đưa tới. Hắn đón đến, nói ra, đây là rất sớm đã có trang bị, cho nên cũng không phải đến nhằm vào chúng ta. Nhưng là Dirty O'Connell cố ý không nhắc nhở chúng ta, bởi vậy cũng có thể gặp, hắn thật là một bụng ý nghĩ xấu. Đáng giận, Lâm Băng nổi nóng nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng. Theo rồi nói ra, Dirty O'Connell, ta biết ngươi đang nghe, vào đi. La Quân sau khi nói xong, cũng không lâu lắm, Dirty O'Connell thân vương cũng có chút xấu hổ tiến đến. Bệ hạ, Dirty O'Connell thân vương hô một tiếng. Lâm Băng mọi người lạnh lùng nhìn lấy Dirty O'Connell thân vương. La Quân mỉm cười, nói ra, Dirty O'Connell, ta cảm thấy ngươi đem có hạn tinh thần đặt ở trộm nghe chúng ta nói chuyện bên trên là rất lợi hại không sáng suốt. Người vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao đi làm ta bàn giao sự tình. Hắn đón đến, nói ra, người như vậy không yên lòng, đơn giản là hoài nghi ta cho người tiêm vào dược vật có phải là thật hay không virus. Nói trở lại, coi như ta cho người tiêm vào là giả, chẳng lẽ người cảm giác cho chúng ta mấy người này lại ở người nơi này lộ ra chân ngựa đến. Người là đang vũ nhục chúng ta IQ sao? Trầm Mặc Nùng chờ trong lòng người thực xác thực hiếu kỳ La Quân virus đến là chơi tử đồ chơi. Bởi vì Trầm Mặc Nùng nhưng không có đã cho La Quân virus. Nhưng Trầm Mặc Nùng các nàng nào có ngốc như vậy, lại ở chỗ này hỏi La Quân, uy, người cái kia virus có phải hay không giả? Dirty O'Connell thân vương ý nghĩ này vốn là ngây thơ. Mà La Quân lúc này nói toạc, đó là sụp đổ Dirty O'Connell hy vọng cuối cùng. Sau đó, La Quân vẫy lui Dirty O'Connell thân vương. Dirty O'Connell thân vương sau khi ra ngoài, La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, cái kia virus thực cũng là nước sâu đơ, lúc ta tới đợi nhiều cái tâm nhãn, cố ý chuẩn bị một điểm. Trầm Mặc Nùng mọi người không khỏi im lặng. Lâm Băng nói, Dirty O'Connell gia hỏa này cũng là trường sinh cảnh bát trọng tuyệt đỉnh cao thủ, nước sâu đơ có thể lừa qua hắn sao? La Quân cười ha ha, nói ra,
lừa gạt người bình thường hội đi bệnh viện kiểm tra. Bệnh viện nói không có việc gì, cái này người bình thường cũng liền tin. Nhưng là lừa gạt Dirty O'Connell, hắn cho dù là qua kiểm tra, hắn cũng sẽ không tin. Đến một lần hắn sợ chết, thứ hai thân thể của hắn cùng thường nhân khác biệt, bởi vì hắn là huyết tộc. Cho một cái sợ chết người chuẩn bị nước soda, hắn làm sao lại có dám định ta đánh không phải virus. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu nói, có chút đạo lý. Lâm Băng nói ra, hy vọng ngươi là đối. Varai cùng Bạch Tuyết còn có một bên yên lặng duy trì La Quân Duẫn Nhi lại là càng phát ra bội phục La Quân. Rời đi Lão Thân Vương về sau, La Quân vị lãnh đạo này người triển hiện ra trí tuệ cùng chấn định là để bọn hắn cảm động, cũng để bọn hắn vui lòng phục tùng. Rời đi Lão Thân Vương về sau, La Quân cũng không có bất kỳ cái gì khiếp như còn có lùi bước. Hắn dũng cảm đứng ra, dùng trí tuệ cùng thực lực phá giải trùng điệp khốn cục. Bất quá, Trầm Mặc Nùng nói ra, La Quân, ngươi nói xong lặng lẽ chui vào, sau cùng chúng ta như vậy trắng trợn xông tới. Sẽ không để cho Long Ngạo Thiên có phát giác sao? La Quân cười cười, nói ra, nếu như Long Ngạo Thiên một mực đang bên này có nhãn tuyến, như vậy mặc kệ chúng ta làm sao bí mật tiến hành, chuyện này vẫn là hội tiết lộ. Nếu như Long Ngạo Thiên không có kịp thời tai mắt, ta nói là cái này tai mắt không tại Dirty O'Connell bên người. Như vậy chúng ta lôi đình tập kích ngược lại là tốt nhất. Dirty O'Connell cũng có thể cấp tốc đem chúng ta chỗ vạch trần lỗ thủng san bằng. Người làm một chuyện, có đôi khi nguyên nhân thất bại hoàn toàn cũng là nghĩ quá nhiều. Dù sao cái gì ngươi cũng có thể nói có lý. Trầm Mặc Nùng bất đắc dĩ nói ra. La Quân cười ha ha. Thế nhưng là, bệ hạ, vạn nhất Long Ngạo Thiên thật sắp xếp người tại Dirty O'Connell bên người đâu. Vạn nhất Long Ngạo có trời mới biết chúng ta kế sách đâu. Varai có chút ít lo lắng. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, thì nên trách chúng ta số mệnh không tốt, chỉ có chờ chết. Bất quá ta nguyện ý cử cái này một thanh, vận khí ta luôn luôn không tệ, ta tin tưởng cái này một thanh ta y nguyên sẽ thắng. Duẫn Nhi ở một bên nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, bệ hạ vận khí là khắp thiên hạ tốt nhất đây. Nàng ngược lại là không có chút nào lo lắng. Đoạn đường này cùng La Quân đi tới, nàng là kiến thức La Quân quá bao nhiêu thần kỳ. La Quân lộ ra lòng tin 10 phần. Chuyện này, vẫn là có quá nhiều hung hiểm, Trầm Mặc Nùng trầm ngâm nói. Sau đó, nàng lại bất mãn xông La Quân nói ra, người nhà có phải hay không cũng quá lạc quan. Cũng không phải là mỗi lần đều có vận khí tốt, vạn nhất ra điểm chỗ sơ suất. Có thể trừ cái đó ra, cũng không có càng dễ làm hơn phương pháp. La Quân nói ra, chúng ta hết sức nỗ lực, không lưu tiếc nuối liền tốt. Và lại, ta tin tưởng Long Ngạo Thiên chính là tà ma, chính đạo đã tới, tà ma không sướng mà. Luân Đôn buổi sáng bị sương mù tràn ngập, cái này làm cho cả thành thị đều tràn ngập một loại sắc thái thần bí. Vụ đô Luân Đôn, hôm chờ một chút, luôn luôn khiến người ta hồi tưởng lại thế kỷ trước nước quý tộc, còn có cái kia từng cọc hôm bên trong kỳ quái án kiện. Dirty O'Connell thân vương thiết chí một cái tinh vi cục. Hắn đã xảo diệu thả ra tin tức, nói là tại sông thêm nơi nào đó có một gốc huyết liên nở rộ. Gốc cây kia huyết liên là Dirty O'Connell thân vương trong đêm làm tốt, sau đó bố trí tại sông thêm bí ẩn dưới cầu một chỗ. Chương này huyết liên ảnh chụp cũng rất nhanh liền truyền đến Long Ngạo Thiên trước mặt. 10 giờ sáng, Dirty O'Connell thân vương nhận được tin tức. Long Ngạo Thiên khẩn cấp phái thủ hạ hãn tướng Lợi Khang Thiên còn có tứ đại huyết vương bá tước chạy tới. Long Ngạo Thiên như thế điều động nhân mã là có trí tuệ. Đem nhân vật trọng yếu thả trong nhà, mà tứ đại huyết vương là bị Lợi Khang Thiên áp chế, dẫn bọn hắn ra ngoài, không sợ bọn họ không nghe lời. Không nghe lời, cái kia chính là không nhà để về, còn muốn bị Long Ngạo Thiên truy sát. Cái này giống như là, chỉ cần trong kinh thành hoàng quyền vững chắc, binh lực cường đại, vậy liền không sợ bên ngoài tướng quân tạo phản. Tạo phản là đại tội. Mà lại không có con niềm tin chắc chắn cùng bất đắc dĩ lý do, người nào cũng sẽ không muốn tạo phản. Tứ đại huyết vương là cùng đi Lợi Khang Thiên đến giải huyết liên vấn đề, cho nên, bọn họ không có lý do gì không nghe lời. Vào lúc ban đêm, tứ đại huyết vương cùng Lợi Khang Thiên lấy tư nhân máy bay riêng đến Luân Đôn. Bọn họ đến Luân Đôn thời điểm, Dirty O'Connell thân vương mang thủ hạ tự mình đi nhận điện thoại. Trong màn đêm, cái kia máy bay riêng là tại Khang Kiều Đại khách sạn trên sân thượng hạ xuống. Lợi Khang Thiên một thân ngân sắc áo khoác, sắc mặt hắn nghiêm túc, không giận tự uy.
mấy tên huyết vương bá tước cũng là băng lãnh mà tiêu túc. Dirty O'Connell thân vương tiến lên, đầy nhiệt tình nói ra, lợi huynh đệ, các ngươi rốt cục đến, lão ca ca ta trông mong đến thật sự là vất vả. Lợi Khang Thiên đối mặt Dirty O'Connell thân vương nhưng cũng là không dám kiêu căng, hắn trước thi lễ nói ra, thân vương điện hạ tốt. Hắn đón đến, lại cười một tiếng, nói ra, thân vương điện hạ biết rõ nói chúng ta muốn tới. Dirty O'Connell thân vương nói ra, phát sinh lớn như vậy sự tình, ta làm sao có thể không biết. Lợi Khang Thiên nhất thời sắc mặt cổ quái, nói ra, cái kia nhìn, chúng ta là đến chậm một bước rồi. Dirty O'Connell thân vương nói ra, lời nói không phải nói như vậy. Hắn đón đến, nói, tính toán, ta cái này cũng cùng ngươi nói không rõ ràng. Lợi huynh đệ, ngươi cùng ta qua dưới cầu nhìn xem liền biết. Lợi Khang Thiên nói, thân vương điện hạ, ngài ý tứ ta cũng có chút không hiểu. Dirty O'Connell thân vương nói ra, này, là chuyện như vậy. Ta biết bệ hạ khẳng định là hiểu lầm một việc, cầu kia dưới liên hoa cũng là một gốc phổ thông liên hoa, căn bản không phải cái gì huyết liên. Nếu thật là huyết liên, ta khẳng định không bỏ được giao cho bệ hạ. Nhưng dưới mắt lại là, vậy căn bản không phải huyết liên, vạn nhất bệ hạ cho là ta đoạt huyết liên, vậy ta đây tội danh cũng liền đọc được quá oan. Cho nên lợi huynh đệ, ngươi đến cho ta chứng minh trong sạch nha. Lợi Khang Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này ta cũng không dễ chứng minh, đã như vậy, chúng ta vẫn là đến hiện trường đi xem một chút đi. Dirty O'Connell thân vương hơi hơi thở phào, nói ra, mời. Ngay sau đó, một đoàn người cấp tốc ra Khang Kiều Đại khách sạn. Dirty O'Connell thân vương đã chuẩn bị kỹ càng 3 chiếc pho xe. Mọi người phân biệt sau khi lên xe, lập tức liền hướng thêm cầu mà đi. Ban đêm Luân Đôn phá lệ mỹ lệ, khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng. Thêm dưới cầu, gốc cây kia huyết sắc liên hoa yêu diễm nở rộ. Lợi Khang Thiên để một tên huyết vương đem cái kia huyết liên lấy lên. Lợi Khang Thiên đem huyết liên cầm trên tay, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, máu này sen cũng tới tin tức, đều truyền đến bệ hạ trong tai. Nhưng là thế mà ban đêm không có người đến thưởng thức, cũng một mực hảo hảo sống trong nước, thật sự là kỳ quái. Kỳ quái hơn là, máu này sen trong vòng một đêm thì xuất hiện. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía Dirty O'Connell thân vương, nói, thân vương điện hạ, ngài nói đây có phải hay không là rất cổ quái. Dirty O'Connell thân vương nói ra, thật là đầy đủ cổ quái. Huyết liên tại chúng ta huyết tộc tới nói, chính là cực kỳ trọng yếu đồ, vật. Máu này sen nếu là tự nhiên sinh trưởng còn tốt, nếu là có người cố ý vi chi. Như vậy người này đối với chúng ta huyết tộc chắc là rất lợi hại giải. Nói đến đây, hắn đột nhiên sợ hãi đứng lên, nói ra, chẳng lẽ là... Lợi Khang Thiên cũng nghĩ đến cái gì, hắn nhìn nhiều Dirty O'Connell thân vương, xác định Dirty O'Connell thân vương không có diễn trò. Hắn liền nói ra, chẳng lẽ là Soros lão thân vương dư nghiệt. Đám này dư nghiệt, dĩ nhiên là chỉ La Quân bọn họ. Dirty O'Connell thân vương trầm giọng nói ra. Nhưng bọn hắn bố trí huyết liên ở chỗ này là muốn làm gì? Lợi Khang Thiên trầm giọng nói ra, có lẽ, bọn họ là muốn đem chúng ta dẫn tới, đối trả cho chúng ta. Hắn đón đến, lại liếc nhìn đằng sau 4 vị huyết vương. Nói ra, có lẽ, bọn họ là muốn đem bọn ngươi đặt vào dưới quyền bọn họ, gia tăng thực lực bọn hắn. 4 tên huyết vương nhất thời thất sắc, bọn họ nói ra, chúng ta đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, nếu là gặp phải đám kia dư nghiệt. Ổn thỏa kiếm chảm chi. Lợi Khang Thiên cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi tốt nhất nhớ được bản thân nói tới. Dirty O'Connell thân vương nói ra, lợi huynh đệ, máu này sen nhìn căn bản không phải chân huyết sen. Hắn đón đến, nói ra, chuyện này quá kỳ quặc, nếu thật là đám kia dư nghiệt, ngươi cũng phải nhiều hơn phòng bị a. Bọn họ cũng không phải là tốt dễ dàng người. Lợi Khang Thiên gật gật đầu, hắn nói ra, tính toán, đã nơi này không có việc gì. Vậy chúng ta thì mau trở về phục mệnh. Không thể, Dirty O'Connell thân vương nói ra, vạn nhất bọn họ thật đến, các ngươi lúc này đơn độc rời đi cũng là trúng kế. Dirty O'Connell thân vương nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển, nói, lợi huynh đệ, các ngươi đường xa mà đến, ta là địa chủ, tốt xấu cũng phải chỉ tận tình địa chủ hữu nghị. Như vậy đi, các ngươi đến ta nơi đó đi ở lại một đêm, ngày mai ta hộ tống các ngươi rời đi. Lợi Khang Thiên nhưng cũng là vô cùng cẩn thận cảnh giác, hắn nhìn nhiều Dirty O'Connell thân vương liếc một chút, nói ra, nếu như thân vương điện hạ hữu hộ tống,
vậy liền hiện tại theo chúng ta cùng đi Khang Kiều quán rượu. Chúng ta đêm nay liền đi, miễn cho phức tạp. Dirty O'Connell thân vương sững sờ, sau đó có chút không vui nói ra, chẳng lẽ lợi huynh đệ là cảm thấy ta trong thành bảo có gì đó quái lạ. Ta cùng đám kia dư nghiệt là một đám. Lợi Khang Thiên từ tốn nói, lời này cũng không phải ta nói. Chỉ bất quá, đám kia dư nghiệt cũng không ngốc, biết ngài cùng chúng ta bệ hạ nhất là giải cùng quen thuộc. Cho nên bọn họ hảo chết không chết tuyển tại Luân Đôn đến nháo ra chuyện tới. Bọn họ đến cùng thân vương điện hạ ngài có không liên quan, cái này ta không dám nói có. Nhưng ta lại không thể không cẩn thận a. Ta hy vọng thân vương điện hạ có thể hiểu được ta khó xử. Dirty O'Connell thân vương trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hắn hít sâu một hơi, nói ra, đã như vậy, vậy ta thì không nói nhiều. Ta cái này liền đưa ngươi đi hướng Khang Kiều quán rượu. Đa tạ, Lợi Khang Thiên từ tốn nói. Sau đó, mỗi người lên xe của mình. Ba chiếc pho xe rất nhanh liền gào thét mà đi. Đến Khang Kiều đại khách sạn cũng rất là thuận lợi. Sau đó, cả đám tiến vào đại khách sạn thang máy, trực tiếp đạt đến sân thượng. Cả đám tại đến sân thượng về sau, lại phát hiện phi công đã ngất đi. Mà bộ kia tư nhân máy bay riêng bàn điều khiển trực tiếp bị người dùng bạo lực tổn hại. Quả nhiên là có người đang dở trò, Lợi Khang Thiên lạnh lùng nói ra. Ngày này đài là tại 89 tầng cao lâu bên trên, từ nơi này có thể nhìn đến không sai biệt lắm nửa cái Luân Đôn diện mạo tới. Ban đêm Luân Đôn, khắp nơi đèn đuốc sáng chói, cầu vượt bên trên ánh đèn rót thành mỹ lệ ánh đèn hải dương. Dạ phong thật to. Trên sân thượng không có có người khác. Lợi Khang Thiên cất giọng nói, La Quân, ta biết là các ngươi trở về. Hôm nay ra ra người ta thì đứng ở chỗ này, có lá gan các ngươi thì đi ra, chúng ta minh đao minh thương đánh. Khác trốn đi làm con rùa đen rút đầu. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Dirty O'Connell thân vương lâm vào trầm mặc, hắn không nói câu nào. Lợi Khang Thiên nhìn về phía Dirty O'Connell thân vương, hắn nói ra, thân vương điện hạ, ngài không có gì muốn nói sao? Dirty O'Connell nhìn Lợi Khang Thiên liếc một chút, nổi nóng nói ra, người muốn ta nói cái gì? Lợi Khang Thiên, ta kính ngươi là bệ hạ người, cho đủ mặt mũi ngươi. Nhưng ngươi coi ta là gì? Ta hiện tại lại có thể nói cái gì? Vô luận ta nói cái gì, ngươi cũng cảm thấy ta rất lợi hại khả nghi. Hắn đón đến, nói ra, không bằng như vậy đi, ngươi bây giờ cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Người mới sẽ cảm thấy chuyện này không quan hệ với ta. Lợi Khang Thiên trầm giọng nói ra, thân vương điện hạ, ngài không cần tức giận. Hắn đón đến, nói ra, đêm nay xem ra chúng ta là đi không. Như vậy đi, chúng ta đến ngươi trong thành bảo qua ở một đêm. Dirty O'Connell thân vương nói ra, ở đương nhiên là có thể chúng ta phải đem lời nói rõ ràng ra. Vạn nhất ngươi lại cảm thấy ta cùng bọn hắn là liên hợp cùng một chỗ đâu. Lợi Khang Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là đêm nay, chúng ta tại ngài trong thành bảo xảy ra chuyện, bệ hạ tự nhiên sẽ quở trách xuống tới. Đi thôi, thân vương điện hạ. Dirty O'Connell thân vương sắc mặt khó coi, nhưng hắn chung quy là không nói gì. Sau đó, một đoàn người liền rời đi Khang Kiều đại khách sạn, sau đó lái hướng Dirty O'Connell thân vương thành bảo. Một đi ngang qua, thông suốt. Đêm nay nguyệt hắc phong cao. Dirty O'Connell thân vương thành bảo tại vùng ngoại ô nơi hẻo lánh. Lái hướng vùng ngoại ô thời điểm, Lợi Khang Thiên trầm giọng xông mấy tên huyết vương nói ra, mọi người chú ý, nếu như đám kia dư nghiệt muốn ra tay, rất có thể liền sẽ tuyển ở cái này khu vực. Mọi người xác nhận, Lợi Khang Thiên lại thông qua điện thoại theo trong xe phía trước Dirty O'Connell thân vương nói phải cẩn thận. Dirty O'Connell thân vương cũng ngưng trọng lên, hắn nói ra, ta hội. Nhưng là... Đoạn đường này quá khứ vẫn là thông suốt. Sau cùng thế mà thì bình an vô cùng đến Dirty O'Connell thân vương thành bảo. Cuối cùng an toàn đến. Tại trong trang viên, sau khi xe dừng lại, Dirty O'Connell thân vương xuống xe, đối cũng vừa xuống xe Lợi Khang Thiên đám người nói. Lợi Khang Thiên lại là hồ nghi trùng điệp, hắn nói ra, đám này dư nghiệt làm việc sẽ không có mục đích, đủ loại này thủ đoạn, không có khả năng hoàn toàn là cố tình bày nghi ngờ. Dirty O'Connell thân vương nói ra, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta tại chính mình trong thành bảo, cũng liền nhiều mấy phần an toàn. Ta chỗ này thủ vệ xâm nghiêm, bình thường người là khó mà xông tới. Lợi Khang Thiên nói ra, chỉ mong đi. Sau đó, cả đám vào thành bảo trong phòng khách.
Dirty O'Connell thân vương nói ra, các ngươi nhất định đói đi, ta sắp xếp người làm bữa tối. Không cần, thời gian không còn sớm, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Lợi Khang Thiên cự tuyệt Dirty O'Connell hảo ý. Dirty O'Connell thân vương nhân tiện nói, vậy thì tốt, ta khiến người ta đến an bài các ngươi nghỉ ngơi. Đa tạ, Lợi Khang Thiên nhàn nhạt lạnh lùng. Tại Lợi Khang Thiên trên thân, đặc biệt có thể khiến người ta cảm nhận được tình người ấm lạnh. Dirty O'Connell thân vương còn nhớ rõ trước kia Long Ngạo Thiên còn không phải bệ hạ thời điểm, khi đó, Lợi Khang Thiên ở trước mặt mình đây chính là tất cung tất kính. Bây giờ, tuy nhiên Lợi Khang Thiên còn khách khí hô một tiếng thân vương điện hạ, nhưng chính là ngu ngốc đều có thể cảm giác ra Lợi Khang Thiên căn bản không có đem hắn Dirty O'Connell thân vương coi là chuyện đáng kể. Dirty O'Connell thân vương trong lòng không khỏi phạm lạnh, hắn bắt đầu cảm thấy, có lẽ chính mình đầu nhập vào La Quân là cái cử chỉ sáng suốt. Chỉ là, La Quân bọn họ thật có thể diệt trừ Long Ngạo Thiên sao? Dirty O'Connell thân vương thật đối La Quân không có một chút chắc chắn nào. Long Ngạo Thiên người này, quá lợi hại. Dirty O'Connell thân vương đối Long Ngạo Thiên quá giải, gia hỏa này lòng nghi ngờ rất nặng, mà lại đặc biệt nhạy cảm cùng thông minh. Long Ngạo Thiên là tuyệt đối lão hồ ly a, hơn nữa còn thực lực mạnh mẽ. Lấy La Quân trước mắt thực lực cùng lịch duyệt đến xem, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng Long Ngạo Thiên. Nhưng Dirty O'Connell thân vương cũng không có cách nào, hắn bây giờ đã đứng ở La Quân trên thuyền, như vậy hắn nhất định phải hết sức đến giúp đỡ La Quân. Dirty O'Connell thân vương tự nhiên cũng là một lão hồ ly, lấy hắn tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đứng đội. Hắn bảo trì trung lập, cứ như vậy tại cái này Luân Đôn làm tiêu diêu tự tại vương, ai thắng ai bại, hắn đều mặc kệ. Dạng này là tốt nhất. Nhưng bây giờ, bởi vì La Quân đột nhiên đến để hắn không làm lựa chọn không được. Lợi Khang Thiên bọn người bị Dirty O'Connell thân vương an bài tại khách phòng nghỉ ngơi. Lợi Khang Thiên đơn độc một gian phòng. Tứ đại huyết vương cùng ở một gian phòng. Hai gian phòng ngay tại liền nhau vị trí. Dirty O'Connell thân vương trước đó hỏi Lợi Khang Thiên muốn mấy cái phòng, hắn không muốn đi cho Lợi Khang Thiên phân phối gian phòng. Lợi Khang Thiên cái này chó săn không có đem Long Ngạo Thiên trí tuệ cùng bá lực học hội. Nhưng lại học hội Long Ngạo Thiên đa nghi cùng lãnh ngạo. Nếu như Dirty O'Connell thân vương phân phối bọn họ làm sao ở, Lợi Khang Thiên khẳng định lại phải cảm thấy có vấn đề. Vốn nên tới nơi này gian phòng rất nhiều, tứ đại huyết vương bốn cái đại nam nhân chí ít cũng cần hai gian phòng. Nhưng là do ở không có phù hợp, liền nhau ba gian phòng. Cho nên, Lợi Khang Thiên rất lợi hại tự tư để tứ đại huyết vương chen một gian phòng. Đêm đã khuya, Lợi Khang Thiên cùng tứ đại huyết vương đều đã ngủ say. Dirty O'Connell thân vương cùng La Quân bọn người ở tại trong mật thất dưới đất tụ hợp. La Quân bọn người tự nhiên không có ngủ. Tất cả mọi người nhìn lấy Dirty O'Connell thân vương đến đây, thế nào? Varai cái thứ nhất hỏi. Dirty O'Connell thân vương nói ra, Lợi Khang Thiên lòng nghi ngờ rất nặng, hiện tại hắn ở một cái phòng. Sát phách tứ đại máu vương toàn bộ ở cùng một chỗ. Một khi chúng ta náo ra động tĩnh, nhất định kinh động tứ đại huyết vương. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, tứ đại huyết vương giao cho ta đến xử lý, các ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Trực tiếp qua toàn lực đem Lợi Khang Thiên bắt lại. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nói ra, một mình ngươi như thế nào trấn áp đến tứ đại huyết vương. Huống chi, lần này liền muốn tại thần không biết quỷ không hay trung tướng Lợi Khang Thiên chế phục ở. Nếu để cho tứ đại huyết vương biết rõ nói chúng ta động Lợi Khang Thiên, như vậy Lợi Khang Thiên coi như trở về, Long Ngạo Thiên cũng sẽ đối với hắn sinh nghi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta tự có chừng mực. Các người yên tâm qua làm liền là. Mọi người gặp La Quân tính trước kỹ càng, ngay sau đó cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Cả đám cấp tốc ra mật thất dưới đất, hướng Lợi Khang Thiên cùng tứ đại huyết vương khách phòng ẩn núp quá khứ. Mọi người hô hấp tiến vào thai tức, đồng thời không lộ địch ý. Kể từ đó, liền xem như Lợi Khang Thiên bọn họ cũng rất khó phát giác được nguy hiểm. Chỉ có tại mọi người tránh thức phải vào phòng thời điểm. Lợi Khang Thiên bọn người mới có thể cảm nhận được nguy hiểm. La Quân một người trực tiếp trấn khai khách phòng môn, lặng lẽ trấn khai. Hắn đi vào, tứ đại huyết vương lập tức liền vọt lên tới. Người nào, huyết vương Bách nghiêm nghị quát lớn. Bốn trong tay người đao quang hắc hắc, sát khí đằng đằng. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy La Quân. Trong nháy mắt, bốn người đều sửng sốt.
Bách Thế nhưng là người quen cũ, lúc trước hắn là tại Lão Thân Vương trước mặt thể hiệu chung qua La Quân. Cho nên cái này một cái chớp mắt, hắn có chút xấu hổ, thậm chí nói có chút xấu hổ. Những người này đều là người quen cũ a. Bên trong còn có Huyết Phương Thụy Lân, La Quân còn đoạt hắn giới tu gì đây? Phược Long bao tay cũng là Thụy Lân đây. Bất quá lúc này bọn họ còn đến không kịp có phản ứng, sát phách tiếng chém giết đã dậy. La Quân mỉm cười. Bách sau đó trầm giọng nói ra, bệ hạ, ngài không nên tới. Bọn họ tuy nhiên nhận ra La Quân, nhưng trong tay đao lại chưa buông xuống. La Quân nói ra, các ngươi không cần khó xử, ta biết dưới mắt để cho các ngươi đến đi theo tại ta rất không có khả năng. Bất quá, ta tạm thời cũng không có quyết định này. Mặt khác, đối đãi ta giết Long Ngạo Thiên, lại lên Huyết Hoàng ngai vàng về sau. Ta cũng sẽ không trách tội cho các ngươi là huyết tộc hỏa chủng, các ngươi không thể chết. Bốn người nhất thời sửng sốt, bọn họ trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì. Có thể nghĩ, bốn người này hiện ở trong lòng là mâu thuẫn mà phức tạp. La Quân nói tiếp, trong tay của ta có một đạo hoa hạ đạo phù, một khi dán lên, có thể ngăn cách gian phòng hết thảy động tĩnh. Cho nên, các ngươi hiện tại muốn làm liền là khi làm cái gì cũng không biết. Mà trong tay của ta cái này mai đạo phù sẽ tới Lợi Khang Thiên trên tay, Lợi Khang Thiên sẽ đem đạo phù giao cho Long Ngạo Thiên. Đến lúc đó, Lợi Khang Thiên sẽ trở thành ta người, mà Long Ngạo Thiên lại đến hoài nghi các ngươi. Ta ý là, để Lợi Khang Thiên tới giết Long Ngạo Thiên. Hiểu không? Hắn đón đến, nói ra, nếu như các ngươi thật còn nhớ Lão Thân Vương, tốt nhất thì làm theo. Mà các ngươi cũng là Lão Thân Vương giao phó cho ta. Ta không muốn đi với các ngươi đến một bước cuối cùng. Bách, Thụy Lân cái này tứ đại huyết vương lúc này cũng liền hiểu La Quân mưu kế. Bọn họ nhìn nhau về sau cùng gật gật đầu. La Quân hơi hơi thở phào, quay người thì ra ngoài. Tại La Quân ra khỏi phòng thời điểm, Lợi Khang Thiên trong phòng cũng đã lâm vào bình tĩnh. Lợi Khang Thiên tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng Dirty O'Connell thân vương vốn là không kém Lợi Khang Thiên. Lại có Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng trợ giúp. Cho nên kết quả này là nằm trong dự liệu. Lợi Khang Thiên trực tiếp bị đánh đã hôn mê, hắn sau khi tỉnh lại đã tại trong mật thất dưới đất. Trong mật thất dưới đất, ánh đèn lóa mắt. Ngạo khí 10 phần Lợi Khang Thiên giờ phút này sợi tóc tán loạn, vô cùng chật vật. Hắn bị nhấn quỳ trên mặt đất, mà trước mặt hắn ngồi người thì là La Quân. La Quân bên người là Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng còn có Duẫn Nhi. Varai cùng Dirty O'Connell thân vương đè lại Lợi Khang Thiên. Đây chính là người Lợi Khang Thiên vừa mở mắt sở chứng kiến tình huống. Lợi Khang Thiên nhìn thấy La Quân lúc, hắn trong mắt lóe lên lệ quang, sau đó cười gằn nói, ta đáng yêu bệ hạ, nguyên lai là ngươi nha. Ngươi thế mà còn chưa chết, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Ta có thể hay không yêu ta không biết, La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, nhưng ta biết. Người tiếp xuống tuyệt đối sẽ không rất lợi hại vui sướng. Hắn đón đến, nói ra, ta biết Lợi lão đại ngươi là đỉnh thiên lập địa nhân vật, cho nên ta cùng ngươi không có có chuyện gì đáng nói. Hiện tại ta cũng không muốn đừng, ta chính là muốn tra tấn ngươi chơi một chút. La Quân sau khi nói xong, liền ở bên cạnh cầm sớm chuẩn bị kỹ càng xăng. Tiếp lấy lại cầm một khối vải ướt trực tiếp gắn vào Lợi Khang Thiên trên mặt. Sau đó, La Quân nắm Lợi Khang Thiên hai má. Sau đó đem cái kia xăng đổ vào. Đây là một loại thẩm vấn phạm nhân cực hình, một mực ngược lại xăng, muốn hô hấp nhất định phải há mồm. Một khi hô hấp, xăng liền sẽ đi vào trong bụng qua. Coi như Lợi Khang Thiên có thể bế khí, nhưng là La Quân đem hắn hai má nắm, xăng cũng có thể trực tiếp tiến vào. Lợi Khang Thiên lập tức liền kịch liệt giằng co. Tư vị này tuyệt đối khó chịu a, so bất luận cái gì đau thương chi hình đều khó chịu hơn. Ngược lại một hồi, La Quân ngừng tay, kéo ra vải ướt, cười tủm tỉm hỏi, Lợi lão đại, cảm giác thế nào? Lợi Khang Thiên nói, mà mẹ nó mẹ ngươi. La Quân không nói hai lời, lại tiếp tục rót xăng. Lợi Khang Thiên ngao ngao lung tung giãy giụa, nhưng hắn lại là giãy giụa không ra. La Quân lần nữa kéo ra vải ướt, cười tủm tỉm hỏi, thế nào, Lợi lão đại? Ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, tuyệt đối không tốn ngươi mặt. Cũng sẽ không để trên người ngươi có tổn thương ngấn. Nhưng ta còn có 108 loại biện pháp để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đêm nay, chúng ta thì toàn lấy ra thử một lần, dù sao ngươi thể chất tốt, cũng không dễ dàng bị ta đùa chơi chết.
Ngươi đến muốn thế nào? Lợi Khang Thiên giận dữ hỏi. Hắn lúc này cũng không dám mắng. Muốn thế nào? La Quân vừa cười vừa nói. Không nói trước ta muốn thế nào, ngươi vừa rồi mắng mẫu thân của ta, cái này khiến ta rất lợi hại không vui. Đến, trước cho ta dập đầu ba cái để cho ta bớt giận. La Quân trong mắt hiện ra không thể phát giác hàn quang. Mẫu thân là hắn nghịch lân, hắn dung không được bất luận kẻ nào nhục mạ. Ta đập ngươi, Lợi Khang Thiên vô ý thức lại muốn mắng La Quân mẫu thân, còn tốt sau cùng dừng miệng. Lợi Khang Thiên vừa nghiêng đầu, không để ý tới La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi không đập là đúng, bởi vì ngươi đập thì không dễ chơi. Ngươi đoán ta tiếp lấy muốn đối ngươi làm cái gì? La Quân lại cười tủm tỉm hỏi. Lợi Khang Thiên không nói lời nào. La Quân nói ra, dưới nách thần kinh là người phản ứng đau đớn lợi hại nhất một chỗ, Lợi lão đại ngươi là siêu cấp cường nhân, người bình thường dùng 110 nằm điện lưu thì sống không bằng chết. Không biết ngươi có thể tiếp nhận bao lớn điện lưu? Hắn đón đến, tiếp lấy liền đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng công cụ lấy ra. Điện là tiếp bình ắc quy. Nếu quả thật dùng quá cường đại điện lưu, sẽ trực tiếp đem Lợi Khang Thiên điện giật chết. Thân thể dù sao cũng là có ràng buộc, là có hạn độ. Lợi Khang Thiên mạnh hơn lại như thế nào? Tra tấn cường độ quá lớn, vẫn là sẽ chết. La Quân đem hai cây sắt nhiếp tử trực tiếp nhắm ngay Lợi Khang Thiên dưới nách. Lúc này, Varai cùng Dirty O'Connell cũng đều đeo lên cách ly điện lưu cao su lưu hóa bao tay. Mọi người đem đây hết thảy đều sớm chuẩn bị kỹ càng. A, à, trong chớp mắt ấy, Lợi Khang Thiên thần hồn run rẩy, âm thanh tê kêu lên. Mọi người thấy đều là lòng còn sợ hãi, có thể làm cho Lợi Khang Thiên một cao thủ như vậy thảm như vậy gọi, bởi vậy cũng có thể gặp thống khổ này khủng bố cỡ nào. La Quân không để ý tới Lợi Khang Thiên kêu thảm, liên tục điện ba lần. Lần thứ ba về sau, Lợi Khang Thiên đã trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép. Không muốn, không muốn, Lợi Khang Thiên nằm trên mặt đất. Suy yếu nói ra, ta dập đầu, ta dập đầu. La Quân liền đình chỉ tiếp tục tra tấn, hắn mỉm cười, nói ra, dạng này cũng quá không tốt chơi, ta đằng sau còn có thật nhiều chuẩn bị kỹ càng đạo cụ không dùng. Ngươi hẳn là lại kiên trì một hồi. Lợi Khang Thiên nhìn La Quân ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn không nói hai lời đứng dậy, xông La Quân dập đầu ba cái. Ta còn có thể yêu sao? La Quân nghiêm túc hỏi Lợi Khang Thiên. Ngươi! Lợi Khang Thiên không nói lời nào. Ha ha, có phải hay không rất muốn nói ta rất lợi hại biến thái? La Quân nói ra. Lời này thật đúng là Lợi Khang Thiên lời trong lòng, nhưng Lợi Khang Thiên lúc này không dám nói a. Lợi lão đại, ngươi nhìn, ta vẫn là rất lợi hại nể mặt ngươi. Ta tuy nhiên đánh ngươi, nhưng từ ở bề ngoài đến xem, ngươi một điểm thương tổn đều không có. La Quân từ tốn nói. Lợi Khang Thiên nhìn về phía La Quân. Hắn đắng chát nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi muốn cho ta phản bội bệ hạ. Varai phẫn nộ nói ra, Long Ngạo Thiên chính là nghịch thần tặc tử, chỗ của hắn là cái gì bệ hạ? Lợi Khang Thiên lại không để ý tới Varai. La Quân cũng giơ tay ra hiệu Varai đừng bảo là cái này một gốc giả. La Quân nói với Lợi Khang Thiên, như vậy đi, ngươi cũng là người biết chuyện. Ta cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất, kia chính là ta đưa ngươi hành hạ chết. Cái ý nghĩ này tất ngươi không nguyện ý à? Lợi Khang Thiên nói ra, nhưng ta không thể cõng phản Long lão đại. Hắn lúc này không dám lại nói bệ hạ. La Quân nói ra, không có cái gì không thể cõng phản, chỉ nhìn có đáng giá hay không. Ta chỗ này có một hạt độc dược, ba ngày sau đó mới có thể độc phát. Chỉ cần ngươi tại trong vòng ba ngày giúp ta giết Long Ngạo Thiên, đến lúc đó ta cho ngươi giải dược, sau đó lại cho ngươi một số tiền lớn, để ngươi cao chạy xa bay. La Quân tiếp tục nói, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng ngươi nội ứng ngoại hợp. Ngươi kế hoạch này quá điên cuồng. Lợi Khang Thiên trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, hắn nói ra, ta không có khả năng giết Long lão đại, ta cũng giết không Long lão đại. Lợi Khang Thiên lắc đầu liên tục. La Quân nói ra, mỗi người vì tính mạng mình, đều phải bỏ ra một số nỗ lực. Chúng ta muốn bốc lên sinh tử chi hiểm, ngươi cũng giống vậy. Ngươi là Long Ngạo Thiên người thân nhất người. Coi như ngươi giết không hắn, chỉ cần có thể trọng thương hắn cũng được. Lợi Khang Thiên vẫn lắc đầu, hắn nói ra, ta không thể. Đối với không Lợi Khang Thiên tới nói, xác thực là phi thường tra tấn cùng không thể quyết định sự tình. Cho nên hắn phản ứng đối với La Quân bọn họ tới nói là rất bình thường.
Nếu là Lợi Khang Thiên tùy tiện đáp ứng, như vậy La Quân bọn họ ngược lại mới có thể hoài nghi. La Quân nói ra, cái này đối ngươi đến rất khó, ta có thể hiểu được. Bất quá, ngươi cũng không là tiểu hài tử, càng không phải là xúc động thiếu niên. Cho nên cũng nên nghĩ thêm đến, vì Long Ngạo Thiên mà chết, có đáng giá hay không? Nếu ngươi chết, Long Ngạo Thiên sẽ vì ngươi khó qua bao lâu? Nhân tính mạng chỉ có một, một khi không có cũng liền không có. Đây không phải trò chơi, không thể xóa hồ sơ làm lại. Sau đó, La Quân đem cái viên kia độc dược lấy ra, ném đến Lợi Khang Thiên trước mặt. Có muốn ăn hay không, xem chính ngươi. La Quân nói ra, là lựa chọn ăn độc dược, liều một phen, vẫn là lập tức để cho ta đưa ngươi giết chết. Lợi Khang Thiên trầm mặc. Tất cả mọi người nhìn lấy Lợi Khang Thiên. La Quân chờ nửa ngày, nói ra, xem ra ngươi xác thực đối Long Ngạo Thiên đầy đủ trung thành. Như vậy đi, nể tình ngươi cũng là trung thần nghĩa sĩ người, ta cho ngươi thống khoái. Hắn nói xong liền nhất trưởng bổ về phía Lợi Khang Thiên đầu. Chờ một chút, cái này một cái chớp mắt, Lợi Khang Thiên kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cái kia quả nhiên là vãi cả linh hồn a. Cái này một cái chớp mắt, Lợi Khang Thiên cảm giác thật giống là tại đường danh sinh tử bồi hồi một lần. Làm sao, La Quân sắc mặt lãnh đạm. Lợi Khang Thiên cầm lấy cái kia một hạt độc dược, nói ra, ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Hắn nói xong liền đem viên kia độc dược nuốt vào. Độc dược này thực cũng không phải là cái gì độc dược, đồng dạng bất quá là các bâu nát natri viên thịt. La Quân tâm lý rất rõ ràng, lấy Lợi Khang Thiên thể chất, cho hắn thật độc dược, hắn có thể áp chế cùng hóa giải. Như vậy thì chỉ có cho hắn loại này vô hại đồ, vật. Một khi ăn, Lợi Khang Thiên cảm giác không ra, ngược lại sẽ nghi thần nghi quỷ. La Quân cũng không nói độc dược lai lịch, hắn tin tưởng không ai dám cầm tính mạng mình đến cược viên thuốc này là giả. Có thể nói, La Quân thật là một cái dân cờ bạc, một cái to gan lớn mật dân cờ bạc. Mà lại, hắn mỗi lần đều có thể cược thắng. Lợi Khang Thiên ăn độc dược về sau, hắn hỏi La Quân, nói ra, ta có thể đứng lên tới sao? La Quân mỉm cười, nói ra, trong ba ngày này, chúng ta cũng là chiến hữu, người đương nhiên có thể đứng lên. Hắn thân thủ đem Lợi Khang Thiên nâng đỡ. Varai bọn người thấy thế cũng liền thở phào một hơi. Gian nan như vậy sự tình tại La Quân chủ tính dưới, thế mà thật sự làm được. Mọi người không khỏi bội phục La Quân trí tuệ cùng bá lực. Bất quá lúc này, Lợi Khang Thiên lại nói, nhưng là các ngươi hôm nay bắt ta gây quá đại động tĩnh, tứ đại huyết vương chỉ sợ đều đã biết. Nếu là bọn họ trở về theo Long Lão Đại báo cáo việc này, ta sợ Long Lão Đại sẽ đối với ta sinh nghi. La Quân từ tốn nói, ngươi không phải Long Lão Đại tín nhiệm nhất người sao? Lợi Khang Thiên không khỏi hơi hơi đắng chát, hắn nói ra, Long Lão Đại từ trước tới giờ không hội tránh thức hoàn toàn tín nhiệm một người. La Quân nói ra, ngươi cân nhắc, ta sớm nghĩ đến. Ta chỗ này có một cái phù chú, ngươi lấy về cho Long Ngạo Thiên nhìn, liền nói là ngươi nửa đêm, trên cửa dán. Cái này mai phù chú chính là chúng ta Hoa Hạ đạo gia cao nhân chế tác. Long Ngạo Thiên hẳn là có thể nhìn ra một hai. Hắn đón đến, nói ra, người đến lúc đó thì cái gì cũng không cần nhiều lời. Long Ngạo Thiên cầm cái này mai phù chú tự nhiên sẽ hoài nghi bốn vị huyết vương đã bị ta xúi dục. Hắn hội nghi ngờ huyết vương nhóm, lại sẽ không đối ngươi nhiều hơn phòng bị. Phù này chú thật có cái này hiệu dụng sao? Lợi Khang Thiên nhìn không được hỏi. La Quân từ tốn nói, phù này chú có nhất định hiệu dụng, nhưng không có thần kỳ như vậy. Bất quá Long Ngạo Thiên đối phù chú không quá quen thuộc, lừa bịp hắn không có vấn đề. Cái này mai phù chú trầm mặc nùng là biết, xác thực là La Quân tìm viên tinh vân chế tác. Lợi Khang Thiên nói ra, nhưng là những này huyết vương nhóm đã biết ngươi tìm ta, bọn họ. Ngươi không cần lo lắng bọn họ đến lúc đó hội khoanh tay đứng nhìn, nếu như chúng ta không thành công, bọn họ chính là chúng ta địch nhân. Nếu như ngươi thành công giết Long Ngạo Thiên, hoặc là trọng thương Long Ngạo Thiên, như vậy bọn họ sẽ phải là chúng ta trợ thủ. La Quân nói ra. Trầm mặc nùng không khỏi trong lòng thán phục. La Quân thật sự là đem mỗi một bước, mỗi một cái khâu đều nghĩ đến. Hắn suy nghĩ quá kín đáo. Sau đó, La Quân còn nói thêm. Chúng ta lại ở ngươi trở lại quận Bo về sau. Đi theo cũng đến quận Bo. Đến lúc đó, ngươi chuẩn bị động thủ thời điểm. Chúng ta ngay tại đê kê căng cổ bảo bên ngoài chờ lấy. Chỉ cần ngươi ra tay, chúng ta nội ứng ngoại hợp. Lợi Khang Thiên gật gật đầu, nói ra, tốt, ta hội đem hết toàn lực đến xử lý.
La Quân cũng gật đầu, nói ra, đây cũng là vì chính ngươi mệnh tới nghĩ, nhìn ngươi tiếc mệnh. Hắn sau khi nói xong, nói, quần áo ngươi cùng khoản, chúng ta chuẩn bị một bộ. Ngươi bây giờ qua tắm rửa, đem trên thân xăng vị bỏ đi, không nên đến thời điểm để Long Ngạo Thiên ngửi ra điểm cái gì tới. Lợi Khang Thiên gật đầu. Về sau, Dirty O'Connell thân vương mang theo Lợi Khang Thiên rời đi mật thất dưới đất. Giờ này khác này Lợi Khang Thiên giống như là đấu bại gà trống, không còn có trước đó vênh váo tự đắc. Dirty O'Connell thân vương nhìn lấy Lợi Khang Thiên cái này điều dạng, tâm lý cái kia thoải mái a. Lợi Khang Thiên cùng Dirty O'Connell thân vương sau khi đi, trầm mặc nùng cùng Lâm Băng rất là lo lắng. Lâm Băng nói ra, chúng ta đây có phải hay không là quá thuận lợi? Gia hỏa này thật lại đối phó Long Ngạo Thiên sao? Varai cũng là lo lắng, nói ra, đúng vậy a, vạn nhất hắn coi như muốn đối phó, lại bị Long Ngạo Thiên nhìn thấu đâu. Trầm mặc nùng nói ra, sự tình thuận lợi đến làm cho người cảm thấy không bình thường, Lợi Khang Thiên có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thân a? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta chạy tới một bước này, vậy thì cái gì đều khác suy nghĩ nhiều. Chính mình nỗ lực bên ngoài, hắn thì phó thác cho trời đi. Hắn ngược lại là lạc quan cực kỳ. Trầm mặc nùng nói ra, ngươi không cảm thấy, Lợi Khang Thiên căn bản không thể tin sao. La Quân nói ra, có cái gì không thể tin, nào có không sợ chết người. Hắn nhìn rất nhạt. Sau đó, La Quân ngăn cản mọi người nói tiếp. Hắn nói ra, chuyện này, lại thảo luận cũng không hề có tác dụng. Đi đến một bước này, chúng ta chỉ muốn kiên trì đi xuống. Không có bất kỳ cái gì đường rút lui. Ta tin tưởng, vận khí ta sẽ để cho ta hoàn thành chuyện này. Trầm mặc nùng trầm giọng nói ra, La Quân, ta biết đoạn đường này đến, ngươi vẫn luôn rất lợi hại tin tưởng ngươi vận khí. Nhưng là chúng ta Hoa Hạ còn có câu chuyện xưa, gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, ngươi không thể quá dựa vào ngươi vận khí a. Ta sợ ngươi có một ngày hội ngã xuống tại ngươi vận khí phía trên. La Quân nhất thời trợn mắt chừng một cái. Nói ra, lời này của ngươi ta thì không quá thích nghe, làm đến giống như ta sở dĩ có thể sống đến bây giờ, trừ vận khí bên ngoài, ta thì không còn gì khác. Trầm mặc nùng nói ra, ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy, chuyện này chúng ta hẳn là còn chú ý cẩn thận một số. La Quân nói ra, chúng ta đã không có còn lại đường, sự tình đi đến một bước này, đó là thiên quân vạn mã cầu độc mộc, trừ hướng phía trước sông, vẫn là chỉ có thể hướng phía trước sông. Không thể buông tha dũng giả thắng. Trầm mặc nùng gặp La Quân như thế chắc chắn, ngay sau đó, nàng thở dài, liền cái gì cũng không nói. Lâm Băng cũng thở dài, nói ra, tính toán, dù sao La Quân, chúng ta đem mệnh đều giao cho trên tay ngươi, chúng ta có thể chết, bất quá ngươi vẫn là hơi thận trọng điểm, muốn để cho chúng ta bị chết có giá trị mới được. La Quân cũng đường đường chính chính nói ra, nơi này, không có bất luận kẻ nào chết. Thời điểm cũng không còn sớm. Trong lòng mọi người chủ yếu vẫn là cảm thấy có chút quá mức thuận lợi, bất quá bọn hắn cũng tìm không ra chỗ sơ suất địa phương. Sau cùng, mọi người cũng đã cảm thấy là mình đơn phương suy nghĩ nhiều, hẳn là đối La Quân nhiều một ít tín nhiệm. Không thể không nói, La Quân bình tĩnh, còn có trầm ổn cho mọi người rất lớn lòng tin. Đêm đó, mọi người nghỉ ngơi, một đêm tất nhiên là không nói chuyện. Mà sáng ngày thứ hai, Dirty O'Connell thân vương đem chính mình máy bay riêng tặng cho Lợi Khang Thiên một đám người về quận Bo. Lợi Khang Thiên cùng tứ đại huyết vương ở giữa đều là từng người mang ý xấu riêng, nhưng lẫn nhau nhưng lại đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Lợi Khang Thiên bọn người sau khi đi, Dirty O'Connell thân vương cũng tới tìm La Quân. Có thể hay không quá thuận lợi một số, Dirty O'Connell thân vương nói ra. La Quân miệng đều muốn nói lên phao. Hắn có chút nổi nóng đối Dirty O'Connell thân vương, cũng là nói với mọi người, các ngươi là nhìn lấy thuận lợi, nhưng các ngươi biết ta làm bao nhiêu bài tập cùng chuẩn bị sao? Không có vô duyên vô cớ thuận lợi, cái này là sinh tử tồn vong đại sự, mệnh ta cũng ở bên trong. Sẽ không lấy chính mình mệnh còn có các ngươi mệnh đến lái cái này trò đùa. Dirty O'Connell thân vương nhất thời ấy ấy, không biết nên nói cái gì. Hắn thế mà cảm thấy có chút hổ thẹn. Cảm thấy xác thực là mình suy nghĩ nhiều. Mà trầm mặc nùng mấy người cũng là càng phải im miệng. Chúng ta lúc nào lên đường qua hướng quận Bo? Dirty O'Connell thân vương hỏi La Quân. La Quân nói ra, an bài đường dây bí mật, mau chóng đuổi tới quận Bo. Lợi Khang Thiên lúc nào có thể động thủ, chúng ta lúc nào liền hành động,
nội ứng ngoại hợp. Giờ khắc này, La Quân là tuyệt đối bày mưu tính kế. Quận bo khí trời luôn luôn một mảnh sáng sủa, dù cho trời mưa, cũng sẽ rất nhanh thiên tình. Lord Mariber hồ y nguyên trong vắt mà mỹ lệ, cái thành phố này là du lịch nghỉ dưỡng cảnh đẹp, đã có thành thị phồn hoa, lại có trên núi không khí mát mẻ. Quận bo chính phủ đối quận bo sinh thái bảo vệ môi trường là tận hết sức lực. Cái thành phố này, là không ít vợ chồng mới cưới đến hưởng tuần trăng mật nơi đến tốt đẹp. La Quân lựa chọn quận bo tới làm hắn nơi phát nguyên, cái này không phải là không có khảo sát cùng cân nhắc. Mà lại, quận bo bên trong có thật nhiều người Hoa, còn có người Hoa nhà ăn, cho nên ở chỗ này sinh hoạt không có cái gì khó chịu. Lợi Khang Thiên chưa hôm đó liền đạt tới quận bo. Hắn trở lại quận bo chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là muốn đi gặp Long Ngạo Thiên. Đê kê càng cổ bảo bên trong, Long Ngạo Thiên lành nghề trong cung tiếp kiến Lợi Khang Thiên. Cái chỗ kia vốn là La Quân ở, La Quân bị đuổi sau khi đi, dĩ nhiên chính là Long Ngạo Thiên vào ở. Long Ngạo Thiên làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra qua, tứ đại huyết vương cũng không chịu kiến. Bệ hạ, Lợi Khang Thiên lập tức một gối quỳ xuống. Long Ngạo Thiên nói, nhanh đứng lên mà nói, sự tình thế nào? Lợi Khang Thiên cười lạnh, nói ra, bệ hạ, như ngài sở liệu, chuyện này toàn bộ đều là La Quân đám kia dư nghiệt đang làm trò quỷ. Bọn họ là thật trở về. Long Ngạo Thiên nói ra, hắn tu vi bây giờ thế nào? Lợi Khang Thiên nói ra, hạ thần cũng phỏng đoán không cho phép, bất quá hẳn là chỉ ở trường sinh cảnh tam trọng cùng tứ trọng khoảng chừng. Long Ngạo Trời cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, vẫn là cái phế vật. Lợi Khang Thiên nói ra, bệ hạ, ngài thật sự là thần cơ diệu toán. Cái này La Quân quả nhiên là muốn thông qua hạ thần đến hành thích ngài. Long Ngạo Thiên nói ra, đây là bọn họ đường ra duy nhất. Cô vừa nghe đến Huyết Liên tin tức, liền biết trong này có âm mưu. Nếu thật có Huyết Liên, Dirty O'Connell làm sao có thể để tin tức tiết lộ tới. Lợi Khang Thiên nói ra, cũng may mắn hạ thần phục dụng ngài đưa cho Bách Linh Đan, cái này Bách Linh Đan ăn vào, vạn độc bất xâm. La Quân cho ta một khỏa độc dược, hắn hiện tại cho là ta đã bị hắn nắm giữ ở. Long Ngạo Thiên cười ha ha, nói ra, gia hỏa này, tự cho là đúng, nhưng lại không biết hắn thật sự là ngu xuẩn như lợn. Sau đó, Long Ngạo Thiên lại hỏi, như vậy tiếp đó, hắn là tính thế nào? Lợi Khang Thiên nói ra, hắn muốn hạ thần tại trong vòng 3 ngày ám sát ngài, liền xem như giết không chết bệ hạ ngài, cũng phải để ngài trọng thương. Đến lúc đó, hắn cùng ta nội ứng ngoại hợp. Hắn ngược lại là đánh ý kiến hay. Long Ngạo Thiên cười lạnh liên tục. Lợi Khang Thiên nói ra, La Quân trả lại cho ta một cái phù chú. Cái này mai phù chú hắn nói là có thể ngăn cách hết thảy thanh âm. Ý hắn là, tại vây bắt ta thời điểm, đã đem tấm bùa chú này dán tại tứ đại huyết vương bên ngoài phòng. Cho nên, hắn muốn ta cầm phù chú trở về, để ngài hoài nghi tứ đại huyết vương đã làm phản. Long Ngạo Thiên tiếp nhận Lợi Khang Thiên đưa cho phù chú, hắn tường tận xem xét một cái chớp mắt về sau, nói ra, cái này phù chú thật có chút cổ quái. Hắn đón đến, nói ra, cái này tiểu tạc bàn tính đánh cho xác thực rất lợi hại tinh, muốn cũng rất chu đáo. Hắn đoán ra cô đơn đối với ngươi là 100% tín nhiệm, một khi có dị thường, cũng sẽ chỉ qua hoài nghi tứ đại huyết vương. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn lại là muốn tới sử dụng ngươi. Lợi Khang Thiên tất cung tất kính nói ra, này tiểu tặc giỏi về luồn cúi quỷ kế, tự cho là đầy bụng tài hoa, thực sự bệ hạ trước mặt ngài, căn bản chính là một trận trò cười. Long Ngạo Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hắn thật là cái không tệ đối thủ, bất quá tại cô trước mặt vẫn là non một số. Lợi Khang Thiên liền cũng đi theo phụ họa, cái này Lợi Khang Thiên tuy nhiên ở trước mặt người ngoài lãnh ngạo phách lối, nhưng ở Long Ngạo Thiên trước mặt lại là cẩn thận từng ly từng tí. Long Ngạo Thiên không có khi bệ hạ thời điểm, hắn còn có thể theo Long Ngạo Thiên xưng huynh gọi đệ. Từ khi Long Ngạo Thiên trở thành bệ hạ về sau, Lợi Khang Thiên thì phá lệ chú ý phân tấc. Bởi vậy cũng có thể gặp, Lợi Khang Thiên người này không phải đần độn, mà chính là cái thành thục lão hồ ly. Thử nghĩ, Lợi Khang Thiên rất được Long Ngạo Thiên tín nhiệm. Nhưng hắn như ở trước mặt người ngoài hiền lành dễ thân, đến người yêu mến, như vậy Long Ngạo Thiên còn có thể cho phép dưới hắn sao? Lúc trước Lưu Bang được thiên hạ về sau, Tiêu Hà còn muốn cố ý tham ô, chiếm lấy ruộng tốt đây. Sau cùng bách tính đến Lưu Bang trước mặt cáo trạng, Lưu Bang nghe xong, lại là cao hứng vô cùng. Đạo lý chính là cái đạo lý này. Bệ hạ,
cái kia ngươi tính sau đó phải như thế nào làm. Lợi Khang Thiên sau đó cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, hắn nói ra, ngươi lặng lẽ cùng bọn hắn liên hệ, xác định bọn họ đến về sau, thì nói cho bọn hắn, nói ngươi đã đem ta đánh thành trọng thương. Đến lúc đó, cô lại ở hành cung bên trong chế tạo một số ồn ào cùng ồn ào tiếng đánh nhau. Ngươi thì giả bộ như trọng thương chạy đi. Sau đó, cô lại để cho người truy sát ngươi. Lúc này, người theo La Quân bọn họ tụ hợp, sau đó một phen đánh nhau phía dưới, chúng ta người rút lui tiến đến. Chờ đem La Quân bọn họ lừa gạt sau khi đi vào, liền lại tới một cái đóng cửa đánh chó. Lần này, tuyệt đối không thể lại cho bọn hắn cơ hội, muốn đem một mẻ hốt gọn. Người giả bộ như sau khi bị thương, tìm đúng máy bay sẽ ra tay. Bệ hạ diệu kế, Lợi Khang Thiên lập tức nịnh nọt. Vào lúc ban đêm, La Quân một đoàn người đến quận Bo. Lợi Khang Thiên tìm cơ hội cùng La Quân liên hệ với, ở trong điện thoại, Lợi Khang Thiên nói ra, bệ hạ. Ngài Diệu Kế đã lừa gạt đến Long Lão Đại, hắn hiện tại đối tứ đại huyết phương tràn ngập nghi ngờ. La Quân ở bên kia cười ha ha một tiếng, nói ra, cái này đồ ngốc, ha ha. La Quân nhưng lại không biết, lúc này Long Ngạo Thiên cũng ở một bên nghe. Mà lại là mở ra điện thoại di động máy biến điện năng thành âm thanh. Long Ngạo Thiên nghe La Quân chửi mình ngu xuẩn đồ, vật, miệng hắn đều tức điên. Nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Trong mắt của hắn trải qua hàn quang, nói thầm, kỳ ngu xuẩn vô cùng đồ, vật, chờ ngày mai ngươi thì biết mình là cái gì mặt hàng. Lợi Khang Thiên theo La Quân kết thúc trò chuyện, hắn có chút xấu hổ xông Long Ngạo Thiên nói, bệ hạ, cái này La Quân tự cho là đúng, quả thực thì là muốn chết. Lúc trước hắn tại Dirty O'Connell nơi đó đối hạ thần đủ kiểu tra tấn, chờ ngày mai chúng ta đem hắn bắt, khẩn cầu bệ hạ để hạ thần hảo hảo báo thù này. Long Ngạo Thiên cười lạnh nói, đây là tự nhiên, cô muốn để cái này tự cho là đúng ngu xuẩn muốn sống không được muốn chết không xong. Đêm nay, La Quân bọn người bí mật tiềm phục tại một cái quán trọ nhỏ bên trong. Đêm nay, bình tĩnh vô cùng. Trầm mặc nùng nhịn không được hỏi La Quân, nói ra, Đa Luân Tư đâu? La Quân nói ra, sáng mai liền sẽ đến. Trầm mặc nùng nói, trọng yếu như vậy sự tình hắn thế mà đến trễ, hắn đến đi làm cái gì? La Quân cười một tiếng, nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. Trầm mặc nùng cũng là im lặng. Ngày thứ hai ban đêm, Lợi Khang Thiên theo La Quân ước định cẩn thận chuẩn bị hành động. Đa Luân Tư tại buổi sáng đã đưa tin, La Quân cho hắn phổ độ kiếm. Mọi người ban đêm đúng giờ xuất phát, tiến về DK Cang Cổ Bảo. Trầm mặc nùng trong lòng các nàng tuy nhiên bất an, nhưng dưới mắt nhưng cũng cái gì cũng không nói. Đều muốn hành động. Lại tiếp tục nghi vấn La Quân cũng không có ý nghĩa, sẽ chỉ nhiễu loạn quân tâm. La Quân chỉ huy mọi người tại dưới bóng đêm, hành quân gấp hướng DK Cang Cổ Bảo mà đi. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, tựa như là một cái luân hồi một dạng. Tại dạng này ban đêm, mọi người lần nữa tới đến DK Cang gia tộc, giống như lúc trước Long Ngạo Thiên trong đêm tối giết đi vào. Hôm nay chẳng khác gì là La Quân cùng Long Ngạo Thiên một lần nữa đổi vị trí. Nhưng La Quân lần này liền có thể đem Long Ngạo Thiên xử lý sao? La Quân bên này, người nào cũng không có cái này nắm chắc. Nhưng khác biệt là, Long Ngạo Thiên lại là hoàn toàn có tuyệt đối nắm chắc muốn xử lý La Quân đám người này. Long Ngạo Thiên không có chút nào lo lắng hội không giải quyết được La Quân đám người này, hắn không có thất bại khái niệm. Hắn lo lắng duy nhất chính là sợ La Quân đám người này sẽ có cá lọt lưới đào tẩu. Hắn muốn duy nhất một lần đem La Quân đám người này toàn bộ xử lý. Chỉ cần La Quân vừa chết, Long Ngạo Thiên liền có thể thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch. Hắn liền có thể gối cao không lo tới làm cái này bệ hạ, hắn liền có thể tránh thức danh chính ngôn thuận. Đêm như vẩy mực, trong bóng đêm ẩn tàng nói không nên lời sát cơ. La Quân đám người đã đến DK Cang thành bảo bên ngoài ẩn núp. Đúng lúc này, DK Cang trong thành bảo tín hiệu phát ra. Sau đó ồn ào vang lên, tận lực bồi tiếp tiếng đánh nhau truyền tới. Mà lại còn kèm theo Long Ngạo Thiên giống giận gào thét âm thanh. Lợi Khang Thiên, ngươi thế mà phản bội ta, ta giết. Long Ngạo Thiên như bị thương tổn dã thú gào thét. Thành công, Trầm Mặc Nùng chờ người vui mừng. Chúng ta muốn hay không xông? Lâm Băng hỏi. Xông, La Quân đơn giản trực tiếp, mà lại một ngựa đi đầu. Mọi người lập tức liền theo ở phía sau. Hỏa tốc lôi đình đi theo vào.
Cái kia cổ bảo trang viên đại môn trực tiếp bị La Quân một chân đá ngã lăn. Người nào, thủ vệ huyết tộc thị vệ lập tức lớn tiếng quát lớn. Mọi người trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt đem đánh ngất đi. Đều là huyết tộc người, bọn họ không muốn quá mức giết hại. Vừa vào trang viên, liền nhìn thấy bóng người lay động, đầu tiên một ngựa đi đầu cũng là Lợi Khang Thiên toàn thân đẫm máu, sợi tóc tán loạn, chật vật không thôi trốn qua tới. Ngay sau đó, đằng sau chính là Long Ngạo Thiên thủ hạ thứ hai cao thủ trời cao mang còn lại mấy tên cao thủ hãng giết tới. Long Ngạo Thiên cũng là lung la lung lay, toàn thân đẫm máu lao ra. Song phương tính toán là chân chính không thể buông tha. Giết, La Quân cũng không nói nhảm, lệ hống một tiếng. Lợi Khang Thiên làm theo trốn ở La Quân bọn người sau lưng. Song phương giao chiến tại cùng một chỗ. La Quân hô một tiếng giết về sau, người khác nhưng không có tiến lên, ngược lại là trở lại hỏi Lợi Khang Thiên, nói, người thế nào, có nặng lắm không? Lợi Khang Thiên trong lòng cười lạnh, ngoài miệng nói ra, bệ hạ, Long lão đại bên trong ta nhất trưởng, hắn thụ bị thương rất nặng, tuyệt đối không được. Bất quá ta cũng thụ hắn nhất trưởng, ta là không có biện pháp giúp ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, La Quân nói với Lợi Khang Thiên, ngươi yên tâm, đêm nay ngươi giúp ta đại ân, ta sẽ không quên ngươi công lao. Hắn nói liền đem tay đập vào Lợi Khang Thiên trên bờ vai. Lợi Khang Thiên tự nhiên không thể tránh né, cái này trốn một chút tránh thì lộ tẩy. Hắn mỉm cười, mặc cho La Quân đập vai. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, La Quân trong tay bỗng nhiên phát ra mạnh mẽ sức lực ấn xuống. Tựa như là một cỗ điện lưu tập giết tới, Lợi Khang Thiên đang muốn phản kháng, phía sau hắn, Đa Luân Tư một kiếm trực tiếp đem hắn đâm lạnh thấu tim. Đa Luân Tư cùng La Quân là lão chiến hữu, lẫn nhau phối hợp phá lệ ăn ý. La Quân vừa động thủ, Đa Luân Tư thì xuất thủ. Ngươi, Lợi Khang Thiên trong mắt lóe lên kinh ngạc hoảng sợ ánh mắt, hắn không hiểu cái này đến là chuyện gì xảy ra. Sau đó, La Quân cùng Đa Luân Tư không để ý tới Lợi Khang Thiên, vọt thẳng hướng Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên đang hướng Bạch Tuyết Thống hạ sát thủ, hắn bỗng nhiên trông thấy Lợi Khang Thiên bị giết, không khỏi giật nảy cả mình. Lúc này, La Quân đã cùng Đa Luân Tư đi vào Long Ngạo Thiên trước mặt. Còn lại người đều tại ác chiến. Bạch Tuyết theo mặt khác cao thủ người bị đánh chết cùng một chỗ. Giờ này khắc này, cái kia tứ đại huyết vương cũng không có tham chiến, bọn họ tránh ở một bên, yên lặng nhìn biến. Cái kia mới có ưu thế, bọn họ thì lại trợ giúp phía kia. Đây chính là đẫm máu hiện thực. Long Ngạo Trời mặc dù trở thành bệ hạ, nhưng hắn lực ngưng tụ thực rất là yếu kém. Sở hữu công tước, tử tước còn có huyết tộc thành viên cũng sẽ không tránh thức vì hắn bán mạng. La Quân đối mặt Long Ngạo Thiên, cười lạnh một tiếng, nói ra, Long Ngạo Thiên, từ Lợi Khang Thiên gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta liền biết không thích hợp. Vừa rồi Lợi Khang Thiên căn bản là không có thụ thương, trung khí 10 phần, có thể giấu giếm được ta sao? Long Ngạo Thiên thấy mình kế hoạch đã bại lộ, hắn dứt khoát thì lộ ra dữ tợn tới, đồ chó con, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có cơ hội sống mà đi ra qua sao? Hắn cái này một cái chớp mắt. Lập tức bộc phát ra khí thế hung hãn đến. Gia hỏa này, tuyệt đối cường đại đến nghịch thiên. Lên, La Quân không nói hai lời, cùng Đa Luân Tư chào hỏi, hắn ra tay trước. La Quân hai tay đều mang phược long bao tay, hắn thiểm điện tiến lên trước một bước, lấy long chảo thủ bắt đánh về phía Long Ngạo Thiên vị trí hiểm yếu. Một sát na này, Đa Luân Tư cũng thiểm điện xuất kiếm. Hai người liên thủ tiến công, như điện như ánh sáng, quả nhiên là quỷ thần khó phòng. Liền cũng tại lúc này, Long Ngạo Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Răng rác, La Quân cùng Đa Luân Tư phân biệt đều đánh trúng Long Ngạo Thiên. Chỉ là đáng tiếc, rất nhanh, Long Ngạo Thiên thì như mặt gương vỡ vụn một dạng, trực tiếp biến mất. La Quân sớm cùng Đa Luân Tư nói qua Long Ngạo Thiên có nhân hoàng kính, cho nên trước mắt một màn tuy nhiên quỷ dị, nhưng Đa Luân Tư cùng La Quân đều lộ ra rất bình tĩnh. Đúng lúc này, Long Ngạo Thiên đột nhiên từ La Quân sau lưng xuất hiện. Long Ngạo Thiên vô cùng trực tiếp, hắn bạo giống một tiếng, thanh âm này trực tiếp chấn động đến La Quân màng nhĩ chảy máu, mắt nổi đom đóm. Mà lại thanh âm là từ La Quân phía sau truyền đến, ngay sau đó, Long Ngạo Thiên vô lượng quyền ấn oanh sát mà đến. Đây là mạt nhật thiên tai khí thế, che khuất bầu trời, muốn tránh cũng không được. Vẻn vẹn một chiêu này, La Quân liền đã rất khó ứng phó, Long Ngạo Thiên bản thân tu vi khủng bố, lại thêm cái này cường đại vô cùng nhân hoàng kính.
La Quân tại Long Ngạo Thiên trước mặt, một điểm phần thắng đều không có. Trên thực tế, lúc này cũng không người đến trợ giúp La Quân. Bởi vì Trầm Mặc Nùng bọn họ ứng phó còn lại cao thủ liền đã đầy đủ cố hết sức. Cuộc chiến đấu này, dù cho đánh lén rơi Lợi Khang Thiên, nhưng La Quân bên này vẫn là không có phần thắng chút nào. Long Ngạo Thiên lúc này nhất tâm muốn giết La Quân, cho nên hắn hoàn toàn không có suy nghĩ bên trong còn có cái gì điểm đáng ngờ. Vì cái gì La Quân từ trong điện thoại liền biết không thích hợp, nhưng còn muốn giết tiến đến đâu. Đây hết thảy, Long Ngạo Thiên đều không đi nghĩ, hắn chỉ muốn giết La Quân. La Quân đối mặt phía sau vô lượng quyền ấn, gấp trong lúc cấp bách, hắn duy nhất có thể thi triển cũng là Linh Dương Móc Sừng. Mà lại Linh Dương Móc Sừng cũng vô pháp hoàn toàn tránh né, hắn còn phải lại đến một chiêu lại lư đả cồn. Như thế, La Quân mới tính chật vật tránh đi cái này một hung hiểm quyền chiêu. Liền cũng tại lúc này, Đa Luân Tư lại một kiếm lôi đình thiểm điện đâm về Long Ngạo Thiên phía sau lưng. Đa Luân Tư kiếm thuật tại Mê Thất Đại Lục đúng tuyệt đỉnh vô song, đến cái này chủ thế giới bên trong, vẫn là tuyệt đỉnh vô song. Kiếm này nhẹ nhàng độc ác, giống như giòi trong xương khiến người ta khó lòng phòng bị. Đương nhiên, coi như Đa Luân Tư kiếm thuật thông thần, nhưng hắn muốn tới giết Long Ngạo Thiên còn chưa đủ nghiên cứu. Long Ngạo Thiên lực lượng quá cường đại. Lúc trước tại Ma Thần Điện bên trong, Đa Luân Tư đã đối phó không con rối nguyên thần kiếm thần tinh. Sau tới vẫn là La Quân ăn Long Tinh về sau, tu vi phóng đại mới đưa kiếm thần tinh giết. Mà dưới mắt, Long Ngạo Thiên thế nhưng là mạnh hơn kiếm thần tinh mấy cái đẳng cấp đối thủ. Cho nên Đa Luân Tư muốn giết Long Ngạo Thiên căn bản không có khả năng. Long Ngạo Thiên muốn tránh Đa Luân Tư một kiếm này cũng không khó, nhưng hắn căn bản không tránh, hắn muốn tiếp tục giết La Quân. Cho nên lúc này, hắn lần nữa vận chuyển Nhân Hoàng Kính. Đa Luân Tư một kiếm lại đâm vào Long Ngạo Thiên giả trên thân, mà cái này thiểm điện một cái chớp mắt, Long Ngạo Thiên đã đi tới La Quân đằng sau. La Quân người còn không có đứng lên, Long Ngạo Trời đã một chân mãnh liệt đá tới. La Quân ở đâu tới được đến tránh né a? Một cước này nếu là bị Long Ngạo Thiên đá trúng, La Quân không chết cũng bị thương. Trong lúc nguy cấp, La Quân thân thể một cuộn mình, người khác vốn là trên mặt đất. Lúc này ôm đầu lấy hai tay đón đỡ Long Ngạo Thiên độc ác một chân. Phanh một tiếng, La Quân chỉ cảm thấy cả thân thể đều là chấn động, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn lệch vị trí. Cái này cố cự lực, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi, cả thân thể đều bị đá bay ra 5-6 mét xa. Sau cùng trùng điệp đâm vào trên khóm hoa. La Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Cũng may mắn là dạng này mấy cái xuống di động, để Long Ngạo Thiên lực lượng bị tan mất rất nhiều, không phải vậy La Quân cái này tuyệt đối phải gần chết. Hảo lợi hại Long Ngạo Thiên. Đa Luân Tư không khỏi lo lắng, lại một kiếm như tia chớp đâm tới. Ngươi thật là muốn chết a. Long Ngạo Thiên trợn mắt tròn xoe, đột nhiên đưa tay. Thế mà trực tiếp thần kỳ bắt lấy Đa Luân Tư thủ đoạn. Hắn lại chấn động, Đa Luân Tư kiếm thì bay ra ngoài. Long Ngạo Thiên đang muốn nhất trưởng kết Đa Luân Tư, ngay vào lúc này, La Quân trong tay đột nhiên thêm ra một chi thần kỳ súng lục ổ quay. Mà lại là thủy ngân cao bạo đạn, hắn lập tức liền hướng Long Ngạo Thiên mở ra ba phát. Long Ngạo Thiên không chút nghĩ ngợi, lập tức lấy Nhân Hoàng Kính tránh né. Tiếp theo, Long Ngạo Thiên thì xuất hiện tại La Quân trước mặt. Người đi chết đi, La Quân không chút nghĩ ngợi, lần nữa nổ súng. Hắn cũng là tài liệu chuẩn Long Ngạo Thiên lại phải đến trước mặt mình tới giết chính mình, cho nên hắn bay thẳng đến phía trước nổ súng. Long Ngạo Thiên không nghĩ tới La Quân chuẩn xác như vậy, không khỏi giận mắng một tiếng, lần nữa lấy Nhân Hoàng Kính tránh thoát. Có thể lần này, hắn mới từ Nhân Hoàng Kính bên trong khúc xạ mà ra, còn chưa đứng vững. Phía sau lưng bỗng nhiên một đao đâm tới. Một đao kia đến được tốt sinh đột ngột. Long Ngạo Thiên không thể tin nhìn lấy trước ngực mình, đao kia đã tại bộ ngực hắn lên lạnh thấu tim. Trong một chớp mắt, Long Ngạo Thiên sở hữu khí kình hoàn toàn tán đi, hắn quay đầu liền trông thấy giết người khác không phải cái gì khác người, mà chính là hắn thứ hai đại ái tướng, Trường Không. Long Ngạo Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, Trường Không thế mà lại ra tay với hắn, vì cái gì? Long Ngạo Thiên gào thét nói ra. Trường Không cúi đầu. Hắn nói ra, Long lão đại, xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ. Một màn này phát sinh, thật sự là vượt quá người ngoài ý liệu. Liền cũng tại lúc này, tứ đại huyết vương lập tức đến La Quân đội ngũ bên trong tới. Bệ hạ,
Bách đến đây vì ngài hiệu chung. Bệ hạ, Thụy Lân đến đây vì ngài hiệu chung. Bệ hạ, Tứ Đại Huyết Vương, Trường Không chuyển tay tiếp tục giết chết, Đa Luân Tư cũng đem Phổ Độ Kiếm cầm lấy, chém giết đi vào. Chiến cục theo Long Ngạo Thiên mất đi chiến đấu lực, lập tức thay đổi. Không đến 5 phút đồng hồ, Long Ngạo Thiên thủ hạ gắt gao, thương tổn, trốn trốn. Lại không người phản kháng La Quân bên này. Mà La Quân bên này lại là hoàn hảo vô hại. Duẫn Nhi cấp tốc đi vào La Quân bên người, đem La Quân nâng đỡ. Lúc này, cái kia Lợi Khang Thiên cũng còn chưa tắt thở, hắn nỗ lực gian nan leo đến Long Ngạo Thiên bên người. Long Ngạo Trời mặc dù thụ một đao, hắn ngũ tạng lục phủ đã bị xuyên thủng, tuyệt đối không sống được. Bất quá hắn sinh cơ cường đại, trong lúc nhất thời còn không chết. Mà lại hắn biểu hiện được rất giống một người bình thường. Lợi Khang Thiên cũng ngồi xuống, hắn nhìn về phía La Quân, nói, vì cái gì? Long Ngạo Thiên cũng nhìn về phía La Quân, hắn cùng Lợi Khang Thiên là một dạng nghi vấn. Bao quát Trầm Mặc Nùng các nàng, cũng là không hiểu rõ vì cái gì. La Quân từ tốn nói, Long Ngạo Thiên, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi có thể nghĩ đến, ta không có khả năng nghĩ không ra. Lấy huyết liên gây nên ngươi chú ý, ngươi trước tiên liền sẽ đoán được ta trở về. Ngươi vì giết ta, khẳng định hội tương kế tựu kế phái Lợi Khang Thiên tới. Cho nên, ta cho tới bây giờ không có tin tưởng qua Lợi Khang Thiên. Ta bắt Lợi Khang Thiên, buộc hắn uống thuốc độc thuốc chờ một chút, đều chẳng qua là một cái chướng nhãn pháp. Ta tránh thức muốn sử dụng là Trường Không, một cái người vĩnh viễn cũng không nghĩ đến người. Nhưng hắn lại có thể quyết định ngươi sinh tử. Vừa rồi ta cùng Đa Luân Tư đều là đang làm trưởng khoảng không chế tạo cơ hội, Trường Không muốn bắt được ngươi nhân hoàng kính quỹ tích. Ngươi chớ nhìn hắn một đao kia đưa ngươi đâm chúng tựa như là đánh lén, thực đây là đi qua đối ngươi nhân hoàng kính nghiên cứu ra được. Lần này, ngươi phải chết. Long Ngạo Thiên, Lợi Khang Thiên không khỏi ngây người. Hai người trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, cái này La Quân trí tuệ thật sự là quá kinh khủng. Ai có thể đấu qua được hắn đâu. Giờ này khắc này, liền xem như Trầm Mặc Nùng còn có Varai, Lâm Băng, Bạch Tuyết các nàng cũng là bị trấn trụ. La Quân gia hỏa này, đầu hắn đến là cái gì cấu tạo a? Trường Không, ta tự nhận không xử bạc với ngươi, ngươi tại sao muốn phản bội tại ta? Long Ngạo Thiên nhìn về phía Trường Không. Trường Không nói không ra lời. La Quân nói ra, ta đến nói cho ngươi vì cái gì đi. Ta trước đó để hai cái ngươi hoàn toàn không biết người tới một chuyến quận bo, bọn họ theo thứ tự là Viên Tinh Vân cùng Đa Luân Tư. Hai người bọn họ mục tiêu cũng là Trường Không. Ta để Viên Tinh Vân cùng Đa Luân Tư dẫn dụ ngươi tiểu thiếp rời đi cổ bảo một chuyến. Sau cùng bắt nàng cho ăn chút thôi tình dược vật. Mà Trường Không ban đêm có tại quán ba uống rượu thói quen, chúng ta đem hắn thành công dẫn tới Murphy Nhi chỗ trong phòng. Tại trong phòng kia, như chúng ta dưới thôi tình dược phấn, Trường Không sau khi đi vào liền kìm lòng không được cùng Murphy Nhi phát sinh quan hệ. Mà càng làm ta hơn nghĩ không ra là, Trường Không thế mà một chỉ thích Murphy. Cho nên hắn cho dù là vì Murphy, đó cũng là muốn giết ngươi. Ngươi như là ưa thích Murphy, ngươi nói với ta chính là, ngươi tại sao muốn? Long Ngạo Thiên đối Trường Không đau lòng nhức óc. Long lão đại, Trường Không cười khổ một tiếng, nói ra. Có lẽ ngươi bây giờ nói là thật tâm lời nói, nhưng là ta cũng biết, làm ngươi vẫn là bệ hạ thời điểm, ngươi tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ ta nhúng chàm nữ nhân ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, từ khi ngươi trở thành bệ hạ về sau, ngươi đã biến sao? Ta như là đã cùng Murphy Nhi phát sinh quan hệ, ta thì không có cách nào không nghe bọn hắn, bởi vì chỉ cần bọn họ đem ta cùng Murphy Nhi cùng một chỗ ảnh chụp cho ngươi, dù cho ngươi biết ta là bị bọn họ bức bách, ngươi cũng sẽ không để ta sống. Bởi vì ta còn sống cũng là ngươi nhân sinh sỉ nhục cùng vết bẩn. Long Ngạo Thiên trầm mặc xuống dưới. Sau đó, hắn lại nói với Lợi Khang Thiên, được làm vua thua làm giặc, ta thua, rất xin lỗi, lão bằng hữu cũng liền mệt mỏi ngươi. Lợi Khang Thiên khẽ cười khổ, nói ra, việc đã đến nước này, không có gì để nói nhiều. Long lão đại, chúng ta đi thôi. Long Ngạo Thiên cười một tiếng, sau đó, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Lợi Khang Thiên cũng giống như vậy. Hai dưới thân người đã thành vũng máu, bọn họ như vậy nhắm mắt, sau đó khí tuyệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Long Ngạo Thiên cùng Lợi Khang Thiên vừa chết, toàn bộ huyết tộc đại cục trên cơ bản liền đã ổn định lại.
Dirty O'Connell thân vương lần này cũng không đến, La Quân thực cũng không có như vậy tin tưởng Dirty O'Connell, cho nên tại trọng yếu như vậy sự tình bên trên, hắn sẽ không dẫn hắn tới. Nhưng Dirty O'Connell thân vương thủy chung không biết mình là thật không nữa trúng độc, cho nên hắn vẫn là sẽ đối với La Quân biểu thị trung tâm. Riêng là tại La Quân bây giờ thuận lợi bên trên về sau, Dirty O'Connell thân vương cũng coi là muốn thở phào một hơi. Hắn nhưng là có ủng lập chi công a. Lúc này, tại trong trang viên, mùi vị huyết tinh rất là nồng đậm. Mặt đất còn có Long Ngạo Thiên hai tên thương binh, hai người này theo thứ tự là Lăng Hư Độ, còn có Kiệt Chịu. Hai người đều là thần thông bát trọng cao thủ. Trường không nhìn về phía La Quân, nói, bệ hạ, Lăng Hư Độ cùng Kiệt Chịu bất quá là Long lão đại thủ hạ, bọn họ cũng là nghe lệnh hành sự. Mà lại nói đến, bọn họ đều là trong huyết tộc cao thủ, còn mời ngài có thể mở một mặt lưới. La Quân nhìn cái kia Lăng Hư Độ cùng rách liếc một chút, sau đó, hắn nói với Trường Không, người yên tâm, ta sẽ không làm liên lụy. Lão Tổ Tông đem huyết tộc giao cho ta, là hy vọng ta chỉ huy huyết tộc thuận lợi vượt qua kiếp nạn. Như vậy đi, Trường Không, người mang hai người bọn họ qua liệu thương. Chờ sau khi thương thế lành, ba người các ngươi là muốn đi vẫn là muốn lưu, ta đều hoan nghênh. Đi, ta hội cho các ngươi một số tiền lớn. Lưu. Ta hy vọng các ngươi là thật tâm muốn lưu lại. Tốt a. Trường Không trong mắt lập tức xuất hiện vẻ cảm kích, hắn nói ra, đa tạ bệ hạ. Lăng Hư Độ cùng Kiệt Chịu cũng là sắc mặt cảm kích, cùng một chỗ giãy giụa lấy hành lễ nói ra, đa tạ bệ hạ. La Quân cười một tiếng, hắn ánh mắt lại quét về phía Tứ Đại Huyết Vương. Tứ Đại Huyết Vương kìm lòng không được cúi đầu, bọn họ vẫn còn có chút hổ thẹn. La Quân nói ra, sự tình cứ như vậy quá khứ. Tiếp xuống tất cả mọi người hảo hảo đi. Hắn cũng không có nửa câu trách cứ. Tứ Đại Huyết Vương hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó cảm động đến rơi nước mắt. Tiếp theo, La Quân liền đối với Huyết Vương bá tước bên trong bách nói ra, người đi đem sở hữu công tước, tử tước triệu tập tới. Hắn đón đến, lại đối một vị khác Huyết Vương Thụy Lân nói ra, mau chóng sắp hiện ra trận quét dọn một chút, đem Long Ngạo Thiên cùng Lợi Khang Thiên thi thể để ở chỗ này. Thụy Lân nói ra, đúng. La Quân dưới mắt phân phó bọn họ làm việc, trong lòng bọn họ vô cùng vui vẻ. Trầm Mặc Nùng thì là tiến lên lấy Lợi Khang Thiên cùng Long Ngạo Thiên giới tu di, sau đó giao cho La Quân trên tay, Long Ngạo Thiên nhân hoàng kính là cái thứ tốt, người cầm trên tay nói không chừng hội có hiệu quả. La Quân gật gật đầu, hắn đem bên trong một cái thuộc về Lợi Khang Thiên giới tu di giao cho Đa Luân Tư trên tay, nói ra, trên tay ngươi không có vật này, rất lợi hại không tiện. Cầm đi. Đa Luân Tư cũng không cự tuyệt, mỉm cười, nói, tốt. La Quân làm theo đem Long Ngạo Thiên giới tu di thu, hắn hiện tại cũng không tiện tới kiểm tra bên trong có vật gì tốt. Hết thảy đều muốn chờ đêm nay sự tình mới được. Sau một tiếng, bốn đại công tước, 36 tử tước toàn bộ trình diện. Khi bọn hắn nhìn thấy Long Ngạo Thiên cùng Lợi Khang Thiên thân tử thời điểm, mỗi một cái đều là sắc mặt chấn kinh. La Quân mang theo cả đám đứng tại vị trí cao nhất, sắc mặt hắn nghiêm túc, không nói một lời. Vẫn là Bon công tước hiểu chuyện, sớm hành lễ, nói, chúng thần bái kiến bệ hạ. Sau đó cả đám đen nghịt nửa quỳ đi xuống, cùng một chỗ hô to chúng thần bái kiến bệ hạ. La Quân trầm giọng nói ra, mọi người đều đứng lên đi. Cả đám liền đứng lên. Từ giờ khắc này, La Quân uy nghiêm cùng địa vị hoàn toàn đặt vững. Huyết tộc người. Rốt cuộc không ai dám nói đúng hắn có bất kỳ nghi ngờ nào cùng phủ định. Liền Long Ngạo Thiên mạnh mẽ như vậy ra hỏa đều bị hắn bất động thanh sắc giết. Người này, tuyệt đối là có thể đảm nhiệm huyết hoàng. Lúc này, mọi người trong lòng cũng có chút minh bạch, vì cái gì lão tổ tông hội độc tài thánh đoạn để La Quân tới làm cái này huyết hoàng. Mọi người sau khi thức dậy, La Quân nói ra, kể từ hôm nay, trước kia sự tình cô cũng làm chưa từng xảy ra, cũng sẽ không đuổi theo giết. So đo mỗi người. Nhưng là cô hy vọng ngày sau, mọi người có thể tề tâm hiệp lực vì huyết tộc. Mắt thế giới bên dưới bố cục tình thế phức tạp, sát kiếp đột khởi, như chúng ta nội bộ không đoàn kết, tương lai nhất định thê thảm đau đớn. Cô chỉ hy vọng các vị không muốn sai lầm. Chúng thần cần tuân bệ hạ chi lệnh, cả đám cùng kêu lên nói ra. Sau đó, La Quân nói ra, bốn vị công tước đại nhân lưu lại, còn lại người chờ đi về nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Bệ hạ, đêm nay, La Quân tất cả đều bận rộn trấn an, còn có vững chắc địa vị hắn, không phải nghỉ ngơi.
La Quân đầu tiên là theo bốn vị công tước tâm sự, để bọn hắn trung thực xuống tới, đừng có lo lắng. Bây giờ hắn đã ra oai, đã triển lộ phong mang, cho nên đối người phía dưới tự nhiên muốn lôi kéo. Sáng ngày thứ hai, quận bò ánh sáng mặt trời vô cùng long lanh. Cổ bảo thượng hạ trước sau đều đã dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời bị mua không ít hoa tươi tới. Hoa tươi mùi thơm ngăn chặn những cái kia mùi máu tươi. Trong trang viên, những hoa hoa thảo thảo đó bên trên giọt sương điểm điểm, bị cái kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tựa như là lóa mắt trân châu. La Quân lành nghề cung bên trong tiến vào trạng thái ngủ đông, người nào cũng không có tới quấy rầy La Quân. Một mực đến xế chiều, La Quân mới từ trên giường tỉnh lại. Hắn phòng ngủ là rộng rãi mà xa hoa. Đây là hắn trước kia phòng ngủ, Long Ngạo Thiên vào ở đến thời kỳ, cũng không có ở La Quân phòng ngủ, đại khái là có chút ghét bỏ đi. Tựa như La Quân cũng không muốn ở Long Ngạo Thiên ở qua phòng ngủ đây. Phòng ngủ này bên trong cái gì cần có đều có, còn có một cái phòng bếp nhỏ cùng quầy ba. Đồng thời hoa mùi thơm khắp nơi. Kéo màn cửa sổ ra, liền có thể thấy đằng sau hoa viên, cái kia vườn hoa bên trong. Là sán lạn người người tươi đẹp hoa hải, ngoài ra còn có hồ bơi. Dạng này sinh hoạt, tuyệt đối là một loại quý tộc sinh hoạt. Chỉ cần La Quân nguyện ý, còn sẽ có đỉnh cấp cà phê, mỹ tử, giai nhân cống hiến tới. Toàn bộ huyết tộc tài lực còn có thực lực, đó là không thể đo lường. Đối với làm sao chữa để ý huyết tộc, La Quân có ý nghĩ của mình, không hiểu đồ, vật, phái hiểu người đi làm. Hắn chỉ phụ trách chỉ dùng người mình biết. Tựa như là huyết tộc sinh ý cái này một khối, hắn dự định để Varai qua giám sát. Mặt khác Đa Luân Tư đến bên này, cũng là như cá gặp nước. Bởi vì hắn không có cái gì lời nói chướng ngại, hắn dáng dấp cũng chính là một bộ người ngoại quốc bộ dáng. La Quân đối Đa Luân Tư càng là 100% tín nhiệm, cho nên cũng sẽ cho hắn cử đi một số mang tính then chốt nhiệm vụ. La Quân đứng tại cửa sổ sát đất trước, cái kia buổi chiều ánh sáng mặt trời phá lệ khiến người ta thoải mái. Hắn đắm chìm trong bên trong, có chút không thể tự thoát ra được. Ngay vào lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. La Quân thực lúc trước liền nghe đến tiếng bước chân, là Duẫn Nhi. Tiến đến, La Quân ánh mắt nhu hòa. Duẫn Nhi đẩy cửa vào, nàng ăn mặc diễm lệ màu đỏ tiên nữ bầy, chậm rãi mà vào. Trong tay nàng bưng bàn ăn là kim sắc, phía trên có hương nồng cà phê. Trang bị ly cà phê là tràn ngập Âu Châu quý tộc nghệ thuật cảm giác. Ngoài ra còn có một phần gạo lâm món điểm tâm ngọt. Bệ hạ, ngài nhất định đói à? Duẫn Nhi ngòn ngọt cười, nói ra. La Quân quay đầu trông thấy Duẫn Nhi cái này một cái chớp mắt lại là ngốc ngẩn ngơ, bởi vì lúc này giờ phút này Duẫn Nhi thật sự là thật xinh đẹp. Cho dù là dạng này màu đỏ chót mặc trên người nàng, lại là tuyệt không lộ ra tầm thường. Ngược lại là khiến người ta cảm thấy yêu thích không buông tay. Riêng là cái này váy để trước ngực nàng lộ ra một đạo xảo diệu trắng như tuyết rãnh vú. Dạng này buổi chiều, dạng này buông lỏng tâm tình thật là làm cho La Quân thèm ăn nhỏ dãi a. La Quân tâm tình vốn là rất lợi hại buông lỏng, cũng rất tốt. Giờ phút này nhìn thấy Duẫn Nhi liền càng thêm tốt, hắn đi lên phía trước, đem bàn ăn tiếp nhận, sau đó để ở một bên trên bàn. Sau đó liền ôm Duẫn Nhi vòng eo, hôn lên nàng mỹ diệu môi đỏ. Duẫn Nhi hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ. Bất quá nàng không có tránh né. Đây là một vòng hôn nồng nhiệt, hôn đến khiến người ta hòa tan. Sau một hồi khá lâu, hai người vừa rồi rời môi. Bệ hạ, Duẫn Nhi thẹn thùng không thôi. La Quân mỉm cười, nói ra, trong khoảng thời gian này bận quá, vắng vẻ ngươi. Đêm nay ta muốn ăn ngươi. Duẫn Nhi nhất thời ngượng ngùng không chịu nổi. Nàng hơi hơi dậm chân một cái, nói ra, La đại ca, ta không để ý tới ngươi. Nàng xoay người chạy ra ngoài. La Quân cười ha ha một tiếng. Nếm qua món điểm tâm ngọt về sau, La Quân đem cà phê uống một hớp, quả thực cũng là nốc ừng ực a. Đều xin lỗi loại này cực phẩm Blue Mountain cà phê. Sau đó, La Quân nghĩ đến cái gì, hắn xuất ra Long Ngạo Thiên giới tu di. Tiếp theo, lấy thần thức cảm ứng. Rất nhanh. Long Ngạo Thiên giới tu di tình huống nội bộ toàn bộ xuất hiện tại La Quân trong não vực. Bên trong bắt mắt nhất cũng là cái kia nhân hoàng kính. Nhân hoàng kính chính là toàn thân màu đen, nhìn lấy không giống như là một khối tấm gương. Tại tấm gương mặt sau có long hình phù điêu, mà trong gương ở giữa có một khỏa đá quý màu đen.
vô luận là màu đen tấm gương vẫn là đá quý màu đen, đều là hắc đến tỏa sáng. La Quân đem nhân hoàng kính cầm tại trên tay chi tiết đứng lên. Cầm trên tay, là một loại cảm giác kỳ diệu. Đầu tiên, tấm gương này rất nặng, khoảng chừng 100 cân nặng. Nhìn bất quá là mấy lượng trọng đồ, vật, thật làm cho nhân nạn lấy nghĩ rõ ràng vì sao như thế nặng nề. Mặt khác, nhân hoàng kính trong tay, La Quân có thể cảm giác được bên trong có khí lưu động. Rất mạnh khí đang lưu động. La Quân biết trong này khẳng định là có kỳ diệu trận pháp tại chèo chống, còn có bảo thạch cũng là ở bên trong thai nghén vô cùng năng lượng. Mà lại, La Quân còn có thể cảm nhận được bên trong một loại hoàng giả uy nghiêm. Nhân hoàng kính. Đến là vị nào nhân hoàng sử dụng tới? La Quân không khỏi hồ nghi, tại mê thất đại lục bên trong có thượng cổ thời đại, có bản hoàng, ma hoàng những người kia. Nhưng những người kia đều là bị ổi đồ vô sỉ. Mà vị này nhân hoàng đến ra sao cần người ư? La Quân tìm không ra đáp án tới. Đương nhiên, dưới mắt cũng không phải xoắn suýt đáp án này thời điểm. La Quân còn phải suy nghĩ một chút nhìn, đến chính mình làm sao tới dùng cái này một mặt nhân hoàng kính. Tại mê thất đại lục bên trong, La Quân có không gì làm không được hỗn độn chi khí, vô luận gặp được pháp bảo gì, đều có thể dùng hỗn độn chi khí đến lĩnh hội. Nhưng dưới mắt, hắn lại là hai mắt đen thui, có chút không thể làm gì. Hắn tường tận xem xét thật lâu, lĩnh hội hồi lâu, sau cùng lại là không đúng phương pháp, căn bản sợ không ra cái như thế về sau. La Quân bất đắc dĩ từ bỏ, hắn quyết định tìm Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng Sư Tỷ đến xem. Dù sao hai người bọn họ có pháp lực tồn tại. Ngay sau đó, La Quân liền đứng dậy qua tìm Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng. Ra phòng ngủ, La Quân gặp Xuân Nhi mang theo hai tên thị nữ tại làm đơn giản quét dọn. Xuân Nhi trước đó thì là La Quân thiếp thân thị vệ quan viên, cho nên nàng hiện tại vẫn là tại hành cung bên trong phục thị La Quân. Xuân Nhi nhìn thấy La Quân về sau, khuôn mặt lập tức đỏ đến bên tai. Tiểu nha đầu này quá thẹn thùng. La Quân lại là cười một tiếng, hắn biết không có thể luôn luôn đùa giỡn Duẫn Nhi, liền hỏi, Duẫn Nhi, có nhìn thấy hay không Mặc Nùng cùng sư tỷ của ta? Duẫn Nhi gặp La Quân hỏi là chính sự, nàng lập tức cũng liền nghiêm túc lên. Nàng đem cản ở trước mắt một sợi tóc đẩy đến sau tai, sau đó mới lên tiếng, bệ hạ, Trầm tiểu thư cùng Lâm tiểu thư ra đi dạo phố. La Quân nói ra, a. Duẫn Nhi nói ra, ngài muốn tìm các nàng sao? Cần hạ thần gửi điện thoại các nàng sao? La Quân cười một tiếng, xoa bóp Duẫn Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, ta tự đánh mình điện thoại liền tốt, còn có nơi này không có người ngoài, gọi ta La đại ca liền tốt. Duẫn Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nhưng nàng nhưng không có đáp ứng La Quân. Nàng là từ nhỏ tại huyết tộc trưởng lớn, lễ nghi, quy củ không thể biến. Nàng không thể bởi vì chính mình cùng La Quân quan hệ không ít liền có điều làm càn. La Quân cũng không có tiếp tục miễn cưỡng Duẫn Nhi, hắn cũng biết, rất nhiều chuyện cũng không thể là từ lấy chính mình tính tình tới. Sau đó, hắn cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. Các ngươi đang ở đâu? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng tức giận nói ra, làm gì, ngươi muốn tra cương vị a? Ta cùng Lâm Băng đi ra dạo phố muốn báo cáo cho ngươi sao? Nàng lời nói này nói vẫn là mang một tia nhu hòa, rất lợi hại hiển nhiên là tại nói đùa La Quân. La Quân cười ha hả, nói ra, ta dựa vào, người tôn trọng dưới ta cái này bệ hạ có được hay không? Rất nhanh, bên kia truyền đến Lâm Băng thanh âm, nói ra, ta đáng yêu bệ hạ, người tìm chúng ta muốn là không có việc gì, chúng ta thì tắt điện thoại. La Quân không từ mũi tức điên. Đáng yêu bệ hạ, cái này năm chữ thế nhưng là có điển tịch a. Lợi Khang Thiên thì xưng hô như vậy hắn, lúc ấy hắn tức giận cũng không nhẹ a. Đáng yêu, lão tử đáng yêu em gái ngươi a. Lâm Băng lúc này hiển nhiên là cố ý chọc giận La Quân. Bất quá, Lợi Khang Thiên nói lời này La Quân tức giận. Lâm Băng nói lời này hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hắn đối Lâm Băng vẫn là nhiều vẻ tôn kính, không giống như là cùng với Trầm Mặc Nùng lúc như vậy tùy ý. Hắn nói ra, hắc hắc, sư tỷ. Các ngươi chẳng lẽ thì đối nhân hoàng kính không có một chút hứng thú sao? Đây chính là bảo bối tốt ha. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng con mắt đều là sáng lên, các nàng là đem điện thoại mở máy biến điện năng thành âm thanh đang cùng La Quân nói chuyện phiếm. Trầm Mặc Nùng hỏi, thế nào, người có phải hay không hiểu rõ nhân hoàng kính, cho nên mới nghĩ đến chúng ta a? Nữ nhân này, thật sự là quá giải La Quân.
Hắc hắc, La Quân chỉ có thể cười gượng. Buổi tối hôm nay không muốn về ngươi cái kia ăn cơm, ngươi đi ra mời chúng ta ăn cơm, sau đó chúng ta cân nhắc giúp ngươi xem một chút nhân hoàng kính. Trầm Mặc nùng theo rồi nói ra. La Quân nói ra, không cho các ngươi nhìn, cam đoan các ngươi còn xin nhìn. Hắn sau đó lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá ca ca ta là hào phóng người, không so đo với các ngươi. Ngươi là ai ca ca nha? Lâm Băng lập tức không buông tha hỏi. Trầm Mặc nùng ở một bên cười ha ha. La Quân nhất thời cái kia xấu hổ nha. Về sau, La Quân liền lái một xe ngưu khí hống hống Hammer rời đi trang viên. Hắn thân phận bây giờ tôn quý, lúc đầu Bạch Tuyết muốn an bài người đi theo, có thể La Quân trực tiếp liền chạy. Bạch Tuyết cũng là bất đắc dĩ, vị này bệ hạ, có đôi khi nhìn lấy rất phù hợp trải qua. Có đôi khi làm sao theo đứa bé giống như, còn cả lơ phất phơ. Sắc trời dần dần muộn, chân trời mây tàn nổi bật toàn bộ Mỹ lệ quận bo. Cái này đẹp để cho người ta mê say thành thị, có quá nhiều khiến người ta muốn lưu lại lý do. Tại phồn hoa ngừng lại con trai đường, Mã Nhĩ Lạp xa trong nhà ăn, La Quân rốt cục cùng Trầm Mặc nùng, Lâm Băng hai đại mỹ nữ hợp thành hợp lại cùng nhau. Bọn họ đặt trước bao một cái phòng, dù sao muốn nhìn nhân hoàng kính loại vật này, cái kia đến làm phải giữ bí mật một điểm. Trước mặt mọi người, luôn luôn không tốt. Trong phòng chung, Trầm Mặc nùng ăn mặc màu đen váy dài, nàng lộ ra cao quý mà ưu nhã. Mà Lâm Băng thì là đan lo lắng, cao bồi áo lót, hạ thân quần bò. Nàng là cái thiên về bảo thủ nữ tử. Trước kia Lâm Băng lộ ra quá lãnh đạm, nhưng là tiếp xúc lâu, cũng sẽ phát hiện thực nàng cũng rất đậu bỉ. Lâm Băng mặc đồ này tuy nhiên bảo thủ, nhưng cũng đồng dạng vô cùng xinh đẹp, thậm chí có loại tư thế hiên ngang vị đạo. Còn La Quân, hắn mặc cũng là áo sơ mi trắng, quần tây, giày da. Rất lợi hại chính thống cách ăn mặc. Dù sao hiện tại cũng là huyết tộc bệ hạ, không thể quá tùy ý. Mọi người nhập tọa về sau, Lâm Băng liền bắt đầu chọn món ăn. Chọn món ăn thời điểm, Lâm Băng oán trách nói ra, loại này nhà ăn món ăn đều là hình thức hóa, ta vẫn là đặc biệt muốn ăn phố núi bên kia nồi lẩu, lại cay lại có vị. Nàng kiểu nói này nhất thời để Trầm Mặc nùng cùng La Quân đều có chút thèm. Chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta phải đi phố núi ăn lẩu. La Quân lập tức nói. Lâm Băng cười một tiếng, nói ra, vậy cũng muốn ngươi có thời gian này. Đoán chừng lập tức ngươi muốn đầy đủ sức đầu mẻ chán. Nàng sau khi nói xong liền bắt đầu gọi món ăn. Trầm Mặc nùng bỗng nhiên hướng La Quân, nói, ta một mực có một vấn đề kìm nén không hỏi ngươi. La Quân cười một tiếng, nói, vấn đề gì? Ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết, ta cam đoan hỏi gì đáp nấy. Trầm Mặc nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, Chu Sát Long Ngạo Thiên chuyện này, sau lưng ngươi có khác tính toán. Nhưng lại một mực không nói cho chúng ta biết, hại chúng ta đi theo ngươi nơm nớp lo sợ. Ngươi là muốn biểu hiện ngươi trí tuệ sao? La Quân vội vàng kêu oan, nói ra, cái này thật đúng là không phải, chuyện này, nếu là nói ra thì mất linh. Một khi chúng ta lộ ra dấu vết để lại, đều sẽ khiến Dirty O'Connell còn có Lợi Khang Thiên hoài nghi. Cho nên, các ngươi không biết ngược lại có thể bản sắc diễn xuất. Trầm Mặc nùng nao nao, nói tiếp, tốt ha, tính ngươi có đạo lý. Lâm Băng lúc này cũng đưa tới phục vụ sinh chọn món. Chọn món hoàn tất về sau, đang chờ đợi món ăn lên thời điểm, Lâm Băng nói ra, nơi này cũng không có chuyện gì, bây giờ sư đệ ngươi cũng có huyết tộc hỗ trợ, ta muốn ngày mai thì về thần vực. Không nhiều chơi mấy ngày, La Quân nhất thời có chút không muốn. Lâm Băng mỉm cười, nói ra, gặp mặt cơ hội còn có rất nhiều, ngươi muốn là thanh nhàn, cũng có thể đi gặp sư phụ. La Quân liền nói ra, ta nhất định sẽ qua. Hắn tiếp lấy ngược lại hướng Trầm Mặc nùng nói, vậy còn ngươi? Trầm Mặc nùng nói ra, ta đã rời đi trong nước quá lâu, trong tay đọng lại quá nhiều chuyện, cho nên ta tự nhiên cũng là muốn đi. Ngày mai cùng Lâm Băng cùng đi. La Quân tuy nhiên không muốn, nhưng hắn vẫn là nói, vậy được rồi, xem ra các ngươi đều đã nghĩ kỹ, ta thì không lưu. Trầm Mặc nùng cùng Lâm Băng đều là cười một tiếng. Sau đó, Trầm Mặc nùng lại nghiêm mặt nói ra, đúng, La Quân, người già Lam Điện không có ý định làm xuống dưới sao. La Quân nao nao, hắn kém chút thì quên cái này một gốc dạ. Trước đó tới là hùng tâm bừng bừng muốn ở chỗ này sáng lập sự nghiệp của mình. Bây giờ không cẩn thận trưởng khống huyết tộc, thành huyết tộc huyết hoàng. Như vậy dưới mắt vấn đề liền đến,
Già Lam Điện vẫn là bách phế đãi hưng. Như vậy chính mình có cần thiết hay không tiếp tục phát triển tiếp đâu? Đó là cái rất đáng được suy nghĩ vấn đề. La Quân trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được chủ ý. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng gặp La Quân lâm vào suy nghĩ, các nàng cũng liền không nói nhiều. Sau đó, bữa ăn điểm lần lượt lên. La Quân cũng liền chào hỏi Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng dùng cơm, về phần Già Lam Điện vấn đề này, hắn nhất thời bán hội vẫn là không cách nào làm ra quyết đoán. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng cũng vô pháp cho ra phù hợp ý kiến, bất quá hai người cũng sẽ không chuyện này lo lắng. Các nàng tin tưởng La Quân có thể làm ra chính xác phán đoán. Dùng cơm thời gian, lẫn nhau chỉ là nói chuyện phiếm. Đang dùng bữa ăn hoàn tất về sau, La Quân cái này mới đem người hoàng kính lấy ra. Trầm Mặc Nùng đem nhân hoàng kính tiếp nhận, sau đó lại trước cho Lâm Băng. Lâm Băng cầm trên tay, tường tận xem xét một trận về sau, sắc mặt nàng bắt đầu ngưng trọng lên. Sau đó, Lâm Băng thúc đẩy pháp lực đến giải nhân hoàng kính. Chỉ bất quá làm nàng ngoài ý muốn là, nhân hoàng kính nội bộ có rất lợi hại cường đại pháp lực tồn tại. Lâm Băng pháp lực mới vừa mới chuẩn bị đi vào, trực tiếp bị một cỗ đại lực bắn ngược đi ra. Lâm Băng cảm thấy não tử chấn động, sau đó trước mắt chính là sao vàng loạn vũ. Nàng lần này biến cố, kém chút để cho nàng đem cái kia nhân hoàng kính ném ra bên ngoài. Làm sao, Trầm Mặc Nùng cùng La Quân nhìn ở trong mắt, không khỏi bị kinh ngạc. Lâm Băng vẫy vẫy đầu, nỗ lực để cho mình trấn tĩnh lại. Sau đó, nàng cười khổ nói, này nhân hoàng kính ta không có cách nào tìm tòi bí mật, bên trong pháp lực quá mạnh. Trầm Mặc Nùng nói, ta thử một chút. Lâm Băng liền đem nhân hoàng kính đưa cho Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng cầm trong tay thưởng thức một lát, sau cùng cũng lấy pháp lực thăm dò vào. Thế nhưng là rất nhanh, nàng thì thân thể chấn động, khuôn mặt thất sắc. Lại là giống như Lâm Băng phản ứng. Đều không được, La Quân nhất thời có chút buồn bực. Trầm Mặc Nùng lắc đầu, nói ra, bên trong pháp lực quá mạnh, không có cách nào thăm dò vào. La Quân tiếp nhận nhân hoàng kính, hắn nói ra, cái kia Long Ngạo Thiên giống như ta đều không có pháp lực, hắn là thế nào thi triển nhân hoàng kính? Vấn đề này, Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng đều không thể trả lời. Lâm Băng nói ra, nếu như ngươi không hiểu rõ lời nói, có thể mang về cho sư phụ nhìn xem. La Quân nói ra, vừa vặn, ngươi ngày mai trở về, ngươi liền đem nhân hoàng kính dẫn đi đi. Lâm Băng không khỏi kinh ngạc, nàng sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, ngươi đem trọng yếu như vậy đồ, vật để cho ta mang đi. La Quân chẳng hề để ý, nói ra, ta lại không hiểu rõ vật này, lại nói, chẳng lẽ sư tỷ ngươi hội nuốt ta đồ, vật. Lâm Băng sững sờ, nàng cũng cảm thấy mình có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá nàng vẫn cảm thấy La Quân gia hỏa này thật sự là một cái tốt như cái gì cũng không quá quan tâm người. Này nhân hoàng kính nếu là ở trên tay người khác, đó là sợ người thứ hai biết. Liền xem như người thân nhất cũng phải phòng bị, có thể gia hỏa này, lại là không có chút nào lo lắng. Bất quá, Lâm Băng vẫn là cự tuyệt. Nàng nói ra, chính ngươi bớt thời gian qua cho sư phụ đi. Trọng yếu như vậy đồ, vật, ta vạn nhất chuẩn bị cho ngươi ném. Vậy chính là có bao nhiêu há mồm cũng nói không rõ ràng. La Quân nói ra, yên tâm, sư tỷ, ngươi nếu là mất, ta tuyệt đối tin tưởng. Ngươi chính là nói ngươi muốn này nhân hoàng kính, ta cũng có thể tặng cho ngươi, thật. Hắn ngừng một lát, nói ra, bảo bối gì, bảo vật, trong mắt của ta đều là chết. Mà chỉ có sư tỷ, Mặc Nùng các ngươi mới là thật. Cái dạng gì đồ, vật có thể so sánh đến giữa chúng ta cảm tình. Gia hỏa này lại tại phiến tình cùng buồn nôn, thật thụ không? Trầm Mặc Nùng lập tức vừa cười vừa nói. Thực nàng cùng Lâm Băng trong lòng vẫn là cảm động. Lâm Băng thủy chung vẫn là tịch thu nhân hoàng kính. Sau khi ăn cơm xong, cả đám lái xe về đê kê Cang Cổ Bảo. Bóng đêm càng thâm, lúc này La Quân bỗng nhiên có chút nho nhỏ kích động lên. Hắn hiện tại ngược lại không có suy nghĩ gì khác đại sự. Mà là bởi vì hắn nghĩ đến trong pháo đài cổ còn có Duẫn Nhi cái này nhiều kiều nộn hoa nhi đang chờ hắn ngắt lấy đây. Nhưng mà, chuyện tốt luôn luôn nhiều mài, vào lúc ban đêm lại phát sinh một việc. La Quân trở lại cổ bảo về sau, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đa Luân Tư cùng Varai qua bên ngoài bận bịu sự tình qua, nơi này hết thảy, có rất nhiều thứ đều cần Varai đến sắp xếp như ý. Đa Luân Tư cũng muốn nhiều làm chút sự tình. Phong phú một số.
mà lại hắn cùng Varai giao lưu không có chướng ngại, cho nên vẫn tại cùng một chỗ. Về phần Bạch Tuyết một mực đợi tại trong pháo đài cổ. Nàng là thuộc về La Quân thiếp thân thị vệ. Duẫn Nhi là quan thị vệ, cái này quan thị vệ là phụ trách La Quân trên sinh hoạt. Bạch Tuyết làm theo là phụ trách La Quân an toàn chờ chút. Riêng phần mình phụ trách đồ, vật đều là khác biệt. Toàn bộ huyết tộc vận hành bây giờ cũng coi là ngay ngắn rõ ràng. La Quân giả Lam Cao Ốc làm theo còn một mực trống không, không có tiến hành bất luận cái gì kế hoạch buôn bán. La Quân loay hoay sứt đầu mẻ chán, cũng không tì vết qua bận tâm. Cùng lúc đó, Dirty O'Connell thân vương gọi điện thoại tới biểu lộ quan tâm, cũng muốn tự mình tới chúc mừng. La Quân trực tiếp từ chối nhã nhặn, hắn nói không nhất thiết phải thế. Đối với những thân vương này, La Quân cũng không có muốn đem bọn hắn nắm ở trong tay. Cũng rất khó trưởng khống, những thân vương này từng cái tu vi cao thâm. Nếu như mình một khi lộ ra muốn động bọn họ tâm tư, khẳng định còn muốn xuất hiện nhiễu loạn. Không cần phải vậy mà. La Quân cảm thấy mình cũng là Trung ương vương quyền, chỉ cần Trung ương vương quyền càng phát ra vững chắc, đến lúc đó không sợ bọn họ không nghe lời. Dưới mắt bóng đêm càng thâm, La Quân trong lòng là kích động. Hắn đều không nhớ rõ mình tới bao lâu không có tránh thức thưởng thức qua nữ nhân tư vị. Cùng Lena Hoya, Lục Nguyệt Hoa còn có Duẫn Nhi, cái kia nhiều nhất cũng là kết cái hôn, căn bản không đủ khỏi hoa. Hắn là huyết khí phương cương nam nhân, chính là tinh lực tràn đầy thời điểm. Cái này bên người không có một cái nào phù hợp nữ nhân, vậy thì thật là gian nan a. La Quân trở lại hành cung về sau, hành cung bên trong, Duẫn Nhi lập tức hỏi La Quân nói, bệ hạ, ngài cần tắm rửa sao? Hạ thần vì ngài qua chuẩn bị nước tắm. La Quân cười ha ha, bỗng nhiên tại Duẫn Nhi bên tai rất lợi hại mập mờ nói ra, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tắm. Duẫn Nhi khuôn mặt đỏ thấu, nàng nói ra, hạ thần qua vì ngài chuẩn bị. Nàng nói xong cũng quay người mang hai tên nữ huyết tộc thị vệ qua. La Quân tâm lý cảm thấy buồn cười. Nhưng càng nhiều là, hắn càng phát ra chờ mong đêm nay cái này mỹ diệu đêm. Chỉ một lúc sau, một tên nữ thị vệ trước tới nói, bệ hạ, ngài có thể đi tắm rửa. La Quân gật gật đầu. Loại này áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian, vài ngày nữa, cả người đều phải biến đổi đến mức lười. Càng thêm mấu chốt là, đây đều là quyền lực mang đến hưởng thụ. Một khi người có được loại này quyền lực, đồng thời hưởng thụ loại này quyền lực. Nếu là không có đại định lực người, sẽ rất khó lại kháng cự quyền lực, cũng sẽ rất lợi hại không nỡ quyền lực, thậm chí vì quyền lực không từ thủ đoạn, làm ra rất nhiều thật không thể tin người. Quyền lực dục vọng, đánh bạc dục vọng, nữ sắc mang đến dục vọng, những dục vọng này thích hợp qua hưởng thụ, xác thực hội là một loại hưởng thụ. Nhưng một khi tự chủ không đủ, liền sẽ hãm sâu bên trong, cũng lại không thể tự kiềm chế. Mà thế gian người, phần lớn là bởi vì không có tránh thức đạt được loại dục vọng này, hoặc là lướt qua liền thôi, cho nên còn có thể cầm giữ. Trên thực tế, rất có bao nhiêu đại định lực người, một khi lâm vào đánh bạc quái trong vòng, rất khó bước ra đi ra. Lâm vào quyền lực trong dục vọng, cũng rất khó bước ra đi ra. Những đại phú hào đó động một tí thua táng ra bại sản, chẳng lẽ có thể nói bọn họ là đần độn? Chỉ có thể nói, dục vọng quấy phá thời điểm, có rất ít người có thể ngăn cản được. Đối với đánh bạc tới nói, mãi mãi cũng không tính thắng. Chỉ có tránh thức bước ra rời đi mới tính thắng. Đối với muốn gỡ vốn người mà nói, chỉ cần ngừng loại dục vọng này, liền cũng coi là thắng, không phải vậy sẽ chỉ càng lún càng sâu. La Quân là một cái khó được có thể khống chế chính mình dục vọng người, cho nên hắn nhiều khi đều có thể so với hắn người thành công, mà lại đem sự vật bản chất thấy rất rõ ràng. Lại nói lúc này, La Quân tràn đầy hy vọng muốn cùng Duẫn Nhi cùng đi cái tắm huyên ương. Nhưng là đến trong phòng tắm, nhưng không thấy Duẫn Nhi tung tích. La Quân quét mắt hai tên nữ thị vệ, tuy nhiên cái này hai tên nữ thị vệ dáng dấp rất là xinh đẹp, nhưng La Quân khẳng định không thể tìm các nàng hai a. La Quân liền cũng biết, Duẫn Nhi ra mặt mỏng như vậy, chính mình đến lúc này liền muốn cùng với nàng tẩy tắm huyên ương, nàng khẳng định là không chịu nhận. Xem ra vẫn phải từ từ sẽ đến a. Ngay sau đó, La Quân thì chính mình tiến phòng tắm tắm rửa. Trong phòng tắm, khăn tắm, áo ngủ chờ một chút, liền nội y đều chuẩn bị kỹ càng. La Quân dễ chịu nằm tại trong bồn tắm hưởng thụ lấy, trong này thông gió thiết bị rất tốt, cho nên ở bên trong ngâm không có choáng đầu thiếu dưỡng tình huống phát sinh.
Bất quá ngay tại La Quân cua được một nửa thời điểm, bên ngoài nữ thị vệ bỗng nhiên nói ra, bệ hạ, ngài điện thoại di động kêu. Là ai đánh tới? La Quân cất giọng hỏi. Linh Nhi, nữ thị vệ hồi đáp. La Quân nhất thời vui mừng không thôi, hắn trực tiếp thân thể trần truồng từ trong bồn tắm nhảy ra, sau đó mở cửa, đem điện thoại kia cầm trên tay. Hắn sau đó trở lại trong phòng tắm, tiếp thông điện thoại. La Quân tâm tình kích động khó nhịn, nhưng ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy rất lợi hại không lưu loát, rất lợi hại gian nan. Sau một hồi khá lâu, hắn mới hô một tiếng Linh Nhi. Bên kia rất nhanh cũng liền truyền đến từ đồ Linh Nhi thanh âm, La Quân. Nàng thanh âm y nguyên thanh lãnh, đồng thời không bao hàm cảm tình. La Quân nghe xong giọng nói của nàng, trong lòng đau hơn. Hắn hiện tại thật không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì là chính mình vô dụng, không thể bảo vệ tốt nàng. Hắn là thẹn với Linh Nhi. Ngươi làm sao? Từ đồ Linh Nhi tại đầu điện thoại kia liền cũng liền phát giác La Quân tâm tình không đúng, nàng còn nói thêm, ta điện thoại cho ngươi, ngươi không vui sao? La Quân sững sờ, hắn đột nhiên tỉnh ngộ qua thần tới. Có vẻ như Linh Nhi tính cách cũng là như thế, nói chuyện cũng một mực như thế, căn bản cũng không phải là đối với mình có khúc mắc a. Hắn tỉnh ngộ lại về sau, tâm tình thật tốt, vội vàng nói, ưa thích, đương nhiên ưa thích. Ta sợ ngươi còn trách ta. Trách ngươi cái gì? Từ đồ Linh Nhi rất kỳ quái hỏi. La Quân lần nữa sững sờ, sau đó, hắn khẽ cười. Hắn nói ra, không có gì. Đón đến, hắn hỏi, người hiện tại ở đâu đây? Từ đồ Linh Nhi nói ra, ta tại thần trong khu vực, lần này ta đi về cùng sư phụ. Sư phụ lại ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, cho nên ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể hay không trở về thần vực, ta muốn gặp ngươi. Đương nhiên có thể, La Quân lần này là thật kích động khó nhịn. Hắn nói ra, ta lập tức liền tới đây tìm ngươi, ngươi chờ ta. Không, không, không. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, ta khoảng cách ngươi nơi này có chút xa, nhanh nhất cũng phải 10 giờ mới có thể tới, ngươi trước không cần chờ ta. Ta chờ ngươi, lão công. Từ đồ Linh Nhi bỗng nhiên nói ra. Một tiếng này lão công kêu La Quân tâm đều xốp giòn, hắn cảm thấy có thể từ Linh Nhi trong miệng hô lên 2 chữ này, đó là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Nghe 2 chữ này, liền xem như muốn hắn ngay lập tức đi chết hắn đều vui lòng. Đã từng, La Quân lấy vì mình đời này sẽ không tránh thức khắc cốt ghi tâm qua yêu một người. Đã từng hắn để hòa hợp từ đồ Linh Nhi kết hôn là một trận chính trị hôn nhân. Nhưng hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn mình sẽ ở trận này hôn nhân bên trong hoàn toàn luân hãm, như thế khắc cốt ghi tâm yêu hắn Linh Nhi. Tắt điện thoại về sau, La Quân cấp tốc mặc quần áo tử tế. Tiếp theo. Hắn thì xuất hành cung, lại cho Varai gọi điện thoại. Ta muốn hiện tại, lập tức qua Los Angeles, người giúp ta an bài. La Quân nói ra. Varai nghe ra La Quân giọng nói gấp rút mà kiên định, ngay sau đó hắn cũng liền không có nói thêm cái gì, chỉ nói là nói, tốt. Mặc dù có chút độ khó khăn, nhưng là bây giờ Varai đã tại trong huyết tộc đứng vững gót chân. Hắn muốn cho La Quân an bài một khung bay hướng Los Angeles chuyên gia cũng không phải là không được. La Quân cùng Varai kết thúc trò chuyện về sau, hắn tiếp lấy phải đi tìm Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng. Hai nữ bị La Quân gấp rút tiếng đập cửa thúc đứng lên. Xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy hoang mang rối loạn. Hai nữ đều là không hiểu. La Quân nhìn về phía Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng, hắn nói ra, ta hiện tại liền muốn qua Los Angeles một chuyến, các ngươi là cùng ta cùng một chỗ trở về, vẫn là ngồi ngày mai chuyến bay. Lâm Băng kỳ quái nói ra. Không phải nói các ngươi không có đi hướng Los Angeles máy bay riêng sao? La Quân nói ra, vốn là không, nhưng Varai có thể nghĩ đến biện pháp. Trầm Mặc Nùng kỳ quái nói ra, trước đó đều không nghe ngươi nói muốn đi Los Angeles, làm sao đột nhiên lại vội vã như vậy muốn đi qua? Lâm Băng cũng nói, đúng vậy a, người này làm sao lại nhảy? La Quân lộ ra rất là hưng phấn, hắn nói ra, Linh Nhi gọi điện thoại cho ta. Nàng muốn tại Los Angeles nghỉ ngơi 3 ngày. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hai người bọn họ đều biết Trần Diệc Hàn lúc trước quá phận tiến hành, cũng biết Linh Nhi gặp trắc trở, cũng biết vậy đối với La Quân tới nói có bao nhiêu thống khổ. Bây giờ La Quân rốt cục có thể nhìn thấy Linh Nhi, hai người đều rất lợi hại có thể hiểu được La Quân tâm tình. Liền cũng tại lúc này, Varai điện thoại đánh tới. Bệ hạ, máy bay riêng đã chuẩn bị kỹ càng.
ta lái xe tới đón ngài. Varai nói ra. Vậy cần phiền toái như vậy, ngươi ở chỗ nào, ta tới tìm ngươi. La Quân nói ra. Varai ngay sau đó liền nói địa chỉ. La Quân hỏi Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng, nói, các ngươi. Nói nhảm, đương nhiên cùng đi với ngươi, chẳng lẽ còn không nỡ hai tấm đặt trước tốt vé máy bay. Trầm Mặc Nùng nói ra. Ngay sau đó, một hàng ba người liền muốn rời khỏi. Bạch Tuyết tại ba người ra cổ bảo thời điểm, lập tức tiến lên đây. Bệ hạ, ngài là muốn đi nơi nào? Bạch Tuyết hỏi, nàng là quan tâm La Quân an nguy, đây cũng là nàng chức trách, cho nên tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. La Quân liền nói ra, ta có việc gấp muốn đi Los Angeles một chuyến. Hạ thần theo ngài cùng đi, Bạch Tuyết lập tức nói. La Quân không khỏi sửng sốt, hắn lập tức liền nói ra, không cần, ta muốn đi có chút việc tư. Bạch Tuyết nói ra, hạ thần sẽ chỉ phụ trách bảo hộ ngài, sẽ không làm quấy nhiễu ngài việc tư. Người đi không tiện, La Quân nói ra. Bạch Tuyết kiên trì, nói ra, không tiện thời điểm, hạ thần tự sẽ né tránh. Nàng đón đến, nói ra, bệ hạ, đây là hạ thần chỗ chức trách, mời bệ hạ đừng cho hạ thần khó xử. Ta an toàn, ta mình có thể phụ trách, cứ như vậy định. La Quân càn khôn độc đoán. Sau đó, hắn cấp tốc cùng Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng rời đi. Bạch Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa mắt nhìn rời đi. Sau đó, một hàng bốn người lên xe liền cấp tốc qua cùng Varai tụ hợp. Đêm đó, La Quân bốn người trực tiếp lấy máy bay riêng tiến về Los Angeles. Đa Luân Tư thì lưu tại quận Bo bên này. La Quân trong lòng tất cả đều là muốn gặp Linh Nhi hưng phấn, hắn hoàn toàn quên tại quận Bo, tại DK Cang trong pháo đài cổ, còn có một cái gọi là lấy Duẫn Nhi cô nương lòng tràn đầy hoan hỉ chờ lấy nàng. Duẫn Nhi cũng định đem thân thể giao cho La Quân, nàng ngượng ngùng theo La Quân cùng đi tắm rửa. Có thể nàng đã tự mình rửa tốt tắm, tại La Quân trong phòng ngủ chờ đợi La Quân. Duẫn Nhi tại La Quân trong phòng ngủ chờ thật lâu, nhưng không thấy La Quân tiến đến. Nàng không khỏi có chút kỳ quái, sau đó, nàng liền rời đi La Quân phòng ngủ. Duẫn Nhi tìm tới hai tên nữ thị vệ hỏi, bệ hạ đâu? Nữ thị vệ hồi đáp, bệ hạ tiếp vào một cái đến từ gọi là Linh Nhi điện thoại, sau đó liền vội vã rời đi. Duẫn Nhi thân thể chấn động, nàng lại là nghe La Quân nói qua, hắn có cái thê tử gọi là Tư Đồ Linh Nhi. Cái này một cái chớp mắt, Duẫn Nhi trong lòng vô pháp ức chế tuôn ra kịch liệt chua xót cảm giác tới. Cho tới nay, nàng đều tại che đậy vấn đề này, nhưng hiện thực lại là đẫm máu a. Chính mình thực căn bản chẳng đáng là gì, thậm chí ngay cả lòng chua xót, tức giận, ghen ghét tư cách đều không có đủ, đây mới là làm cho người lớn nhất thần thương chỗ a. La Quân cái này lúc sau đã hoàn toàn quên Duẫn Nhi, thậm chí quên bất luận kẻ nào. Trong mắt của hắn, tâm lý cũng chỉ có Linh Nhi. La Quân không tính là một cái người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là một cái truyền thống trên ý nghĩa người tốt. Nói dễ nghe điểm, có thể nói hắn rất lợi hại thẳng thắn. Khó mà nói nghe điểm, hắn thực xem như người vô tình. Hắn đối mỗi một cái nữ nhân xinh đẹp đều hữu tình, nhưng cũng vô cùng vô tình. Hắn có thể dỗ ngon dỗ ngọt, nhu tình mật ý. Nhưng đảo mắt cũng có thể vô cùng lưu loát bứt ra, từ thân thể ngược lại tâm linh không có chút nào nhớ nhung. Cái kia Lâm Thiến Thiến, Đường Thanh Xanh, Lục Nguyệt Hoa chờ một chút còn tại đối với hắn có tưởng niệm cùng nội tâm không thể bình tĩnh gợn sóng. Nhưng La Quân tâm lý cũng rất ít có thể thoáng hiện qua các nàng bóng dáng. Cái này là La Quân vô tình cùng hiện thực. Tại Los Angeles 3 giờ chiều thời gian bên trong, La Quân một đoàn người vượt qua chênh lệch, rốt cục đến Los Angeles. La Quân không có suy nghĩ qua, thần đế vì sao lại đột nhiên buông xuống thần vực. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Linh Nhi. Máy bay riêng là đáp xuống Los Angeles phi trường quốc tế bên trong. Ra phi trường, Tư Đồ Linh Nhi đã lái xe tới đón La Quân. Nàng lái một xe hỏa hồng sắc Ferrari. La Quân bọn người ra phi trường, lập tức liền trông thấy long lanh dưới ánh mặt trời, Tư Đồ Linh Nhi lấy màu trắng lo lắng, quần bò, tóc dài xõa vai đứng tại Ferrari bên cạnh. Đây mới thực là hương xa mỹ nhân. Tuy nhiên Tư Đồ Linh Nhi cách ăn mặc rất lợi hại tao nhã, nhưng nàng thiên sinh lệ chất cùng cái này tao nhã lại là như thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến người ta nhìn một chút đều muốn kinh hô vì thần tiên tỷ tỷ. Tư Đồ Linh Nhi đứng ở đằng kia, nhất thời gây nên bốn phía vô số người nhiều lần ngừng chân xem chừng, có còn nhịn không được chụp ảnh.
bất quá thủy chung không ai dám đến tiến lên bắt chuyện, đại khái là đài này Ferrari cùng dạng này đẹp đủ để cho hết thảy phổ thông bình dân chùn bước. La Quân rốt cục chính thức cùng Tư Đồ Linh Nhi gặp mặt. Hắn bước nhanh đến phía trước, lúc đầu luôn luôn thanh lãnh Tư Đồ Linh Nhi, lúc này khóe miệng rốt cục phác họa ra vẻ tươi cười. La Quân bước nhanh đi vào Tư Đồ Linh Nhi trước mặt, hắn nhìn chăm chú Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi cũng nhìn về phía hắn. Tuy nhiên chỉ phân biệt mấy tháng, nhưng đối với La Quân tới nói, hết thảy đều đã là thương hải tang điền. La Quân sau đó liền đem Tư Đồ Linh Nhi ôm thật chặt tiến trong ngực, ôm nàng trong nháy mắt, La Quân chăm chú, thật giống như sợ buông lỏng tay, nàng liền sẽ biến mất một dạng. Tư Đồ Linh Nhi cũng cảm nhận được La Quân khẩn trương, nàng có thể hiểu được La Quân đối với mình yêu. Cái này một cái chớp mắt, Tư Đồ Linh Nhi cũng cảm thấy dị thường thỏa mãn, nàng cũng ôm sát La Quân. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều vây xem ngừng chân người, tâm cũng phải nát. Nguyên lai nữ thần đã là danh hoa có chủ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. La Quân tại Tư Đồ Linh Nhi bên tai nhẹ nói nói. Sự kiện kia, mãi mãi cũng người nào La Quân bóng mờ. Chỉ cần một ngày không giết Trần Diệc Hàn, cái này bóng mờ thì mãi mãi cũng vô pháp khu trừ. Tư Đồ Linh Nhi tự nhiên minh bạch La Quân ý tứ, nàng không nói gì thêm, chỉ là vỗ vỗ La Quân cõng, biểu thị không có việc gì. Sau một hồi khá lâu, La Quân mới nhớ tới đằng sau còn có Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng. Hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi tách ra, sau đó có chút xấu hổ nhìn về phía Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng nhếch miệng mỉm cười, các nàng có thể hiểu được La Quân tâm tình, cũng cảm động tại hai người cảm tình. Bất quá lập tức, La Quân thì lại có chút xấu hổ. Bởi vì Tư Đồ Linh Nhi mở là một cỗ Ferrari, Ferrari chỉ có thể ngồi hai người. Tư Đồ Linh Nhi là không quá hội đi cân nhắc người khác. Sư tỷ, Mặc Nùng, các người ngồi chiếc xe này đi về trước đi. La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi khẽ chau mày, bất quá nàng không nói gì thêm. Cho dù không nguyện ý, nhưng La Quân lời nói, nàng là muốn nghe. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng như thế nào lại như vậy không thức thời, hai người cười một tiếng, nói ra, chúng ta ngồi taxi liền có thể, người cùng Linh Nhi thật vất vả gặp mặt. Cũng đừng quản chúng ta. La Quân liền cũng thì không nói thêm lời, hắn xông Trầm Mặc Nùng nói ra, người giúp ta hướng sư tỷ giải thích giải thích. Ý hắn là, muốn Trầm Mặc Nùng giải thích xuống Linh Nhi vô lễ. Bởi vì Trầm Mặc Nùng là biết Tư Đồ Linh Nhi tính cách. Yên tâm đi, Trầm Mặc Nùng nói ra. Sau đó, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi liền khu xe rời đi, từ La Quân lái xe. Mặc dù nói, nhân tình lão luyện tức bài văn. Nhưng đó là đối người bình thường mà nói, Tư Đồ Linh Nhi từ nhỏ tính cách chính là như vậy thanh lãnh quái gở, cho nên, câu nói này ở trên người nàng là không thành lập. La Quân sau khi đi, Trầm Mặc Nùng nói với Lâm Băng, Linh Nhi từ nhỏ đã cùng người khác biệt, nàng luôn luôn không theo bất luận kẻ nào tỏ ra thân thiện. Bao quát nuôi nàng lớn lên đại Tư Đồ lão gia tử. Nàng đón đến, nói ra, bất quá Linh Nhi đối La Quân thái độ là một cái ngoại lệ. Chắc hẳn La Quân tại Linh Nhi trên thân cũng nỗ lực rất nhiều. Lâm Băng mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không để ý. Đừng nói Linh Nhi tính cách như thế, có thể lý giải. Coi như nàng không phải như vậy tính cách, xem ở sư đệ như thế yêu nàng trên mặt mũi, ta cũng sẽ không để ý. Nàng đón đến, cười cười, nói ra, sư đệ luôn luôn trò chơi hồng trần, rất ít gặp hắn đối một người để ý như vậy, Linh Nhi đối với hắn mà nói cũng là một cái ngoại lệ. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai. Nàng lại cười một tiếng, nói, cho nên ta rất rõ ràng, theo La Quân chỉ có thể làm bằng hữu, tuyệt đối không thể có mập mờ cảm tình quan hệ, không phải vậy nữ nhân kia ở trên người hắn luân hãm, vậy cũng là tự tìm khổ ăn. Lâm Băng cười ha ha một tiếng, nói ra, cũng không có mấy cái nữ nhân có thể giống như người nghĩ đến như thế minh bạch, cơ trí. Gia hỏa này có số đào hoa, lại yêu trêu hoa ghẹo nguyệt, quả thực là đáng hận a. Tính toán, không nói. Ta cũng không thể đi theo ngươi thần vực. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi trước theo giúp ta qua đặt trước vé máy bay cùng quán rượu, sau đó ngươi lại về thần vực. Lâm Băng nói ra, tốt. Nàng lại nói, ngươi hôm nay chớ vội đi ta về đi gặp qua sư phụ về sau, sau đó mang ngươi tại Los Angeles bên này hảo hảo chơi cái hai ngày, ngươi thấy thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, trong nước còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Chúng ta về sau lại tụ họp máy bay biết rất nhiều, lần sau đi.
Lâm Băng gặp Trầm Mặc Nùng qua ý kiên quyết, liền cũng liền nói, vậy được rồi. La Quân lái xe mang theo Tư Đồ Linh Nhi rời đi, hắn là tại về thần vực. Dọc theo con đường này, La Quân không có nói nhiều, hắn chỉ là một tay lái xe, một tay nắm chặt Linh Nhi Nhu Di, làm sao đều không buông ra. Tư Đồ Linh Nhi tại sau một hồi khá lâu đột nhiên hỏi, người trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn cái gì? La Quân mỉm cười, nói ra, có chút phức tạp, cũng có chút thần kỳ, ban đêm ta hảo hảo nói cho ngươi, thế nào? Tư Đồ Linh Nhi cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, hắn nghe về sau liền gật gật đầu nói, tốt. Lần này lộ trình đối với La Quân tới nói, tựa hồ phá lệ đoạn, rất nhanh liền đến thần vực. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đều là thần vực thành viên, đi vào tự nhiên là thông suốt. Bây giờ, La Quân tu vi đã đạt tới trường sinh cảnh tam trọng. Lấy hắn tu vi, hoàn toàn có thể tấn thăng làm sư tôn. Bất quá cái này cần Ninh Thiên Đô qua xin. Về phần Tư Đồ Linh Nhi bây giờ là tu vi gì, La Quân đã không rõ lắm. Bất quá Linh Nhi tuy nhiên không phải thần vực sư tôn, nhưng nàng địa vị so bất luận cái gì sư tôn đều muốn siêu nhiên. Bởi vì nàng đã là thần đế thân truyền dòng chính đệ tử, cũng lâu dài tại thần đế bên người hành tẩu, phần này tôn vinh là thường nhân không dám tưởng tượng. Thần vực vẫn là như cũ, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi trước quay về Tình Thiên nhà trọ bên trong. Tình Thiên nhà trọ bên trong quét dọn đến rất sạch sẽ, Lãnh Vũ Tình cũng không ở nơi này. Nghe nói nàng là ra ngoài toàn thế giới du lịch, hưởng thụ sinh hoạt. Có lẽ sẽ theo một người bình thường đàm nói chuyện yêu đương cái gì, dù sao nàng không có áp lực gì. Mà đại ca Trầm Phong, còn có nhị ca Tần Lâm, cùng Mạc Vũ đều không tại. Lạc Ninh từ khi nói muốn đi địa ngục chi môn về sau, liền không còn có bất luận cái gì tin tức. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi trở lại trong phòng ngủ mình, bên trong hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng, chăn mền cũng có đúng hạn phơi nắng, toàn bộ phòng ngủ đều có loại ánh sáng mặt trời vị đạo. Vừa vào phòng ngủ, La Quân liền đem Tư Đồ Linh Nhi ép đến trên giường, sau đó hôn lên nàng môi. Tư Đồ Linh Nhi bình tĩnh nhìn lấy La Quân, nàng cũng không nhắm mắt, cũng không kháng cự. La Quân mỉm cười, nói ra, ta hôn ngươi thời điểm, ngươi không nên nhắm mắt sao? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta muốn thấy lấy ngươi. La Quân liền cũng liền không tại nhiều nói, tiếp tục hôn đi. Một vòng hôn nồng nhiệt qua đi, tựa như là đã đem Linh Nhi vò tiến hắn trong xương mình mặt. Như thế, La Quân mới cảm thấy thỏa mãn. Hắn sau đó nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, Tư Đồ Linh Nhi sắc mặt đã có chút ửng hồng. Linh Nhi, ta về sau tuyệt sẽ không lại để cho ngươi nhận một tia khi nhục cùng thương tổn, trừ phi ta chết. La Quân tại Tư Đồ Linh Nhi bên tai thì thào nói ra. Tư Đồ Linh Nhi dễ chịu nằm tại La Quân trong ngực, nàng nói ra, ta có thể bảo hộ chính ta còn muốn bảo hộ ngươi. La Quân chỉ là cười một tiếng. Hai người như thế vuốt ve an ủi lấy, tuy nhiên cái gì cũng không làm, nhưng La Quân đã cảm giác mình có được toàn thế giới. Một hồi lâu sau về sau, La Quân mới nói, đúng, Linh Nhi, thần đế đột nhiên tự mình buông xuống thần vực, là có chuyện gì không? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là mơ hồ giống như nghe sư phụ nói, sát kiếp buông xuống, quần ma cùng nổi lên, mà trong thần vực thực lực quá yếu, hắn trở về là muốn tăng lên mấy vị sư tôn thực lực. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, nói, thực lực là có thể dựa vào ngoại lực để bạt sao. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, sư phụ không gì làm không được, hắn nói có thể, dĩ nhiên chính là có thể. Nàng tuy nhiên lãnh đạm, nhưng là lời nói ở giữa đối sư phụ lại có chút sùng bái. La Quân sau đó nghĩ cũng phải, thần đế là bên trong thiên địa thần, có cái gì là hắn không thể làm đến. Mà lại mấy vị sư tôn thực lực bây giờ xem ra, cũng xác thực yếu một ít. Thì ngay cả mình đều mạnh hơn bọn họ. Chỉ là không biết, thần đế xuất thủ, đến tột cùng có thể đem mấy vị sư tôn thực lực đề bạt đến mức nào đâu. Điểm này, La Quân rất là hiếu kỳ. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đợi sau 2 giờ, thời gian đã là trạng vạng tối 6 giờ. Lúc này Hương Sơn là mỹ lệ, bầu trời cũng là mỹ lệ, trời chiều cùng dáng chiều cùng tồn tại, trong không khí có một loại nói không nên lời mùi thơm. Gió đêm quét, càng là khiến cho người tâm thần thanh thản. La Quân tuy nhiên không nỡ Tư Đồ Linh Nhi, nhưng hắn cũng biết, chính mình như là đã trở về, làm sao đều mau mau đến xem sư phụ Ninh Thiên Đô. Ngay sau đó, La Quân kéo Tư Đồ Linh Nhi, nói, Linh Nhi, đi,
chúng ta qua bái kiến sư phụ đi. Hắn vừa nói xong thì sững sờ, bởi vì lời này giống như có chút không đúng lắm a. Trước kia Ninh Thiên Đô nghe theo Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng tiền bối phân phó, thu chính mình đám người này làm đồ đệ. Nhưng là, dưới mắt Linh Nhi đã trở thành thần đế đệ tử, như vậy thì là cùng Ninh Thiên Đô là ngang hàng. Cho nên Ninh Thiên đều khó có khả năng lại làm Linh Nhi sư phụ. La Quân cảm thấy cổ quái là, Ninh Thiên Đô là mình sư phụ. Linh Nhi xem như Ninh Thiên Đô sư muội, nhưng Linh Nhi lại là mình đeo thê tử. Mẹ nó, quan hệ này rối loạn. Tư đồ Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, tốt. Nàng chưa bao giờ tránh thức đem Ninh Thiên Đô xem như qua sư phụ, bất quá dưới mắt La Quân muốn đi bái kiến, Linh Nhi tuy nhiên không nguyện ý, nhưng nàng cũng vẫn là muốn dựa vào La Quân. La Quân lời nói ra miệng, cũng không dễ thu hồi qua. Hắn không biết mình dưới mắt mang Linh Nhi đi gặp Ninh Thiên Đô là có thích hợp hay không. Suy nghĩ kỹ một chút, coi như mang Linh Nhi đi gặp sư phụ Ninh Thiên Đô, vậy cũng không có chơi bất kính mà. Ngay sau đó, La Quân thì cùng tư đồ Linh Nhi ra Tình Thiên nhà trọ. Chỉ một lúc sau, hai người liền đến Ninh Thiên Đô chỗ Thiên Đô trong điện. Thủ vệ kia Thiên Đô điện thị vệ đương nhiên sẽ không ngăn cản La Quân, bọn họ trước đem La Quân cùng tư đồ Linh Nhi đưa vào qua. Thiên Đô điện vẫn là như cũ, bốn phía bóng loáng như gương, đồng thời hiện ra một loại trang nghiêm tôn quý cảnh tượng. Sau đó, lại có bên trong phục vụ nhân viên qua thông báo Ninh Thiên Đô. Qua một lát, tiếng bước chân truyền đến, lại là sư tôn Ninh Thiên Đô cùng Lâm Băng đi ra tới. Đi theo sư tôn Ninh Thiên Đô đi ra còn có một tên nam tử xa lạ, nam tử này nhìn chừng 30 tuổi, dáng người có chút thấp, tướng mạo trung hậu. La Quân vội vàng đứng lên, đang chuẩn bị mở miệng, Ninh Thiên Đô lại là đến đây nói với tư đồ Linh Nhi sư muội, người khó được đến ngày này đều điện đến, sư huynh gia nghênh tiếp chế, hy vọng ngươi đừng nên trách. La Quân không khỏi sững sờ. Tư đồ Linh Nhi cũng là đứng lên, nàng nhìn Ninh Thiên Đô liếc một chút, sau đó nói, Thiên Đô sư huynh khách khí. Nói đến vẫn còn có chút lãnh đạm, bất quá nàng tính tình luôn luôn như thế. La Quân chợt cảm thấy cổ quái, Linh Nhi trước đây mặt một câu sư huynh hô xong, chính mình cái này muốn hô sư phụ. La Quân lúc này cũng quản chẳng phải nhiều, hắn hướng Ninh Thiên Đô thi lễ, hô, sư phụ. Ninh Thiên Đô mỉm cười, hắn nói với La Quân, ta vừa rồi nghe Lâm Băng kể một ít người tình huống, La Quân, người rất không tệ. La Quân vội vàng khiêm tốn, nói, sư phụ quá khen. Ninh Thiên Đô còn nói thêm, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là nhị sư huynh ngươi ngọn núi ánh sáng sáng sớm. La Quân bái kiến nhị sư huynh, La Quân lập tức nói. Ninh Thiên Đô trước đó thì có ba tên đệ tử, bên trong hai tên ra ngoài du lịch. Hiện tại xem ra, là nhị sư huynh trở về. Ngọn núi ánh sáng sáng sớm đối mặt La Quân, không có chút nào kiêu căng, hắn mỉm cười, nói ra, La Quân sư đệ, ta sớm đã nghe nói qua ngươi đại danh, hôm nay gặp mặt, ngươi quả nhiên không sai. La Quân nói gấp, sư huynh quá khen. Lẫn nhau hàn huyên một trận, sau đó liền phân chủ khách nhập tòa. Cái kia phục vụ nhân viên cua được trà đậm tới. Ninh Thiên Đô còn nói thêm, La Quân, lần này ngươi trở về cũng chính là thời điểm. Ta nhìn ngươi tu vi đã đến một cái vi sư cũng khó có thể nhìn thấu cấp độ. Vừa vặn, vi sư có thể thay ngươi cùng sư tôn chờ lệnh, sau đó cho ngươi tại thần vực bên trong, cũng an bài một sư tôn ghế. La Quân nói ra, đa tạ sư phụ. Đối với làm thần vực sư tôn, hắn là sẽ không cự tuyệt. Bởi vì thần trong khu vực có quá nhiều liên lụy, hắn không có khả năng siêu thoát ra khỏi trần thế. Mình nếu là thành vi sư tôn, như vậy địa vị mình cũng là đề cao, lại đi sự tình thời điểm, cũng liền thuận tiện rất nhiều. Ninh Thiên Đô mỉm cười. Sau đó, song phương bắt đầu một vòng hàn huyên, nói chút không mặn không nhạt lời nói. Lần này, La Quân cùng tư đồ Linh Nhi trở về, hết thảy bố cục đều cải biến rất nhiều. La Quân tu vi. Linh Nhi thân phận các loại, cái này đều bị Ninh Thiên Đô vô pháp có siêu nhiên ưu thế đối mặt hai người này. Cứ việc La Quân đã vô cùng tôn kính, nhưng Ninh Thiên Đô chính mình cũng sẽ cảm thấy có chút biến hóa. Đây là thuộc về Ninh Thiên Đô tâm lý biến hóa. La Quân vốn là muốn cho Ninh Thiên Đô đến quan sát nhân hoàng kính, bất quá lúc này có ngọn núi ánh sáng sáng sớm tại, hắn theo ngọn núi ánh sáng sáng sớm chưa quen thuộc, cho nên cũng liền vô pháp hoàn toàn tín nhiệm. Hắn quyết định vẫn là tìm tự mình thời điểm lại đến cùng Ninh Thiên Đô nói tỉ mỉ. Mạt, Ninh Thiên Đô nói ra,
Lạc Quân, ngươi cùng Linh Nhi sư muội thật vất vả gặp nhau, liền đi nghỉ trước đi, vi sư cũng liền không lưu ngươi. Lạc Quân liền cùng Tư Đồ Linh Nhi đứng lên cáo từ. Ra Thiên Đồ Điện về sau, trời đã hoàn toàn đen. Một vầng minh nguyệt treo cao chân trời. Cả cái thần vực tắm rửa tại một mảnh màu xám bạc bên trong. Lúc này không sai biệt lắm là buổi tối 7 giờ chừng 30. Thời gian này điểm đối với thành thị người mà nói, sống về đêm cũng còn chưa bắt đầu. Cho nên La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng không có khả năng cứ như vậy về đi ngủ. La Quân biết Tư Đồ Linh Nhi ưa thích tại quán ba uống rượu, thế là thì nói với Linh Nhi, đi, chúng ta đi tìm cái quầy rượu uống rượu. Tư Đồ Linh Nhi hiện tại chỉ cần là cùng La Quân cùng một chỗ, mặc kệ muốn đi tới đó, mặc kệ là làm cái gì, nàng đều hội cam tâm tình nguyện, đồng thời thích như mật ngọt. Cho nên, Tư Đồ Linh Nhi nói ra, tốt. Nói đi tự nhiên là muốn đi, La Quân ngay sau đó mở Tư Đồ Linh Nhi Ferrari. Sau đó, liền nhất kỵ tuyệt trần ra thần vực. Ferrari bên trong ra nhu hòa âm nhạc, dạng này ban đêm khiến người ta mê say. Nửa giờ sau, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đến quán ba giữa đường, tùy tiện tìm một quán rượu đi vào. Quán rượu này là nhà Thanh đi, bên trong rất là yên tĩnh, nhu hòa. Ánh đèn là loại kia tản mát ra mập mờ khí tức quang mang. Nơi này, dễ dàng khiến người ta nhớ tới một chén lão tửu, mấy cái bạn bè cùng một chỗ trò chuyện. Hoặc là người yêu ở chỗ này nói thầm thì thầm, hay là mới biết yêu thiếu nam thiếu nữ người yêu chưa đầy. Đó là cái rất tốt đẹp địa phương. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tại nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, sau đó, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi phân biệt điểm whisky cùng vodka. Linh Nhi, ngươi cùng thần đế đi chỗ nào? La Quân kìm nén không được hiếu kỳ hỏi Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi nao nao, sau đó có chút áy náy nói ra, sư phụ không thích ta nói ra hắn sự tình. La Quân lập tức cũng liền tỏ ra là đã hiểu, nói ra, ta hiểu. Hắn ôm Linh Nhi, để Linh Nhi tĩnh tĩnh nằm tại trong ngực hắn. Cứ như vậy, liền đã rất tốt. Nơi đó cần nhiều như vậy ngôn ngữ đâu. Đúng, La Quân lại nghĩ đến cái gì, nói ra. Gia Gia đã tại đoạn thời gian trước qua đời. Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, ta biết. Gia Gia tại chết trong nháy mắt đó, ta nhìn thấy. Ngươi trông thấy, La Quân không khỏi ngạc nhiên. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta cũng nhìn thấy ngươi, thế nhưng là ngươi không nhìn thấy ta. Bởi vì ta cùng sư phụ tại rất xa địa phương, sư phụ cảm niệm ta thân thế đáng thương, vì ta thi triển thần thông, để ta nhìn thấy hết thảy. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên ôm sát La Quân, nàng trong đôi mắt thoáng hiện một giọt trong suốt nước mắt, nàng nói ra, La Quân, trước kia ta thế giới bên trong chỉ có ngươi cùng Gia Gia. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có ngươi, ngươi mãi mãi cũng không muốn vứt bỏ ta, có được hay không? La Quân nhất thời rất là đau lòng, hắn giờ mới hiểu được Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên luôn luôn đối Tư Đồ Lão Gia Tử lãnh đạm. Nhưng thực trong nội tâm nàng là kính yêu Tư Đồ Lão Gia Tử. Không phải vậy lời nói. Lúc trước lão gia tử một câu để cho nàng gả cho chính mình người xa lạ này, nàng lại là hai lời cũng không nói liền đáp ứng. La Quân lập tức nói, liền xem như người nào đến muốn giết ta, để cho ta tới đưa ngươi từ bỏ, ta cũng tuyệt không buông tha ngươi. Đời này, không ai làm cho ta từ bỏ ngươi. Tư Đồ Linh Nhi liền an tâm tựa ở La Quân trong ngực. Ngay tại La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tính tính hưởng thụ cái này khó được an giật chi lúc. Bên ngoài bỗng nhiên đi tới hai cái khách không mời mà đến. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cả người đột nhiên lông tóc dựng đứng đứng lên, trong mắt của hắn đồng tử phóng đại. Cái kia tiến đến hai người đều là La Quân người quen cũ. Bên trong một cái là một thân trắng như tuyết y phục, phong thần tuấn lãng, giống như tôn quý vương tử đi vào trần thế. Cái này nhân thân bên trên tràn đầy lộng lẫy chi khí, lại không phải Trần Diệc Hàn là ai. Mà tại Trần Diệc Hàn bên người lại là Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa đã có thể bình thường hành tẩu, hắn chân lúc đầu đã bị La Quân bị vỡ nát gãy xương, hoàn toàn không có khôi phục khả năng, nhưng bây giờ hắn đã bình yên vô sự. Trình Kiến Hoa đi tại Trần Diệc Hàn bên người, hắn lộ ra cung kính dị thường. Hai người này lộ ra lại chính là sông La Quân tới. Bọn họ trực tiếp đi đến La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi trước mặt. Cái này quả nhiên là cửu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt. Tư Đồ Linh Nhi tự nhiên cũng nhận biết Trần Diệc Hàn, thậm chí đối với nàng mà nói, là khắc cốt ghi tâm. Bởi vì tại Tư Đồ Linh Nhi kiếp sống bên trong,
nàng là lần đầu tiên bị người bức bách đến hận không thể giết chết chính mình cấp độ. Nhưng lúc đó, lại là muốn sống không được, muốn chết không xong. La Quân bỗng nhiên mà lên, hắn đối mặt lại nhiều địch nhân đều có thể thản nhiên chỗ chi, đều có thể bày mưu tính kế, đều có thể mặt không đổi sắc. Nhưng Trần Diệc Hàn xuất hiện, lại có thể tùy tiện đem La Quân chỗ có phong độ chờ một chút hết thảy vỡ nát đến không tồn tại cấp độ. La Quân hai mắt lâm vào huyết hồng. Tư Đồ Linh Nhi cũng đứng lên. Trần Diệc Hàn lại là mỉm cười, hắn nói ra, đại ca, xem ra ngươi trông thấy ta cái này đệ đệ, tựa hồ không quá hoan nghênh a. Linh Nhi, chúng ta đi. La Quân kéo Tư Đồ Linh Nhi tay, nói ra. Tư Đồ Linh Nhi gật đầu. Hai người thì đi ra phía ngoài. Trần Diệc Hàn lập tức ngăn tại La Quân trước mặt hai người, hắn ảo ảo cười một tiếng, nói ra, hảo đại ca, làm gì đi vội vã đâu. Huynh đệ chúng ta thật vất vả gặp nhau, làm sao cũng nên ngồi xuống uống một chén mới tốt nha. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, nói, có phải hay không, ta tốt chị dâu. La Quân đột nhiên một thanh níu lại Trần Diệc Hàn cổ áo, quát ầm lên, Trần Diệc Hàn, ngươi muốn chết. Trần Diệc Hàn lập tức cười ha ha, nói, đúng, ta là muốn chết, còn mời đại ca ngươi đến đưa đệ đệ ta đoạn đường A. Ta thì đứng ở chỗ này, chính là ta kém chút cưỡng ra nữ nhân ngươi, chính là ta đem bọn ngươi ra ra nhất trưởng trấn thành trọng thương, sau cùng thê thảm mà chết. Các ngươi vì cái gì không giết ta đây? La Quân tự nhiên không thể giết Trần Diệc Hàn. Một là giết không, hai là song phương bây giờ đều là thần vực người, bên trên có thần đế tại, dưới có thần vực xâm nghiêm quy củ tại. Chỗ của hắn có thể ra tay với Trần Diệc Hàn. Nhưng hôm nay, Trần Diệc Hàn đến đây khiêu khích, La Quân trong lòng hận lại là không chỗ phát tiết a. Trần Diệc Hàn nghiền ngẫm, khiêu khích nhìn lấy La Quân. La Quân hai mắt phun lửa, nhưng hắn lại không thể có động tác kế tiếp. Ngay vào lúc này, Tư Đồ Linh Nhi trong mắt hàn quang lóe lên, nàng đột nhiên tiến lên một chưởng vỗ tại Trần Diệc Hàn trên ngực. Phanh đến một tiếng, Trần Diệc Hàn liên tục lui ra phía sau ba bước. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi đến, có thể trên mặt hắn lại là nụ cười rực rỡ, rất tốt, thần đế đệ tử thân truyền cái thứ nhất phá hư thần vực quy củ, ra tay với đồng môn. Không biết thần đế lần này cần dự định xử trí như thế nào. Trần Diệc Hàn cười ha ha, hắn sau khi nói xong, lại liếc nhìn hướng La Quân, nói ra, ta hảo đại ca, ta hiện tại liền muốn qua gặp thần đế, sau đó hướng thần đế báo cáo việc này. Ngươi nói, thần đế hội xử trí như thế nào? Ngẫm lại thật đúng là có thú đây. Hắn nói xong xoay người rời đi. Đứng lại, La Quân lập tức quát. Trong lòng của hắn biết chuyện này sẽ rất phiền phức, kìm lòng không được kêu đi ra. Trần Diệc Hàn quay đầu, hắn cười một tiếng, nói ra, hoặc, ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ta có thể cân nhắc không đi bẩm báo thần đế. Tuy nhiên thần đế đâu đâu cũng có thể giám sát vạn vật. Nhưng là chỉ cần chúng ta không đi bẩm báo, vậy liền không có chuyện gì nguyên nhân gây ra. Không có nguyên nhân gây ra, thần đế liền sẽ không tra. La Quân nhất thời giận dữ, hắn làm sao có thể cho Trần Diệc Hàn dập đầu. Liền xem như giết hắn, hắn cũng sẽ không hướng Trần Diệc Hàn quỳ xuống. Há, xem ra muốn ngươi quỳ xuống rất khó. Vậy cũng được, chỉ cần ngươi đi hướng thần đế bẩm báo, thân mời cùng ta tại thiên hình thai bên trên quyết đấu. Chuyện này cũng có thể tính toán. Trần Diệc Hàn nói ra, ngươi không phải hận ta tận xương sao? Ta cho ngươi cơ hội cùng ta một quyết sinh tử. Ta và ngươi quyết đấu. Tư Đồ Linh Nhi bỗng nhiên nói ra. Ngươi, Trần Diệc Hàn nhìn Tư Đồ Linh Nhi liếc một chút, hắn theo rồi nói ra, tốt, cũng được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta thân thủ giết thần đế đệ tử thân truyền, còn có ta hảo đại ca âu yếm thê tử, thần đế sẽ như thế nào? Ta oát con vô dụng này đại ca lại sẽ như thế nào? Hắn sau khi nói xong, hướng bên người Trình Kiến Hoa nói ra, Kiến Hoa, người nói chuyện này là không thật là tốt chơi. Trình Kiến Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, phi thường tốt chơi. Trần Diệc Hàn cùng Trình Kiến Hoa dương dương đắc ý. Hai người kia đến đây, nhìn như là buồn nôn hơn La Quân, trên thực tế lại là muốn tới gây nên La Quân vào chỗ chết. Liền cũng tại lúc này, không nói một lời La Quân bỗng nhiên bạo phát. Cả người hắn đột nhiên đem đại thánh đạo tràng thực bạo phát, giống như một đạo chớp giật xông về phía Trần Diệc Hàn. Xuất thủ cũng là một chiêu cổn lôi quyền ấn. Quyền ý cuồn cuộn, thế như ngập trời, tiếng sấm ầm ầm. Bây giờ La Quân, trường sinh cảnh tam trọng,
tu vi đã đến không thể tưởng tượng chi địa bước. Riêng là hắn chỗ có pháp lực đều hóa thành chiến đấu lực, cho nên một quyền này chi uy là phi thường khủng bố. Bất quá đáng tiếc, La Quân hôm nay gặp gỡ là Thái Hư Trọng Thiên Tam Trọng Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn cùng Trình Kiến Hoa đều cảm thấy ngoài ý muốn, cái này La Quân lại dám xuất thủ, chẳng lẽ là không muốn sống. Trong nguy cơ, Trần Diệc Hàn cùng Trình Kiến Hoa cảm thấy được quyền ý thấu xương. Lúc này, Trần Diệc Hàn thân hình bỗng nhiên lóe lên, giống như di hình hoán ảnh, nhẹ nhõm tránh đi La Quân cổn lôi quyền ấn. Sau đó, Trần Diệc Hàn xuất hiện sau lưng La Quân. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, thế mà thì thần kỳ bắt lấy La Quân cổ áo. Bất quá đúng lúc này, Tư Đồ Linh Nhi cũng xuất thủ. Tư Đồ Linh Nhi nhất trưởng ấn hướng Trần Diệc Hàn phía sau lưng. Một trưởng này ấn ra, bốn phía từ trường quấy, mang theo kỳ dị lực lượng, đột nhiên liền đến Trần Diệc Hàn phía sau lưng. Trần Diệc Hàn hơi kinh hãi, hắn phát giác được phía sau một trưởng này không thể coi thường. Ngay sau đó, hắn từ bỏ bắt đánh La Quân, thân thể lại lóe lên, tránh đi qua. Song phương rốt cục tạm thời đình chỉ công kích, Trần Diệc Hàn có chút không hiểu nhìn về phía La Quân, nói, ngươi là đang tìm cái chết. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, Trần Diệc Hàn, đã ngươi không cho ta sống đường. Hôm nay ngay ở chỗ này, chúng ta liền quyết chiến sinh tử. Trần Diệc Hàn nhíu mày. Chỗ của hắn sẽ cùng La Quân ở cái địa phương này quyết chiến sinh tử. Ở chỗ này, nếu như không may mắn, mình bị La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi giết, vậy cũng là tự mình xui xẻo chết. Có thể nếu là mình đem hai người này đả thương, vậy đi thần đế chỗ nào cũng nói không rõ ràng. Nếu là mình đem hai người này giết, vậy mình cũng là chết chắc, thần đế sẽ không bỏ qua chính mình. Cho nên, cái này đánh là không có cách nào đánh. Linh Nhi, hôm nay hai người chúng ta cùng một chỗ ngay ở chỗ này đem xúc sinh này giết. La Quân trầm giọng nói ra, coi như bị thần đế xử tử, cũng coi là đáng. Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nàng trong mắt lộ ra dày đặc sát ý. Nàng cũng không phải đang cùng La Quân diễn kịch, nàng là thật đánh tính toán muốn giết Trần Diệc Hàn. Tại Tư Đồ Linh Nhi trong mắt, căn bản cũng không có e ngại hai chữ, cũng sẽ không qua kiêng kỵ bất kỳ vật gì. Trần Diệc Hàn tâm lý minh bạch, mặc dù mình pháp lực cao thâm. Nhưng là dưới mắt Tư Đồ Linh Nhi tu vi cao thâm mà chắc, mà La Quân chiến đấu lực cũng phá lệ cường đại. Nếu là hai người này thật muốn đánh nhau chết sống, chỗ hắn cảnh cũng có chút không ổn. Lớn nhất vấn đề mấu chốt là, Trần Diệc Hàn không muốn ở chỗ này theo hai người này đấu. Vô luận hắn là đấu thắng vẫn là đấu thua, hắn đều không có quả ngon để ăn. Song phương tình huống giằng co. La Quân dù sao cũng là La Quân, hắn tuy nhiên tại mới vừa rồi bị Trần Diệc Hàn tức giận đến mất lý trí, nhưng rất nhanh, hắn thì khôi phục hắn thông minh cùng cơ trí. Trần Diệc Hàn lớn nhất sợ cái gì? Sợ sẽ là cá chết rách lưới a. Lúc này, Trình Kiến Hoa mở miệng, hắn nói ra, thiếu chủ nhân, ta nhìn hôm nay đều là cái hiểu lầm, không bằng cứ như vậy tính toán. Trần Diệc Hàn liền cũng liền nhìn về phía La Quân, nói ra, chuyện hôm nay, thì khi chưa từng xảy ra, như thế nào? La Quân muốn chính là cái này hiệu quả, hắn gật gật đầu, nói ra, ngươi có thể lăn. Trần Diệc Hàn trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nhưng sau cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn cùng Trình Kiến Hoa quay người rời đi. La Quân nhìn thấy hai người này sau khi đi, hắn trong mắt lóe lên một loại thật sâu vẻ khuất nhục. Hắn suy nghĩ nhiều đáp ứng Trần Diệc Hàn tại thiên hình thai bên trên quyết đấu, lấy tự thân thực lực đến chu sát tên xúc sinh này. Thế nhưng là hắn biết, hắn căn bản không thể nào là Trần Diệc Hàn đối thủ. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, vừa rồi cái kia hai lần tiếp xúc, là hắn biết, chính mình căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Dưới mắt, hắn chỉ có thể nhịn xuống qua. Cho dù là nhẫn ra máu, hắn vẫn là chỉ có thể nhẫn. Chúng ta cũng đi thôi, La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu. Sau đó, hai người rời đi nhà này thanh đi. Sau khi lên xe, xe chạy ra khỏi qua. Tư Đồ Linh Nhi nhịn không được hỏi La Quân, nói ra, vì cái gì chúng ta vừa rồi không thật hợp lực giết Trần Diệc Hàn. Hắn giết ra da của ta nhất định muốn giết hắn. La Quân đột nhiên phanh xe, hắn dừng xe sau đó xoay người đối mặt Tư Đồ Linh Nhi. Linh Nhi, ta so ngươi càng muốn giết hơn hắn, La Quân nói ra, nhưng bây giờ không thể, bởi vì tại vừa rồi, thứ nhất, chúng ta giết không hắn. Thứ hai, dù cho giết đến hắn, nhưng chúng ta hỏng thần đế quy củ. Đến lúc đó,
dù cho ngươi là thần đế đồ đệ, có thể Trần Thiên Nhai không buông tha, thần đế cũng phải theo chính hắn định ra quy củ làm việc. Ta không cảm thấy hai người chúng ta mệnh đến đổi hắn xúc sinh này mệnh là có lời. Ta không muốn chết, càng không muốn ngươi chết, ta còn muốn về sau ta có thể cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, ngươi hiểu chưa? Tư Đồ Linh Nhi sắc mặt rốt cục hòa hoãn lại, nàng cười một chút, nói ra, ta biết. Ngay sau đó, La Quân liền tiếp theo lái xe. Nửa giờ sau, hai người trở lại thần vực, tiếp theo, hai người trực tiếp về Tình Thiên nhà trọ. Mệt nhọc một ngày, Tư Đồ Linh Nhi đi trước phòng tắm tắm rửa, La Quân thì trong phòng ngủ đợi. Phòng tắm cũng là trong phòng ngủ, cho nên La Quân có thể nghe được tiếng nước ào ào. Có thể lúc này, hắn lại là phi thường ngưng trọng. La Quân một mực đang hồi tưởng chính mình đánh giết Trần Diệc Hàn một quyền kia. Một chiêu kia cổn lôi quyền ấn, chính mình lực lượng, khí thế đều đã là liền thành một khối, đồng thời không có kẽ hở. Chính mình khí thế đã khóa chặt Trần Diệc Hàn. Nhưng lại tại cái kia một cái chớp mắt, Trần Diệc Hàn cũng không dựa vào pháp bảo, lại cứ như vậy tùy ý né tránh công kích mình, cũng xuất hiện tại sau lưng mình. Hắn đến là làm sao làm được? La Quân trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Hắn cảm thấy Trần Diệc Hàn tránh né đã không phải là đơn thuần ý nghĩa thân thể lực lượng. Vấn đề này, La Quân trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Bởi vì hắn lực lượng thủy chung là dừng lại tại thịt trên khuôn mặt. Bất quá lúc này, La Quân lại nghĩ tới một vấn đề. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại ra ngoài. Cú điện thoại là này gọi cho Varai. Điện thoại rất nhanh liền thông. Bệ hạ, Varai mười phần cung kính hô. La Quân nói ra. Varai, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Varai nói ra, bệ hạ xin hỏi, hạ thần không dám có chút giấu giếm. La Quân nói ra, ta tại thần vực bên trong, có một ta hận thấu xương cửu nhân. Như ta muốn huyết tộc đem hết toàn lực đến theo ta tru sát người này, các ngươi có nguyện ý hay không? Varai ngốc ngẩn ngơ, hắn theo rồi nói ra, bệ hạ, thần vực bên trong có tam đế tồn tại, từng cái thần thông phi phàm. Cho dù là lão tổ tông tại, cũng không dám tùy tiện đắc tội. La Quân nói ra, ta đại khái hiểu ngươi ý tứ, nói cách khác, ta tuy là huyết tộc chi chủ. Nhưng nếu muốn các ngươi vì ta việc tư mà chiến, các ngươi cũng không nguyện ý. Varai nói ra, bệ hạ, cũng không phải như thế. Đầu tiên, hạ thần cùng Bạch Tuyết nguyện ý đến đây trợ ngài tru sát cửu địch. Nhưng là toàn bộ huyết tộc nhất định phải lấy đại cục lợi ích đến cân nhắc. Nếu là liên quan đến huyết tộc sinh tử tồn vong, mọi người nhất định sẽ đem hết toàn lực mà chiến. Nhưng nếu là vì ngài tư nhân ân oán, lại muốn bốc lên sinh tử đại hiểm, như thế huyết tộc mọi người đương nhiên sẽ không nguyện ý. La Quân nói ra, tốt, ta biết. Varai nói ra, bệ hạ, ta có thể cùng Bạch Tuyết còn có Đa Luân Tư đến đây trợ ngài. Mặc kệ sinh tử, hạ thần chờ đều nguyện ý theo ngài cùng một chỗ. La Quân trong lòng hơi hơi cảm động, hắn nói ra. Không cần đến, ta chỉ là hỏi một chút. Cảm ơn ngươi lý tính trả lời, ta biết tiếp xuống ta phải nên làm như thế nào. Varai nao nao. La Quân sau đó thì cúp điện thoại. Cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn nghĩ rất rõ ràng. Hắn nhất định phải thành lập Già Lam Điện, nhất định phải có nhất bang tử trung ban. Đám này tử trung nhất định phải là, coi như mình muốn bọn họ đi chịu chết, bọn họ cũng phải nghĩa vô phản cố. Kể từ đó, dạng này chiến đội lực lượng mới có uy lực. Cũng mới chính thức coi là thuộc về mình lực lượng. Giờ khắc này, La Quân trong lòng chủ ý đã quyết định. Hắn cũng cảm thấy trưởng khống huyết tộc vẫn là có chỗ tốt, chỉ tại quận Bo phát triển, không người đến hạn chế cùng cản trở. La Quân rất nhanh liền thu hồi suy nghĩ, không bao lâu, Tư Đồ Linh Nhi tắm rửa đi ra. Nàng mặc vào áo ngủ màu tím, tóc ướt sũng. La Quân liền tìm máy sấy tới. Xong Tư Đồ Linh Nhi ôn nhu nói, ta cho ngươi lấy mái tóc thổi khô. Tư Đồ Linh Nhi ngồi tại gương trước, nàng vui vẻ cười một tiếng, gật gật đầu. Sau đó, La Quân thì cho Tư Đồ Linh Nhi cẩn thận thổi lên tóc tới, Linh Nhi, ta có một vấn đề trăm bề không được giải. Tư Đồ Linh Nhi nói, ngươi hỏi. La Quân nói ra, hôm nay ta đánh giết Trần Diệc Hàn một quyền kia, tự nhận đã thi triển cho hết đẹp, dựa theo đạo lý tới nói, mặc kệ hắn rất cao thâm tu vi. Ta đều có thể bắt được hắn di động dấu vết, có thể sự thực là, ta căn bản phản ứng không kịp. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta biết là nguyên nhân gì. Bởi vì Trần Diệc Hàn tu vi đến thái hư trọng thiên chi cảnh, hắn đối với bốn phía phần tử,
từ trường đều có thể cảm giác được rất rõ ràng, cũng có thể rất tốt lợi dụng. Người nhất quyền đánh đi ra, sẽ có phong ngăn trở, hội có khí lưu áp lực. Mà hắn tựa như là con cá ở trong nước, có thể tự do hô hấp, thậm chí, hắn còn có thể mượn lực. La Quân nói ra, tựa như hắn là mặc trượt băng dày tại trên mặt băng, một cái trượt băng cao thủ tại trên mặt băng tốc độ cùng bén nhạy là thường nhân không dám tưởng tượng, đúng không? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, là đạo lý này. Thịt thân cao thủ theo Trần Diệc Hàn giao đấu đứng lên, căn bản không có mảy may có thể sẽ thắng. La Quân nói ra, vậy còn ngươi, ngươi bây giờ là tu vi gì? Tư Đồ Linh Nhi trầm ngâm một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, ta cũng không rõ ràng ta là tu vi gì, phải nói, ta không biết phải hình dung như thế nào. Sư phụ đang dạy ta thời điểm, hắn chỉ là để cho ta tới minh bạch chung quanh từ trường, phần tử bố trí, còn có chúng nó di động quỹ tích. Mặt khác, sư phụ dạy ta một bộ hô hấp pháp quyết cùng quyền lực pháp quyết. Ta căn cứ cái này hai bộ pháp quyết xuất thủ, luôn có không tưởng được công hiệu. Ngươi có thể cảm ứng được từ trường cùng phần tử. La Quân không khỏi ngoài ý muốn. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, chúng ta bốn phía bị vô cùng phần tử cùng từ trường chỗ vây quanh, ma sát gây ra dòng điện, gió thổi phát lạnh, còn có thời gian lưu chuyển chờ chút. Nàng đón đến, nói ra, hết thảy từ trường phần tử đều tại một cái đem đối ứng quá trình bên trong, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện sai lầm. Bất quá có đôi khi, có cao thủ sẽ cải biến từ trường phần tử, nhưng dù cho cải biến, từ trường phần tử tựa như là trong chum nước nước, mặc kệ ngươi làm sao quấy, nó đều sẽ trở về đến bình tĩnh, tương đối quá trình bên trong. La Quân không khỏi có chút mơ hồ, nói ra, ta vẫn còn có chút không biết rõ. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, nói như vậy, ngươi có hay không tại có đôi khi hội cảm giác được, đồng dạng một con đường, ngươi mỗi ngày đi cần 40 phút. Nhưng có đôi khi, ngươi đi qua con đường này, đột nhiên phát hiện sẽ đặc biệt nhanh. Một chút liền đến, nhưng là thời gian còn là quá khứ 40 phút. Còn có đôi khi ngươi bên trên một bài giảng, vẫn là đồng dạng thời gian, nhưng ngươi đột nhiên cảm thấy nó đặc biệt dài dằng dặc. Mà có đôi khi, ngươi lại có cảm giác một bài giảng vô cùng ngắn. Như vậy, thời gian vẫn là một bài giảng thời gian, có thể cảm giác bên trên lại xuất hiện rất lợi hại khác nhiều. Đây chính là tuy nhiên từ trường phần tử bị quấy, nhưng chúng nó vẫn là tại thuyết tương đối bên trong. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, Tư Đồ Linh Nhi nói loại cảm giác này, hắn vô cùng rõ ràng. Trước kia chưa bao giờ tinh tế suy nghĩ, bây giờ nghĩ lại, thế mà còn có như thế một tầng đạo lý ở bên trong. Từ trường, phần tử vận chuyển, tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể, nhưng cũng không loạn chút nào. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, chúng ta muốn vận dụng chúng nó, để chúng nó thành cho chúng ta trợ lực. Đây là phi thường tinh vi phương trình, riêng là đang lúc đối địch đợi vận dụng liền càng thêm khó. Mà khó khăn nhất bước đầu tiên chính là, có rất ít người có thể chân chính cảm ứng được từ trường cùng phần tử tồn tại. La Quân tự nhiên tán thành Tư Đồ Linh Nhi nói, bởi vì hắn thì không cảm ứng được a. Linh Nhi, ngươi cảm ứng được sao? La Quân hỏi. Tư Đồ Linh Nhi gật đầu, nói ra, đương nhiên. La Quân nói ra, cái kia đến muốn như thế nào mới có thể cảm ứng được? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, có hai loại biện pháp có thể cảm ứng được, một là tu luyện pháp lực. Pháp lực ở trong hư không mẫn cảm nhất, có thể cảm nhận được. Nhưng nếu muốn đạt tới có thể khống chế cùng sử dụng từ trường phần tử cấp độ, như vậy pháp lực cần ít nhất là trường sinh cảnh cảnh giới. La Quân không khỏi nhức cả trứng, hắn mặc dù là trường sinh cảnh, thế nhưng là căn bản là cái không có pháp lực trạng thái. La Quân lập tức lại hỏi Tư Đồ Linh Nhi, nói ra, vậy ngươi tu vi đã có thể khống chế từ trường phần tử, phải chăng ngươi tu vi đã đợi cùng với trường sinh cảnh? Hắn đón đến, nói ra, cũng không đúng, trường sinh cảnh cao thủ đối mặt Trần Diệc Hàn căn bản không có mảy may phần thắng. Nhưng ngươi lại có thể uy được Trần Diệc Hàn, chẳng lẽ ngắn ngủi mấy tháng, ngươi tu vi tăng trưởng đến trình độ như vậy? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, không phải như vậy. La Quân hỏi, cái kia là như thế nào? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta mới vừa nói, tu luyện pháp lực chỉ là bên trong một loại. Còn có một loại khác người, thiên sinh ra tới liền có thể cảm ứng được từ trường phần tử. Cũng có người thiên sinh ra tới, chính là pháp lực cường đại. Mà ta chính là thuộc về trời sinh linh thể, thiên sinh ra tới liền có thể cảm ứng được từ trường phần tử. Thì ra là thế, La Quân bừng tỉnh đại ngộ. La Quân một bên cho Tư Đồ Linh Nhi thổi tóc, một bên lâm vào trầm tư. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình thiên thiên điều kiện cũng không có tốt như vậy,
cho nên cũng chỉ có thể dựa vào ngày kia nỗ lực. Thế nhưng là, chính mình tuy nhiên dựa vào huyết tộc đạt được cường đại chiến đấu lực, mà lại trong thời gian ngắn thì đạt đến trước mắt cảnh giới này. Nhưng mình chỗ hy sinh là một đầu đường lớn. Con đường lớn kia cũng là Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng các nàng chỗ đi, đó là huyền môn chính tông, tuy nhiên tiến triển chậm chạp, nhưng là hướng phía pháp lực vô biên phương hướng qua. Pháp lực càng lớn, liền có thể càng phát ra cảm nhận được bốn phía từ trường phần tử vận chuyển. Một khi chánh thức dung hợp từ trường phần tử, như vậy chính là vô địch chi thân. Tỷ như chính mình dưới mắt chiến đấu lực tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là gặp gỡ Trần Diệc Hàn, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. La Quân cũng biết, chính mình tu vi nếu là đạt tới trường sinh cảnh 9 tầng, chỉ cần ngưng kết xuất đạo quả, cũng có thể có được cường đại pháp lực. Thế nhưng là đạo quả khó mà ngưng kết a, Long Ngạo Thiên vẫn luôn không thể thành công. Mình muốn đạt thành chuyện này, rất khó khăn. Bất quá La Quân cũng không nản chí, hắn tin tưởng xe đến trước núi ắt có đường. Rất nhanh, Tư Đồ Linh Nhi tóc liền bị La Quân dùng hóng gió thổi khô. Tư Đồ Linh Nhi nói với La Quân, người cũng nhanh đi tắm rửa đi. La Quân gật đầu. Sau 10 phút, La Quân tắm rửa đi ra, hắn liền xuyên một đầu bốn góc quần đùi đi ra, trên người hắn còn có ướt sũng giọt nước. Tư Đồ Linh Nhi đã ngủ đến trên giường, nàng tìm một quyển sách, chính tựa tại đầu giường nhìn lấy. Đèn bàn phát ra ánh sáng mờ nhạt mang đến, đây thật là một bộ dưới đèn mỹ nhân đồ. Giờ khắc này Tư Đồ Linh Nhi mỹ lệ tới cực điểm, La Quân liền tới đến trên giường, hắn tiến không điều bị, sau đó liền trực tiếp lấy ra Tư Đồ Linh Nhi sách. Tiếp theo, La Quân thì hôn lên Tư Đồ Linh Nhi môi. Tư Đồ Linh Nhi bình tĩnh nhìn lấy La Quân, cũng không tránh né. La Quân hôn nồng nhiệt Tư Đồ Linh Nhi, hai người môi lưỡi quấn dao, ngọt ngào tới cực điểm. Một lúc lâu sau, hai người rời môi. La Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn nói ra, Linh Nhi, ngươi biết không? Ừm, Tư Đồ Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. La Quân nói ra, ta trước kia đi qua rất nhiều nơi, gặp được rất nhiều nữ nhân. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn vì người nào dừng lại, cũng không nghĩ tới muốn cùng người nào kết hôn. Hắn đón đến, nói ra, liền xem như cùng ngươi kết hôn thời điểm, ta cũng coi là, đây bất quá là một cọc lợi ích hôn nhân. Ta không nguyện ý đầu nhập cảm tình đi vào. Vậy bây giờ đâu? Tư Đồ Linh Nhi hỏi. La Quân thâm tình vô hạn, nói ra, Linh Nhi, ta yêu ngươi nha. Mà lại là rất yêu, hắn sau khi nói xong, lại cười một tiếng, nói, ta thật không nghĩ tới, ta thế mà cũng có thể nói ra dạng này buồn nôn lời nói tới. Tư Đồ Linh Nhi lại là gương mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc, nàng bỗng nhiên cũng nói, ta giống như ngươi, ta cho là ta cả đời này cũng là thanh đăng cổ Phật. Tuyệt sẽ không có người nào làm cho ta nhìn nhiều, ta vô pháp qua làm bộ buồn vui cùng làm bộ cảm động lây. Có thể về sau lại gặp được ngươi. La Quân bỗng nhiên kỳ quái hỏi, vì cái gì ngươi sẽ đối với ta đặc biệt khác biệt đâu? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ban đầu ở thần vực đảo hoang khảo hạch thời điểm, ngươi tuy nhiên không nói gì, nhưng ta biết, ngươi là dự định hy sinh chính mình đến thành toàn ta. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn cười một tiếng, nói ra, ngươi thế mà cái này đều biết. Tư Đồ Linh Nhi hơi hơi hờn dỗi, nói ra, ta lại không phải người ngu. La Quân nói ra, từ khi đó, ngươi thì không ghét ta, đúng không? Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nàng còn nói thêm, ta tâm rất nhỏ, chứa đựng ngươi, liền rốt cuộc chứa không nổi người khác. Cho nên, ngươi không thể không cần ta. La Quân hôn lên nàng môi, nói ra, ngươi sẽ không hiểu, ngươi với ta mà nói trọng yếu bực nào. Ngươi là ta sống ý nghĩa, ta sẽ dùng mệnh ta đến thủ hộ ngươi. Hắn đón đến, nói, ta biết rõ nói như vậy có chút nông cạn, nhưng là ta nhưng lại không biết nên dùng cái gì hình dung từ hướng ngươi hình dung ta tâm tình. Ta minh bạch, Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân mỉm cười, hắn tiếp lấy thì hôn lên Tư Đồ Linh Nhi môi. Một lát nữa về sau, La Quân đem Tư Đồ Linh Nhi kéo, nhưng không có động tác kế tiếp. Vì cái gì ngươi không tiếp tục? Tư Đồ Linh Nhi kỳ quái hỏi, ta là thê tử ngươi nha. La Quân nói ra, ngươi không thích, hắn đón đến, nói ra, chúng ta cùng một chỗ thời điểm không nhiều, ta hy vọng ngươi có thể an tâm hưởng thụ. Thế nhưng là ngươi ưa thích nha, Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân nói ra, ngày mai rồi nói sau, hôm nay ta chỉ muốn cứ như vậy ôm ngươi. Cứ như vậy, đã rất tốt. Tư Đồ Linh Nhi liền cũng thì không nói thêm lời,
nàng an tâm nằm tại La Quân trong ngực. Nhiều năm như vậy tâm linh phiêu bạt, nhiều năm như vậy cô độc, còn có Gia Gia qua đời đau xót. Chờ một chút hết thảy, giờ khắc này, Từ Đồ Linh Nhi chính là tìm tới bỏ neo bến cảng. Nàng cùng La Quân đã làm đến chánh thức tâm ý tương thông. Một đêm này, đồng dạng cũng là La Quân vô cùng an tâm cùng vui sướng ban đêm. Kinh lịch nhiều như vậy gian nan hiểm quan, một đêm này, La Quân tâm tìm tới bỏ neo chỗ. Thế sự luôn luôn kỳ diệu như vậy, La Quân liều mạng tránh né hôn nhân, lại một đầu đâm vào hôn nhân bên trong. Hắn coi là hôn nhân vô vọng, nhưng chưa từng nghĩ, sẽ đụng phải Từ Đồ Linh Nhi dạng này để hắn từ linh hồn thực chất bên trong yêu nữ tử. Trở lại thần vực, như vậy mỗi sáng sớm 7 giờ hướng bái thần đế là không cách nào tránh khỏi. Mạnh như Trần Diệc Hàn, lại hoặc Trần Thiên Nhai, chỉ cần thân ở thần vực bên trong, nhất định phải trước tới triều bái. Nói trở lại, thần đế cũng coi là thông tình đạt lý người. Giả dụ ngươi không tại thần vực bên trong, hắn quyết không bắt buộc. Có chuyện lời nói, đêm đó rời đi thần vực là được. La Quân cùng Từ Đồ Linh Nhi 6 giờ 30 điểm đúng giờ rời giường, hai người rất nhanh rửa mặt hoàn tất, sau đó thì ra Tình Thiên nhà trọ. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh nắng tươi sáng. Thần vực bên trong thực vật xanh cùng cây cối rất nhiều, ánh sáng mặt trời xuyên thấu lá cây, vẩy chiếu trên mặt đất, tốt đẹp như vậy khí trời để người vì đó lòng say thần di. Không cần muốn đi làm cái gì, liền đã có thể để cho lòng người rất tốt. Thần điện bên trong bên ngoài, đều phe nhân mã đã lục tục ngo ngoe đến đông đủ. Thiên Tông phe phái, Không Ngại phe phái, Thiên Đô phe phái, còn có Thả Vĩnh Long cùng Trần Diệc Hàn cùng Trình Kiến Hoa đi cùng một chỗ. Các phương lão đại cùng nhau đến đây. Từ Đồ Linh Nhi làm theo là theo chân La Quân, hai người tới Ninh Thiên Đô bên người. Ninh Thiên Đô bên người làm theo đứng ngọn núi ánh sáng sáng sớm cùng Lâm Băng. Sư phụ, La Quân cung kính hô một tiếng về sau, lại hướng Lâm Băng cùng ngọn núi ánh sáng sáng sớm phân biệt hô, đại sư tỷ, nhị sư huynh. Lâm Băng cùng ngọn núi ánh sáng sáng sớm đều là cười một tiếng, đáp lại một tiếng. Ninh Thiên Đô làm theo đối Từ Đồ Linh Nhi nói, Linh Nhi sư muội. Từ Đồ Linh Nhi cũng hô một tiếng Thiên Đô sư huynh. Bên kia tòa tả Thiên Tông còn có Phạm Vô Ngu bọn người không hướng Ninh Thiên Đô nhìn bên này đến, bọn họ bảo trì bọn họ lạnh lùng. Trần Diệc Hàn cùng Thả Vĩnh Long càng là nhìn cũng không nhìn bên này. Cả cái thần vực mấy cỗ hạch tâm lực lượng toàn bộ đều là bằng mặt không bằng lòng. Cái này bên trong lục đục với nhau càng là người ngoài không thể tưởng tượng. Sau đó, chính là mấy vị sư tôn cấp bậc nhân vật đi vào triều bái. Trần Diệc Hàn, Thả Vĩnh Long đều là thuộc về sư tôn cấp bậc. Mà La Quân lại không được, hắn tuy nhiên làm Ninh Thiên Đô đệ tử, nhưng vẫn là kém sư tôn một cái cấp bậc. Cho nên, Ninh Thiên Đô bọn người có thể vào, hắn không thể đi vào. Ninh Thiên Đô chuẩn bị đi vào thời điểm trông thấy Từ Đồ Linh Nhi không cùng lấy đi, hắn liền mời nói, Linh Nhi sư muội cùng một chỗ đi. Từ Đồ Linh Nhi cự tuyệt, nàng nói ra, ta đợi chút nữa cùng La Quân cùng đi, Thiên Đô sư huynh xin cứ tự nhiên. Cái này, Ninh Thiên Đô là muốn nói cái này cũng không hợp quy củ, nhưng hắn nhìn nhiều Từ Đồ Linh Nhi liếc một chút, thầm nghĩ Linh Nhi sư muội tính tình cùng người thường khác biệt, lại là sư tôn đệ tử thân truyền, vẫn là tính toán, từ nàng đi thôi. Ngay sau đó, hắn liền xoay người đi. Đợi bọn này các sư tôn tiến thần điện về sau. La Quân đối Từ Đồ Linh Nhi cười khổ, nói ra, có vẻ như ta lại kéo ngươi chân sau. Từ Đồ Linh Nhi nắm chặt La Quân tay, nàng nói ra, trước kia ngươi cũng chưa từng ghét bỏ qua ta kéo ngươi chân sau. La Quân cười một tiếng. Buổi sáng triều bái tại bình tĩnh không lay động bên trong kết thúc. Bái thần đế cái này trang nghiêm sự tình, không ai dám tới quấy rối. Về sau, thần đế truyền lệnh xuống tới, khiến ba vị sư tôn, còn có Từ Đồ Linh Nhi. La Quân nhập thần điện kiến giá. Thần đế để ba vị sư tôn còn có Từ Đồ Linh Nhi đi vào, đây là rất bình thường. Dù sao mấy người kia đều xem như thần đế đệ tử thân truyền, nhưng là thần đế thế mà để La Quân cũng đi vào, cái này để Trần Diệc Hàn cùng Thả Vĩnh Long còn có Trình Kiến Hoa cảm thấy thật không thể tin. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân vẫn là thuận lợi tiến vào thần điện. Lúc này là 10 giờ sáng, trong thần điện y nguyên trang nghiêm một mảnh. Thần đế pho tượng tại trung ương chi địa cao ngất đứng sừng sững, nó biểu lộ nghiêm túc mà cố định. Năm người song song mà đứng, biểu lộ đều là cung kính vô cùng.
Cái kia Phạm Vô Ngu giờ phút này trong lòng cảm giác không thể nghi ngờ là phức tạp, lúc trước liều mạng hãm hại xa lánh La Quân, bây giờ La Quân cũng đã có thể giống như hắn đứng tại cái này trong thần điện. Ngẫm lại đi, lúc trước La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đều là thuộc về hắn không ngại phe phái. Có thể đây hết thảy, hai người này đều là bị chính mình thân thủ đẩy đi ra. Chính mình là làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình a. Đúng lúc này, cái kia thần đế điều hướng mặt trước, phần tử, từ trường bắt đầu biến hóa. Sau đó, từ trường cùng phần tử trở nên mắt trần có thể thấy, tựa như là màu đen phân tử tại hình thành một loại lốc xoáy. Dần dần, màu đen phân tử biến thành to lớn lốc xoáy, cái này lốc xoáy có thể dung nạp ba người đồng thời tiến vào. La Quân mọi người không khỏi thất sắc, bọn họ trông thấy lốc xoáy bên trong đã trở thành một cái cự đại thông đạo. Rõ ràng phía trước liền nên là thần đế pho tượng, nhưng bây giờ bên trong lại tựa hồ như thành vô cùng vô tận hư không. Cùng lúc đó, thần đế thanh âm tại toàn bộ đại điện bên trong vang lên. Vào đi! Năm người lập tức ngầm hiểu, tiếp lấy một trước một sau bước vào lốc xoáy bên trong. Tiến vào lốc xoáy về sau, La Quân cảm giác được phía trước xuất hiện một tầng màn sáng. Tại màn sáng phía sau, có thể trông thấy một cánh rừng còn có sơn động. Mọi người dùng lực hướng phía trước một bước, liền vượt qua màn sáng. Ngay sau đó, sở hữu lốc xoáy biến mất, hết thảy kỳ quái đều biến mất. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng là tại bên trong vùng rừng rậm kia. Trời xanh thăm thẳm, ánh nắng tươi sáng. Vẫn là 10 giờ sáng, bởi vậy cũng có thể gặp, tất cả mọi người vẫn là tại thế giới bao la bên trong. Chỉ là đã thông qua lốc xoáy thông đạo đi vào một địa phương khác. Cái này có thể nói là hư không xuyên toa. Cũng có thể nói là một loại khác loại trùng động khiêu dược. Năm trong lòng người không khỏi kỳ quái, thần đế đem chính mình những người này mang đến nơi đây là làm cái gì đây? Liền cũng tại lúc này, thần đế thanh âm lại vang lên. Thanh âm hắn đến từ bốn phương tám hướng, giống như hắn cũng là thiên địa. Nơi đây chính là Kỳ Liên Đại Sơn, phía trước có một núi động, chính là bổn tọa đã từng nơi tu luyện. Các ngươi lại trước tiến đến. Vâng, sư tôn, mọi người đáp lại. Sau đó, năm người liền hướng hang núi kia đi vào. Rất nhanh, mọi người vào sơn động, bên trong hang núi này lại là một động thiên phúc địa, bên trong có thủy liêm thác nước, lại có bàn đá tiên quả, càng có thạch nhũ rủ xuống thạch các loại. Các ngươi ngồi xuống trước đã, thần đế thanh âm vang lên lần nữa. Mọi người theo lời ngồi xếp bằng. Thần đế thủ trước khi nói ra, bổn tọa đã tại từ nơi sâu xa, nhìn thấy mình lại một lần đại kiếp. Vô luận là các ngươi vẫn là bổn tọa, tại cả đời này tế ngộ bên trong. Đều sẽ có vô cùng kiếp số. Riêng là khi các ngươi siêu thoát sinh linh bình thường thọ nguyên cùng năng lực về sau, kiếp số liền càng phát ra cường đại. Bổn tọa mặc dù có vô cùng năng lực, nhưng mỗi một năm liền có 300 tiểu đánh cướp thập đại kiếp, mỗi 30 năm liền có một lần ma kiếp. Bây giờ, bổn tọa muốn đi hư giữa không trung độ nhất đại kiếp, chỉ có cái này đại kiếp qua, mới có thể ứng đối ma kiếp. La Quân không khỏi nghe được kinh hồn bạt vía, hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi nhìn nhau. Trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. La Quân cho tới nay đều muốn thần đế xem như là mình sùng bái thần tượng, cảm thấy thần đế cũng là nhân sinh điên phong. Nhưng hắn lại nghĩ không ra, tại thần đế phong quang phía sau, lại có nhiều như thế kiếp số quấn thân. Cái này giống như là một cái bách bệnh quấn thân người a. Thần đế tiếp tục nói, bổn tọa chuyến đi này, ít thì mấy năm, nhiều thì 10 năm không thể trở về. Cũng có lẽ, như vậy tiêu tán tiêu vong. Không giữa thiên địa. Nhưng, các ngươi trừ đệ tử năng lực quá yếu, không đủ trấn nhiếp Trần gia phụ tử, không đủ trấn nhiếp ngoại giới quần ma. Cho nên hôm nay, bổn tọa mới có đề bạt các ngươi năng lực chi dự định. Thần đế nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nói, nhưng, các ngươi ba vị đệ tử mệnh số bố cục không đủ, cuối cùng khó thoát tiêu vong chi nguy hiểm. Hôm nay đề bạt ngươi các loại năng lực, cũng bất quá là vì nhân tài mới nổi tận lực tranh thủ một chút thời gian. Chờ nhân tài mới nổi quật khởi, liền là các ngươi ẩn lui thời điểm, các ngươi nhớ lấy muốn lượng sức mà đi, biết giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nếu không lời nói, tánh mạng khó đảm bảo. Cái này lời vừa nói ra, Ninh Thiên Đô ba người đều là hãi nhiên. Không biết sư tôn nói tới nhân tài mới nổi chỉ là. Tả Thiên Tông nhịn không được hỏi thăm. Thần đế nói ra, đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Tả Thiên Tông nói, vâng, sư tôn. Đệ tử nói bừa. Sau đó, thần đế nói ra, La Quân,
ngươi nhất định rất ngạc nhiên, bổn tọa là sao để ngươi đến đây đúng không? La Quân cung kính nói ra, vãn bối xác thực hiếu kỳ, còn xin tiền bối chỉ rõ. Thần đế nói ra, mạng ngươi số bố cục là ở đây bên trong tối cao, nếu muốn bổn tọa lộ ra một cái nhân tài mới nổi, cái kia ngươi chính là bên trong một trong. Chỉ bất quá, mạng ngươi số bố cục, cho dù là bổn tọa tưởng muốn giúp ngươi cũng rất khó thành công. Ngươi bây giờ chính là huyết tổ Vân Lôi Nhi huyết mạch, ngươi đạo quả, liền xem như bổn tọa cũng vô pháp giúp ngươi ngưng kết. Cho nên, ngươi chỉ có chính mình qua tìm kiếm mình cơ duyên. La Quân nhịn không được hỏi, tiền bối, ta nên đi chỗ nào tìm kiếm phần cơ duyên này? Thần đế nói ra, bổn tọa cũng không nhìn thấu. La Quân nói ra, thế gian này thế mà còn có tiền bối ngài nhìn không thấu. Thần đế nói ra, vũ trụ mênh mông, nhân lực hữu cùng lúc, bổn tọa nhìn không thấu không có gì lạ. Hắn đón đến, nói ra, người tại mê thất đại lục bên trong, thế mà có thể đem bổn tọa đại đóng băng thuật phá giải, người xác thực rất là không tệ. Vãn bối lỗ máng, còn xin tiền bối chớ trách, La Quân nói gấp. Thần đế nói ra, cái kia cũng không sao. Hắn tiếp tục nói, hôm nay tìm ngươi cùng Linh Nhi ở đây, chính là có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Đợi chút nữa, bổn tọa vì ba vị đệ tử đề bạt năng lực thời điểm, sẽ có một vị cố nhân đến đây xâm chiếm. Bổn tọa ở đây đã bố trí xuống Hạo Thiên Thần Cơ đại trận, vị cố nhân kia muốn phá trận cũng cần 3 giờ thời gian. Hắn vì sớm tiến đến, lại phái nhất tôn con rối hoang thân thể tiến đến. Cái kia con rối hoang thần cũng không biết pháp thuật, bất quá chiến đấu lực phi thường cường đại. Bổn tọa cần ngươi cùng Linh Nhi đem hoang thần đánh lui hoặc là ngăn chặn thời gian. Sau 3 tiếng, bổn tọa liền sẽ trở về. Nhớ kỹ, đây là liên quan đến bổn tọa ba vị này đệ tử sinh tử tồn vong, cũng liên quan đến các ngươi ngày sau sinh tử tồn vong. Một khi cái này khâu bị đánh loạn, tương lai kiếp số vô cùng vô tận, chỉ sợ không phải các ngươi những bọn tiểu bối này có khả năng tiêu thụ. Vãn bối minh bạch, vãn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực. La Quân lập tức nói. Hắn tiếp lấy lại hỏi, tiền bối, ngài lần này muốn đi độ kiếp, như vậy Linh Nhi đâu? Thần đế nói ra, Linh Nhi hội lưu ở bên người ngươi, ngươi không cần lo lắng. La Quân không khỏi vui vẻ, hắn thật là quá không nỡ Linh Nhi. Tư đồ Linh Nhi trong mắt cũng là hiện lên vẻ vui mừng. Sau đó, La Quân lại nhịn không được nói ra, tiền bối, vãn bối còn có một số vấn đề muốn hỏi. Ngươi lại hỏi đi, thần đế nói ra. La Quân nói ra, muốn tới xâm chiếm có thể là ma đế Trần Thiên Nhai. Thần đế nói ra, không phải, bây giờ Trần Thiên Nhai cha con còn tại thần vực bên trong bố cục, Trần Thiên Nhai không dám cùng bổn tọa trở mặt, lại không dám ở sau lưng làm cái này tiểu động tác. Cái kia sẽ là ai chứ? Lại có thể có được đảm lượng tới quấy rầy ngài sự tình. La Quân không khỏi hiếu kỳ. Vị này cố nhân đối với bản tọa đã tích lũy quá nhiều hận, hắn không có bất luận cái gì e ngại. Thần đế nói ra, hắn là Tu La Đại Đế, Trầm Mặc Nhiên. La Quân thân thể chấn động, lại là Tu La Đại Đế. Trên thực tế, tại mọi người trong đầu, vẫn luôn có cường đại vô cùng tứ đế tồn tại. Bọn họ là đã từng thần thoại, cũng là hiện tại truyền thuyết. Trung Hoa Đại Đế, Tu La Đại Đế, Ma Đế, thậm chí Thần Đế. Tứ đế bên trong, mọi người tự nhiên mà vậy cảm thấy Thần Đế chính là chí cao vô thượng nhất. La Quân nhịn không được hỏi lần nữa, tiền bối, Tu La Đại Đế là chính là ta. Thần đế nói ra, vấn đề này, người không nên hỏi. Không có ý nghĩa thực tế, bổn tọa không nói, người cũng nên minh bạch. La Quân tự nhiên hiểu thần đế ý tứ, cái kia chính là, thế gian cho tới bây giờ đều không có cái gọi là chính tà, tất cả mọi người hội vì chính mình lợi ích đi làm một ít chuyện. Mỗi người làm ra mỗi một sự kiện, đều là có chính hắn đạo lý. La Quân nói ra, nhưng vãn bối lại cảm thấy, Trung Hoa Đại Đế chính là chính. Không biết cái kết luận này có sai hay không? Thần đế nói ra, Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng, người nói hắn là chính, lời này cũng không sai. Nhưng hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện, mà những chuyện này đối có ít người tới nói, là đau điếng người. Hắn cũng tru sát qua vô tội, nếu nói nhân mạng, trên tay hắn nhân mạng so bổn tọa, so ma đế, so Tu La Đại Đế đô muốn nhiều. Chính hắn cũng không dám hứa chắc, hắn giết chết mỗi người đều là đáng chết. La Quân lâm vào im lặng. Sau đó, hắn lại nói, vãn bối cả gan tại hỏi một câu, tứ đế bên trong, Trung Hoa Đại Đế tu vi tại vị trí nào? La Quân đây cũng là cả gan.
hắn cũng là nhìn thấy thần đế hôm nay giống như rất dễ nói chuyện, cho nên đem nghi vấn một mạch hỏi ra. Quan trọng hơn là, hắn cần đối Trần Thiên Nhai có một ít giải, hắn đối Trung Hoa Đại Đế cũng là có thật nhiều hướng tới. Hắn những vấn đề này, người khác thực cũng rất tò mò, càng muốn biết. Nhưng bọn hắn lại là không có một người xin hỏi. Thần đế nói ra, hắn bố cục tối cao, vận khí tốt nhất, tu vi có lẽ đã không kém bổn tọa. La Quân thân thể chấn động, lập tức lại hỏi, ma đế đâu? Thần đế nói ra, ngươi vấn đề quá nhiều, đây là bổn tọa trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng. Tứ đế đều có pháp bảo cùng bản mệnh bí pháp, mặc kệ ai cao ai thấp, nhưng dù ai cũng không cách nào qua hoàn toàn đem ai giết chết. La Quân liền cũng thấy tốt thì lấy, nhưng cùng lúc, tâm hắn lại là hướng xuống trầm xuống. Nói như vậy đứng lên, liền thần đế đều không thể hoàn toàn khuất phục Trần Thiên Nhai. Như vậy mình muốn chu sát Trần Diệc Hàn, muốn Trần Thiên Nhai qua cho mẫu thân dập đầu nhận lầm càng là khó càng thêm khó. Nhưng thì tính sao? La Quân cũng không nản chí, tiền nhân làm không được sự tình, không có nghĩa là ta cũng làm không được. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong lòng kích phát ra vô cùng đấu trí. Lúc này, thần đế lại đối ba vị sư tôn nói ra, các ngươi hiện tại nhất định rất ngạc nhiên, bổn tọa đến muốn thế nào để bạt các ngươi tu vi. Hắn đón đến, nói ra, các ngươi càng hiếu kỳ là, tu vi làm sao có thể dựa vào hắn người đến để thăng. Ninh Thiên Đô chờ có người nói, đệ tử chờ trong lòng xác thực hiếu kỳ, nhưng muốn đến sư tôn thần thông vô cùng, lại là tự có diệu pháp. Thần đế nói ra, thôi được, bổn tọa trước vì ngươi chờ giải hoặc. Đợi chút nữa, bổn tọa hội chế tạo ra một tòa vĩnh hằng không gian chi môn. Tại vĩnh hằng trong không gian, bên trong thời gian 3 giờ tương đương ngoại giới 30 năm. Bổn tọa ở bên trong còn để đặt một khỏa vũ trụ ở giữa năng lượng tinh thạch này phóng thích dinh dưỡng có thể tạo điều kiện cho các ngươi liên miên bất tuyệt hấp thu 30 năm. Cái này 30 năm, thì xem các ngươi đến có thể đến tới tình trạng kia. Mọi người không khỏi giật nảy cả mình, đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thần đế lại là dùng loại biện pháp này đến để thăng mọi người tu vi. Sơ nghe, thần đế muốn bằng khoảng không để bạt ba vị sư tôn tu vi, cái này nghe thì thật không thể tin. Tựa như là không chung lâu các một dạng, khiến người ta cảm thấy không có chút nào đạo lý. Nhưng bây giờ thần đế một giải thích, lập tức liền thuận lý thành chương. Cái này là tuyệt đối cơ hội tốt, cũng là thiên cơ hội thật tốt ha. La Quân nghe không khỏi lòng ngứa ngáy, nhưng là hắn cũng biết mình dưới mắt hấp thu loại này dinh dưỡng đã không có tác dụng gì. Chính mình huyết tộc huyết mạch tại rất lớn thời điểm, thành làm một loại hạn chế. Bất quá, Linh Nhi lại là có thể qua a. Chỉ là vừa đi 30 năm cô tịch, La Quân cũng không đành lòng để Linh Nhi qua tiếp nhận. Hắn tại mê thất đại lục bên trong đợi qua 10 năm tuyệt đối cô tịch, vậy thì thật là một loại nói không nên lời dày vò cùng tra tấn. Ngay tại La Quân suy nghĩ lung tung thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi đã thỉnh cầu nói, sư phụ, đệ tử cũng muốn theo mấy vị sư huynh cùng một chỗ trước đi tu luyện. Tư Đồ Linh Nhi muốn rất rõ ràng, nàng biết La Quân khó xử, cũng biết La Quân tình cảnh. La Quân địch nhân là ma đế Trần Thiên Nhai a. Cho nên Tư Đồ Linh Nhi muốn phải nhanh một chút tăng cao tu vi đến giúp đỡ cùng bảo hộ La Quân. Huống chi chuyến đi này mặc dù là 30 năm, nhưng ở chỗ này thời gian bất quá là 3 giờ. Ninh Thiên Đồ ba người hơi kinh ngạc nhìn một chút Tư Đồ Linh Nhi. Thần đế từ tốn nói, Linh Nhi, cũng không phải là vi sư không nguyện ý để ngươi cùng La Quân cùng một chỗ tiến đến. Đầu tiên là, La Quân sau khi đi vào, đối với hắn tu vi để bạt vô ích, hắn huyết yêu huyết mạch, vi sư cũng vô pháp hóa giải. Thứ hai, ngươi tuy nhiên có thể lĩnh ngộ từ trường, phần tử quy tắc. Nhưng là ngươi tích xúc còn quá nhỏ bé, ngươi như tiến đến, tại năm tháng dài đằng đẵng dày vò bên trong, ngươi hội sinh ra một loại sinh diệt biến ảo ảo giác. Ngươi không chỉ có vô pháp đắc đạo, ngược lại sẽ tọa hóa. Bao nhiêu cao tăng sau cùng tọa hóa, đều là bởi vì tâm cảnh quá mức bình tĩnh, sinh ra ảo giác, mà lại bi quan chán đời. Nhưng đệ tử muốn thử một lần, Tư Đồ Linh Nhi kiên trì, nàng nói ra, nhân gian còn có đệ tử nhớ nhung người cùng sự, đệ tử đoạn sẽ không bởi vì tịch mịch mà tọa hóa. Thần đế lâm vào trầm mặc. La Quân bắt lấy Tư Đồ Linh Nhi tay, nói ra, Linh Nhi, ta không hy vọng ngươi đi. Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng rất lợi hại nghiêm túc nói, ta muốn đi, mà lại ta nhất định sẽ trở về. La Quân trầm giọng nói ra, ta như nhất định kiên trì không cho ngươi đi đâu. Tư Đồ Linh Nhi cúi đầu,
nàng sau một hồi khá lâu nói ra, hắn cái gì, ta đều có thể nghe ngươi. Nhưng là duy chỉ có chuyện này không được. Vì cái gì duy chỉ có chuyện này không được? La Quân hỏi. Tư Đồ Linh Nhi trầm mặc xuống dưới, nàng sau đó hướng thần đế nói ra, sư phụ, xin ngài thành toàn đệ tử. Thần đế sau một lúc lâu nói ra, xem ra hết thảy đều là mệnh số, vi sư muốn giúp ngươi tránh đi, ngươi lại thủy chung vẫn là xông tới. Hắn đón đến, nói ra, vậy được rồi, vi sư đáp ứng ngươi. La Quân không khỏi gấp, nói, tiền bối, ngài nói tới mệnh số đến là cái gì? Chẳng lẽ là Linh Nhi nhất định sẽ tọa hóa ở bên trong? Thần đế nói ra, tương lai sự tình, bổn tọa há có thể nói rõ, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một số đầu mối. Nhưng tương lai sự tình, lại không thể nói phá, một khi nói toạc, mang đến kiếp số, liền xem như bổn tọa cũng không thể thừa nhận. Tại sao lại có nhiều như thế kiếp số? La Quân trăm bề không được giải hỏi. Hắn biết có nhân quả, có kiếp số, nhưng hắn không biết, thiên đạo tại sao muốn an bài nhiều như thế kiếp số? Thần đế nói ra, lúc đầu không nên trở về đáp ngươi, nhưng nể tình Linh Nhi phân thượng, vẫn là trả lời ngươi. Hắn đón đến, tiếp tục nói, một chiếc xe tải trọng 10 tấn, nhưng khi nó tải trọng vượt qua 10 tấn, đến 20 tấn thời điểm, thì dễ dàng ra sự cố. Mà khi chiếc xe này đi qua cải tạo về sau, tải trọng 20 tấn cũng sẽ bình thường. Nhưng là xe vô luận như thế nào cải tạo, nó cũng có cực hạn. Chúng ta tu vi tựa như là một cỗ siêu trọng xe phía trước tiến, sở dĩ phải gặp thường đến có nhiều vấn đề, cũng chính là kiếp số. Chúng ta nguyên thần cùng thân thể tồn tại, bản chất liền đã sẽ ảnh hưởng từ trường phần tử, sẽ ảnh hưởng quy tắc. Như vậy, đủ loại kiếp số cũng liền vì vậy mà sinh. Tu đạo thành tiên vốn là nghịch thiên chi lộ, đã muốn nghịch thiên mà đi, cũng liền phải có cái này chuẩn bị tâm lý. Vãn bối minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. La Quân nói ra. Thần đế sau đó liền nói ra, dưới mắt Linh Nhi muốn đi trước tu luyện, chống cự hoang thần liền muốn dựa vào một mình ngươi. Ngươi nhớ kỹ, không cần thiết không thể để hoang thần tiến vào đại trận hạch tâm, một khi hạch tâm phá hư, bổn tọa vĩnh hằng không gian cũng phải gặp nạn. Đến lúc đó, Linh Nhi các nàng thì sẽ bị lạc tại vĩnh hằng không gian bên trong, cũng đã không thể trở về. Nhớ lấy cắt kết. La Quân lập tức cũng liền minh bạch sự tình tầm quan trọng, làm cho thần đế lặp đi lặp lại căn dặn sự tình, cũng không phải việc nhỏ. Bất quá từ đầu đến cuối, tất cả mọi người không có tránh thức nhìn gặp thần đế. Nói chuyện giống như tại nói chuyện với không khí giống như. Tiếp theo, ở trước mặt mọi người hình thành một đường cửa lớn màu vàng óng. Cửa lớn màu vàng óng từ trường cùng phần tử ngưng tụ mà thành. Thần đế đối Tư Đồ Linh Nhi bọn họ nói ra, đi vào đi. Tư Đồ Linh Nhi đứng dậy cùng La Quân tạm biệt, nàng xem thấy La Quân nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ trở về. La Quân sắc mặt nặng nề, hắn nói ra, 30 năm tuế nguyệt là gian nan, ngươi đến bây giờ đều không có 30 tuổi. Ta biết ngươi thói quen tịch mịch, thói quen một người. Cho nên ta cùng thần đế tiền bối mới có thể lo lắng, ngươi thật vạn nhất quá thích ứng tịch mịch, vì vậy mà tỏa hóa đâu. Ta tại mê thất đại lục thời điểm, thử qua tại cùng loại trong không gian đợi 10 năm thời gian. Ngay cả ta cũng nhịn không được muốn thì như vậy yên tĩnh lại, huống chi là ngươi thì sao? La Quân tính cách nhảy thoát, hắn cũng nhịn không được muốn thích ứng loại kia vĩnh viễn tịch mịch, muốn yên tĩnh lại. Huống chi vốn là ưa thích tịch mịch Tư Đồ Linh Nhi đâu. La Quân vô pháp không lo lắng a. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta hội trở về. Nàng nói xong cũng dứt khoát quay người, tiến cửa lớn màu vàng óng. La Quân liền cũng liền cái gì đều nói không nên lời. Tiếp theo, Ninh Thiên Đô mấy người đều đi theo vào. Ninh Thiên Đô đi vào thời điểm nói với La Quân, La Quân, vi sư sẽ giúp ngươi chiếu khán Linh Nhi. Đa tạ sư phụ, La Quân vội vàng nói. Ninh Thiên Đô vỗ vỗ La Quân bả vai, sau đó liền cái gì cũng đều không nói. Đợi mọi người sau khi đi vào, cái này toàn bộ động phủ cũng chỉ còn lại có La Quân một người. Phải nói còn có thần đế, nhưng La Quân nhưng không nhìn thấy thần đế, cũng không biết đả thần đế đến ở nơi nào. Thần đế tựa hồ là ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có. Sau đó, thần đế nói ra, La Quân, bổn tọa sau đó phải bố trí Hạo Thiên Thần Cơ đại trận. La Quân nói ra, vâng, tiền bối. Thần đế vừa dứt lời âm, La Quân liền trông thấy trong động phủ trên mặt đất, đột nhiên thêm ra một hạt giống. Hạt giống này rất nhanh không xuống đất mặt, tiếp theo,
liền có tiểu thụ miêu phá đất mà lên, cái này tiểu thụ miêu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng, rất nhanh liền trưởng thành một cây đại thụ, cái này đại thụ cành lá tươi tốt, đồng thời diễn sinh ra vô số dây leo tới. Trong nháy mắt, toàn bộ động phủ đều bị lục sắc đằng mạn bao trùm ở. Tiếp theo, cái kia lục sắc đằng mạn còn có đại thụ đột nhiên thì biến thành kim quang lóng lánh bộ dáng. Sở hữu lá cây đều trở thành lá cây màu vàng óng, một màn này nếu để cho tham tiền trông thấy, khẳng định phải phát cuồng. La Quân suy nghĩ lại là, cái này tình huống gì, đây là cái gì nguyên lý a? Hắn không hiểu, nhưng hắn cũng biết, cái này cũng không đại biểu đây hết thảy cũng là hư huyễn, chính là không có đạo lý. Chính mình tu vi cùng thần đế chênh lệch quá lớn, cho nên bên trong rất bao sâu áo đạo lý, chính mình cũng không hiểu. Tựa như là một đứa bé vĩnh viễn khó mà minh bạch một khung máy bay chiến đấu nguyên lý. Máy bay chiến đấu tại tiểu hài tử trong mắt, bỗng dưng cất cánh, chiến đấu lực cường đại, đó cũng là rất lợi hại hư huyễn một vật. Lại nói toàn bộ trong động phủ biến thành thế giới màu vàng về sau, tiếp theo, đột nhiên hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trong động phủ còn có một hạt kim sắc hạt giống. Cái này kim sắc hạt giống thì trên mặt đất tản ra tia sáng chói mắt. Liền cũng tại lúc này, thần đế mở miệng, hắn nói ra, loại này tử chính là bổn tọa tính mệnh giao tu đi ra thiên cơ thần thông trùng tử. Hạt giống này bên trong ẩn chứa vũ trụ vạn vật đạo lý, bao quát sinh cùng diệt, vĩnh hằng cùng trong nháy mắt đạo lý. Cũng là bổn tọa duy nhất pháp bảo. Bây giờ, bổn tọa là lấy thần thông trùng tử bố trí ra hạo thiên thần cơ đại trận, tại ngươi nhìn không thấy chung quanh, những dây leo đó đều là lợi khí giết người, hơn nữa có thể khắc chế tu la đại đế xâm chiếm. Mà ngươi sở dĩ không có việc gì, là bởi vì bổn tọa để thần thông trùng tử lấy ngươi tin tức, để ngươi cùng thần thông trùng tử giống nhau. Thì ra là thế, La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lại nói, nhưng vì cái gì hoang thần y nguyên có thể tiến đến? Thần đế nói ra, tu la đại đế hoang thần con rối không có nguồn gốc, hạo thiên thần cơ đại trận cũng vô pháp đem vây khốn. Sau đó, thần đế còn nói thêm, ngươi tốt sinh canh chừng, bổn tọa muốn đi vĩnh hằng trong không gian. Hắn sau khi nói xong, liền lại không có tiếng âm. La Quân liền cũng đã biết thần đế đã tiến vĩnh hằng không gian. Giờ này khắc này, La Quân cũng không dám xem thường. Hắn muốn đối mặt chính là tu la đại đế Trầm Mặc Nhiên, đây cũng là một cái viễn cổ cấp bậc cường giả a. Vĩnh hằng không gian cửa lớn màu vàng óng đi theo biến mất. La Quân thì ngồi xếp bằng, canh giữ ở chỗ động khẩu. Lúc này, đã là 12 giờ trưa. Bên ngoài ánh sáng mặt trời diễm lệ tới cực điểm. La Quân cần muốn lần nữa thủ đến 3 giờ chiều. Ngay tại sau 10 phút, bên ngoài phát sinh biến hóa. La Quân tuy nhiên nhìn không thấy bên ngoài, nhưng lại tại trong thần thức cảm giác được tới một người. Người này từng bước một đi tới, hắn tốc độ rất nhẹ, nhưng mỗi một bước đều tựa hồ dẫm tại La Quân trong tâm khảm. Sau đó, người này rốt cục đi tới cửa động phía trước. Người này chính là thân thể đến đây. Cũng không phải là hư không nguyên thần. La Quân lập tức cũng đã nhìn thấy người này. Người này chính là tu la đại đế Trầm Mặc Nhiên. Trầm Mặc Nhiên nhìn bất quá chừng 30 tuổi, hắn mặt mang lấy một tia âm trầm cùng yếu đuối, giống như là một cái quý tộc vương tử. Trầm Mặc Nhiên ăn mặc áo sơ mi đen, ăn mặc thẳng. Cái này nơi đó giống như là tu la đại đế, rõ ràng cũng là một cái trong thế tục con ông cháu cha mà. Hơn nữa còn là rất có thao lược cái kia một loại. La Quân cùng Trầm Mặc Nhiên thì cách một tầng màn sáng. La Quân tại hạo thiên thần cơ đại trận bên trong, mà Trầm Mặc Nhiên tại ngoài trận. Đối mặt Trầm Mặc Nhiên dạng này truyền kỳ nhân vật, La Quân cũng không thoải mái. Trầm Mặc Nhiên cũng nhìn về phía La Quân, hắn thản nhiên nói, ngươi chính là cái kia thiên mệnh giả. La Quân hơi kinh hãi, ám đạo nguyên lai mình nổi danh như vậy, liền tu la đại đế đâu nhận biết mình. Chính là vãn bối. La Quân cung kính vô cùng nói ra. Hắn cùng tu la đại đế không có ân oán, cho nên vẫn là bảo trì tôn kính, đây là một loại đối cường giả tôn kính. Trầm Mặc Nhiên nói ra, ta xưa nay không thích cùng người nói nhảm, hôm nay đến đây, từ cũng biết vô pháp chu giết thần đế, cũng không có khả năng giết đến. Hôm nay đến đây, là vì cải biến một số mệnh số. La Quân nói ra, nhưng vãn bối quyết không thể đồng ý hứa tiền bối cải biến cái này mệnh số. Bởi vì ta thê tử đã tại vĩnh hằng trong không gian, đây là vô luận như thế nào cũng không thể thỏa hiệp. Trầm Mặc Nhiên nói ra, như vậy cùng chính ngươi mệnh so ra đâu.
La Quân nói ra, ta có thể chết, nhưng vĩnh hằng không gian không thể phá. Trầm Mặc Nhiên nói ra, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi như khăng khăng ngăn cản, như vậy ngươi nhất định sẽ chết. Ngươi là thiên mệnh giả, thật chẳng lẽ như thế không đem tính mạng mình để vào mắt. Nếu như ta là thiên mệnh giả, tự nhiên tin tưởng có ngày mệnh tướng trợ. La Quân trầm giọng nói ra, nếu ta bởi vì tiền bối trải qua ngôn ngữ liền nhường ra thông đạo, như vậy truyền đi, mới thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Trầm Mặc Nhiên nói ra, vậy được rồi, đường là chính ngươi tuyển. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp một chỉ điểm ra. La Quân rõ ràng nhìn thấy, Trầm Mặc Nhiên trong tay có giới tu di. Sau đó, La Quân xuất hiện trước mặt hoang thần con rối. Cái kia hoang thần con rối cũng không có mặt mũi, trên mặt hắn là một mảnh hỗn độn, dáng người cao hơn La Quân ra một cái đầu. Hắn tuần sâu ra thịt là thạch đầu hoa văn, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì thạch đầu. Hoang thần con rối toàn thân để trần, không có bất kỳ cái gì y phục, cũng không có nam nữ bất luận cái gì đặc thù. Quả lại chính là một cái thuần túy chiến tranh cỗ máy giết chóc. Cái kia hoang thần con rối từ Trầm Mặc Nhiên giới tu di bên trong sau khi đi ra, tiếp lấy tựa như một đạo tật phong hướng La Quân đâm vọt lên. Hoang thần con rối không có bất kỳ cái gì khí thế cùng tinh thần, nhưng hắn có vô cùng cường đại lực lượng. La Quân liền cảm thấy hoa mắt, hoang thần đã giơ lên bát quả đấm to nện hướng mình mặt. Đến phi thường nhanh, La Quân tâm thần trầm xuống, lại không né tránh. Hắn đột nhiên giơ lên một chân, bay thẳng đến hoang thần bụng đá tới, La Quân một cước này tấn mãnh lôi đình, lực đạo cũng là hung mãnh cực kỳ. Phanh một tiếng, hoang thần lui ra phía sau hai bước. Vẻn vẹn lui ra phía sau hai bước, La Quân bị kinh ngạc, hắn cảm giác được chính mình chân tại ẩn ẩn đau nhức, hắn vốn là muốn một cước này đem hoang thần đá ra cái hơn 10 mét xa. Cái này hoang thần thân thể quá cường đại kinh khủng. Hoang thần rời khỏi 2 mét, sau đó lại vồ giết tới. Lần này, hoang thần lực lượng càng thêm tấn mãnh, La Quân lại là một bước không lùi, đối mặt hoang thần dạng này độn khí thân thể, đeo lên phược long bao tay cũng vô dụng. Phải nói chỉ sợ là cầm đao kiếm đều vô dụng, gia hỏa này hiển nhiên là đao thương bất nhập. La Quân lần nữa một chân đá ra qua. Hoang thần lần này lại là chỉ lui một bước. Sau đó, hoang thần lại tấn mãnh công giết tới. Cái này hoang thần tựa hồ là vĩnh viễn không biết mệt mỏi, mà lại vĩnh viễn lực lớn vô cùng. La Quân liên tục đá ra ba cước, hoang thần liên tục rời khỏi ba lần. Đến lần thứ tư thời điểm, hoang thần rốt cục chui vào. La Quân nhất quyền đập mạnh hoang thần đầu lâu, hoang thần đầu lay một cái, lại là một chút sự tình đều không có. Gia hỏa này, càng kinh khủng là, trên người hắn không có chết huyệt. Hoang thần công kích càng thêm cuồng mãnh, La Quân liền bắt đầu né tránh. Nhưng La Quân một khi né tránh, hoang thần liền trực tiếp hướng thần thông chủng tử đi đến. Một khi hoang thần đem thần thông chủng tử phá hư, như vậy Hạo Thiên thần cơ đại trận liền sẽ bị hủy. Hạo Thiên thần cơ đại trận bị hủy, Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên thì có thể đi vào. Trầm Mặc Nhiên một khi tiến đến, Linh Nhi các nàng liền sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại vĩnh hằng trong không gian. La Quân bạo giống một tiếng, cấp tốc ngăn lại hoang thần. Hắn toàn lực bạo phát, lần nữa xuất quyền. Phanh phanh phanh, liên tục đánh ra 100 quyền đến. Hoang thần bị đánh lui 100 lần. Lúc này, La Quân quyền đầu đã là gân xanh cương, hiện ra đáng sợ màu đen. Mỗi một quyền nện ở hoang thần trên thân, hoang thần một chút sự tình đều không có. Có thể La Quân lại không thể nhận hoang thần nhất quyền thương tổn, đây là một trận cực không công bằng chiến đấu. Nhưng La Quân lại không thể lùi bước, không thể có lùi bước chút nào. Hoang thần công kích y nguyên cuồng mãnh, hắn vĩnh không biết mệt mỏi. Trầm Mặc Nhiên thanh âm truyền vào đến, hắn nói ra, thiên mệnh giả, người chiến đấu lực rất mạnh. Nếu là ngươi một lòng muốn chết, hôm nay hoang thần phá không cái này Hạo Thiên thần cơ đại trận. Bất quá 3 giờ thời gian, vừa lúc là ngươi tử kiếp. Ngươi như không muốn sống kiên trì, sau 3 tiếng, ngươi hội kiệt lực mà chết. Điểm này, thần đế sớm đã nhìn rõ mọi việc, dự liệu được. Hắn thả ngươi ở chỗ này, chính là muốn để ngươi chết. La Quân bạo giống một tiếng, nói ra, mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi cũng dao động không ta ngăn cản ngươi tín niệm. Lần lượt tiến công, lần lượt đánh lui. La Quân tay cùng chân đã đau đến không cảm giác, sau cùng, hắn dứt khoát dùng cả thân thể va chạm hoang thần. 2 giờ về sau, La Quân đã tình trạng kiệt sức,
mà Hoang Thần nhưng vẫn là như vậy hung mãnh cường hãn, vĩnh không biết mệt mỏi. La Quân mỗi một lần đánh trả đều giống như marathon sau cùng một chạm, quá mỏi mệt, quá mệt mỏi. Loại này mỏi mệt cùng mệt mỏi là không cách nào hình dung. Mà lại, La Quân còn muốn trọn vẹn kiên trì một giờ. La Quân chỉ cần có chút chần chờ, Hoang Thần liền trực tiếp qua công kích thần thông hạt giống. La Quân cấp tốc ngăn cản, hắn cảm thấy con mắt đã có chút hoa, mắt nổi đom đóm, đầu não không rõ ràng. Hắn thoát lực tới cực điểm. Phanh một chút, La Quân bị đụng bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hoang Thần hướng thần thông trùng tử đi đến. La Quân con mắt mơ hồ, hắn rất muốn cứ như vậy ngủ trên mặt đất. Nhưng rất nhanh, hắn thì tỉnh táo lại. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, hắn đã đáp ứng Tư Đồ Linh Nhi sự tình. Trừ phi ta chết, nếu không tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Cái này là nam nhân hứa hẹn. La Quân bạo giống một tiếng, lập tức lấy một loại gần như tàn phá tự thân trạng thái bạo khởi, sau đó, hắn lần nữa xông về phía Hoang Thần. Lần lượt ngăn cản Hoang Thần, lần lượt ngã sấp xuống, lại một lần nữa lần đứng lên, lại một lần nữa lần ngã sấp xuống. Nhưng là Hoang Thần cũng không để ý như thế nào, đều không phá nổi La Quân đạo phòng tuyến này. Trừ phi, ta chết. La Quân toàn thân đẫm máu, quyền đầu, chân đều đã ra chóc thịt bong, hắn đầu vai cũng bị đụng nát, hắn toàn bộ thân thể đều ở vào một loại tàn phá trạng thái. Mỗi một lần va chạm đều là huyết nhục văng tung tóe. Cái này huyết nhục chỉ là La Quân, bởi vì Hoang Thần không có có máu, cũng không có thịt. Lại một lần nữa, La Quân bị đụng bay ra ngoài. Nhưng bây giờ, hắn trở nên giống như Hoang Thần, không có chút nào cảm tình cùng e ngại. Hắn lại một lần nữa nhanh chóng đứng lên, hướng phía Hoang Thần đánh tới. Dạng này bạo phát lực, dạng này thấy chết không sờn để bên ngoài Trầm Mặc Nhiên đều nhìn đến vì thế mà choáng váng. Ngừng, đúng lúc này, Trầm Mặc Nhiên bỗng nhiên nói ra. Cái kia Hoang Thần lập tức đình chỉ công kích. Khoảng cách 3 giờ còn có 5 phút đồng hồ. La Quân con mắt đã bị dòng máu mơ hồ, hắn nhìn về phía Trầm Mặc Nhiên, nhưng cũng đã vô pháp mở miệng. Đầu hắn cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó, Trầm Mặc Nhiên nói ra, có lẽ ngươi bây giờ không quá có thể nghe được ta nói chuyện. Hắn nói ra, lúc đầu ngươi hôm nay là nên chết, nhưng là ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy một bóng người tử. Người này cũng là Trần Lăng, năm đó ta cùng hắn một ý niệm thành kẻ thù truyền kiếp, vô pháp hóa giải. Hôm nay, ta nguyện ý cho ngươi một đầu sinh lộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trầm Mặc Nhiên mang theo Hoang Thần nhanh chóng nhanh rời đi, hắn làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng. Biết hôm nay nhiều nhất là bồi lên La Quân tánh mạng, nhưng hắn lại không cách nào phá hư thần đế vĩnh hằng không gian. Lúc đầu, Trầm Mặc Nhiên là không quan tâm La Quân tánh mạng. Thế nhưng là hắn lại tại La Quân trên thân nhìn thấy Trần Lăng bóng dáng. Năm đó chuyện xưa, rõ mồn một trước mắt, năm đó Trần Lăng còn tại lúc nhỏ yếu, mà Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên đã là Trầm Môn Thiếu Chủ. Trầm Môn Thiếu Chủ, Tam Thiên Quang Minh Giáp, lúc ấy nếu như Hoa Hạ chính phủ đều thật sâu kiêng kỵ. Liền cũng là bởi vì Trầm Môn Thiếu Chủ họa, quốc gia mới có thể bí mật thành lập rất nhiều bí mật cơ cấu, dùng cái này đến quản thúc những này giang hồ thế lực. Mà tại năm đó, Trầm Mặc Nhiên một cái nam sủng ngấp nghé Trần Lăng vị hôn thê. Cái kia Trần Lăng lúc ấy bản lĩnh tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng cũng không phải cái thứ hèn nhát. Dụng kế đem Trầm Mặc Nhiên nam sủng giết, lại dẫn vị hôn thê đào tẩu. Về sau, việc này thì kinh động Trầm Mặc Nhiên. Lúc đó, Trần Lăng cùng một tên gọi là Đường Giai Di nữ minh tinh có chút hút mắc, mà lại cái kia nữ minh tinh còn trong lòng Trần Lăng hài tử. Trần Lăng để vị hôn thê đi đầu rút lui, lại mang Đường Giai Di rời đi. Trầm Mặc Nhiên tìm tới qua, trực tiếp đem Đường Giai Di giết. Cái kia một chút chẳng khác nào là đem Trần Lăng nữ nhân cùng hài tử đều cho giết. Liền cũng là bởi vì chuyện này, Trầm Mặc Nhiên cùng Trần Lăng kết xuống tử thù. Tại ngày sau tuế nguyệt bên trong, Trần Lăng một đường hát vang tiến mạnh, tu vi tăng vọt, sau cùng vô luận là thế lực vẫn là tu vi đều đã không kém Trầm Mặc Nhiên. Trầm Mặc Nhiên cùng Trần Lăng giao phong vô số lần, cũng cộng đồng ngăn địch vô số lần. Nhiều khi, hai người đều sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Nhưng là, Trần Lăng trong lòng thủy chung vô pháp quên mất vợ con cái chết. Thế là tại sau cùng, Trầm Mặc Nhiên cùng Trần Lăng vẫn là tránh cho không trận chiến cuối cùng. Dựa vào Trần Lăng giáo huấn, Trầm Mặc Nhiên hôm nay buông tha La Quân, hắn hy vọng lần nữa gặp được giống Trần Lăng như thế người,
bọn họ có thể không phải kẻ thù truyền kiếp, mà là bằng hữu. Bất quá đây hết thảy, La Quân lại là không biết. Hắn tại sau cùng, tư tưởng đã một mảnh hỗn độn, mơ mơ hồ hồ, không làm rõ được, trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là ngăn cản hoang thần. Đang uy tiêu trừ về sau, La Quân trong lòng chấp niệm biến mất, thân thể của hắn thì cũng nhịn không được nữa, sau đó thì ầm vang ngã xuống đất, lớn lên ngủ không tỉnh. Sau 5 phút, vĩnh hằng không gian đại môn mở ra. Tư Đồ Linh Nhi cái thứ nhất từ trong cửa lớn đi tới. Sau đó, Ninh Thiên Đô, Phạm Vô Ngu, Tả Thiên Tông ba người cũng lần lượt đi tới. Trong núi tuế nguyệt dễ dàng qua, thế gian phồn hoa đã ngàn năm. Bất quá dưới mắt lại là phản, bốn người ở bên trong kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng. 30 năm, đã là một người nửa đời người. Bốn người này ở bên trong ngày đêm lặp đi lặp lại hấp thu dinh dưỡng, không ngừng tu luyện. Giờ này khắc này, Ninh Thiên Đô tu vi đã đạt tới Thái Hư Tam Trọng Thiên cấp độ. Mà Tả Thiên Tông đến Thái Hư Tứ Trọng Thiên. Về phần Phạm Vô Ngu thì là Thái Hư Tam Trọng Thiên. Bất khả tư nghị nhất chính là Tư Đồ Linh Nhi, nàng nghiễm nhiên đã đến Thái Hư Thất Trọng Thiên cấp độ. Lúc này Tư Đồ Linh Nhi đã là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, nàng dưới mắt cần nếu không phải liều mạng tu luyện, mà chính là muốn tìm tới thích hợp với nàng bí pháp còn có bảo khí. Đợi một thời gian, Tư Đồ Linh Nhi tu vi sẽ trở thành theo tứ đế một dạng tồn tại. Đến Thái Hư Thất Trọng Thiên về sau, Tư Đồ Linh Nhi càng phát ra cảm nhận được tu hành không dễ. Liền nhìn Thất Trọng Thiên cùng Bát Trọng Thiên chỉ kém Nhất Trọng Thiên. Nhưng là Bát Trọng Thiên thực lực lại là Thất Trọng Thiên gấp 2. Cửu Trọng Thiên lại là Bát Trọng Thiên gấp 3. Đến sau cùng cái này mấy tầng, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch đều là không thể tưởng tượng. Tựa như là một người kiếm tiền tại trải qua tích lũy ban đầu về sau, sau cùng tiền hắn sẽ bắt đầu chục lần tăng gấp đôi. Tư Đồ Linh Nhi tại 30 năm tuế nguyệt bên trong, thủy chung thủ trụ bản tâm, cũng không tọa hóa. Trong nội tâm nàng, thủy chung có La Quân, đây là chèo chống nàng sống sót duy nhất tín niệm. Bất quá ngay lúc này, Tư Đồ Linh Nhi nhìn thấy mặt đất huyết nhân. Tư Đồ Linh Nhi lúc đầu bình tĩnh như giếng cổ tâm nhất thời hãi nhiên, nàng nơi đó có thể nhận không ra, mặt đất huyết nhân thì là La Quân. Liền cũng tại lúc này, thần đế thu hồi thần thông trùng tử. Ninh Thiên Đô trông thấy cái kia huyết nhân lúc cũng là bị kinh ngạc, thất sắc nói, La Quân. Tư Đồ Linh Nhi bước nhanh đi vào La Quân trước mặt, nàng thấy rõ ràng La Quân cái kia một cái chớp mắt, nàng nước mắt mãnh liệt mà ra. Ninh Thiên Đô nhìn một chút, vội vàng rời ánh mắt, hắn thực sự không đành lòng nhìn nữa. Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu đến đây xem xét, cũng là thất sắc. Giờ phút này La Quân, đã không thể xem như một cái hoàn chỉnh người. Da chóc thịt bong, trên tay, trên chân, bạch cốt âm u lộ ra. Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, một người có thể tàn nhẫn đối với mình đến nước này. Tư Đồ Linh Nhi cũng có thể tưởng tượng ra, La Quân đến đối mặt cái gì, kiên trì cái gì. Nàng hiểu hắn kiên trì, hiểu hắn tín niệm, hắn là một người nam nhân, hắn quan tâm đối với mình hứa hẹn. Tư Đồ Linh Nhi cũng biết, La Quân bởi vì lần trước Trần Diệc Hàn sự kiện, trong lòng của hắn một mực hổ thẹn. Cho nên lần này, La Quân thật cho dù chết cũng muốn kiên trì nổi. Mà hắn làm đến. Có thể lúc này, La Quân đã là cách cái chết không xa. Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên bây giờ có được đại thần thông, nhưng nàng lại cũng không biết làm như thế nào tới cứu trị La Quân. Mắt thấy La Quân hấp hối, sinh cơ như có như không, nàng hãi nhiên phía dưới vội vàng quỳ cầu thần đế, sư phụ, cầu ngài cứu hắn. Thần đế âm thanh vang lên, Linh Nhi, ngươi bây giờ hẳn là minh bạch vi sư vì cái gì không cho ngươi đi vào đi. Ngươi nếu không đi vào, lấy ngươi liên thủ với hắn, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng ngài cũng không có nói đến hắn sẽ xảy ra chuyện, ngài nếu là nói, ta như thế nào cũng sẽ không đi vào. Tư Đồ Linh Nhi trong lời nói khó nén oán hận. Thần đế cũng không thấy lạ, hắn nói ra, không phải tất cả mọi chuyện, vi sư đều có thể nói rõ. Vi sư chỉ có thể nhìn ra mơ hồ manh mối, lại không thể ngăn cản sự vật bản thân. Càng không thể nói toạc ra bên trong thiên cơ một khi điểm phá, ngươi cải biến bên trong một vòng, liền sẽ có càng hung mãnh liên tục nhân quả tập thân thể. Giống như tử thần đến điện ảnh một dạng, tử thần sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào may mắn đào thoát người. Tư Đồ Linh Nhi hối hận hận chồng chất, nàng rõ ràng cảm giác được La Quân sinh cơ càng phát ra yếu kém, mắt thấy liền muốn tắt thở. Sư phụ,
Tư Đồ Linh Nhi hướng thần đế Liên Thanh cầu khẩn nói ra, cầu ngài nhanh mau cứu hắn. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể nhìn La Quân chết a. Nếu như La Quân chết, Tư Đồ Linh Nhi ở trên đời này tìm không đến bất luận cái gì sống sót ý nghĩa. La Quân không biết qua bao lâu thời gian, hắn dần dần bắt đầu có ý thức. Sau đó, La Quân đột nhiên ngồi xuống. Đảo mắt tứ phương, La Quân phát hiện mình cư nhưng đã tại Tình Thiên nhà trọ bên trong. Cái này là trong phòng ngủ mình. La Quân liếc mắt liền thấy sư phụ Ninh Thiên Đô, còn có Lâm Băng. Hai người bọn họ ngồi ở giường đầu trông coi chính mình. Tình huống như thế nào? La Quân chỉ cảm thấy suy nghĩ rất loạn, hắn cần phải thật tốt hồi tưởng một chút. Ninh Thiên Đô cùng Lâm Băng trông thấy La Quân đau khổ suy nghĩ, liền cũng thì không lại quấy rầy với hắn. Sau một hồi khá lâu, La Quân dần dần có trí nhớ. Hắn nhớ được bản thân trước đó còn tại Kỳ Liên Sơn trong động phủ, cùng hoang thần làm sinh tử quyết đấu. Cái kia hoang thần cực kỳ lợi hại, tựa hồ là bất tử bất diệt, vô luận chính mình làm sao công kích cũng không thể làm bị thương hắn. Đúng, tốt như chính mình lúc ấy thụ rất nặng nội thương. Liền ngũ tạng lục phủ đều nhận kịch liệt tổn thương, loại kia tổn thương trình độ là tuyệt đối chí mạng. Tay cùng chân mình, còn có bả vai cũng đã phế. Năm ngón tay hoàn toàn đứt gãy, vô pháp chữa trị. Xương đùi cũng đoạn. Cuộc chiến đấu kia là tuyệt đối rực rỡ mãnh liệt, La Quân nhớ đến lúc ấy mình đã cái gì đều không nghĩ, cũng không có ý định sống. La Quân nghĩ tới đây, lập tức giơ lên hai tay. Hắn nhất thời phát hiện mình hai tay hoàn hảo không chút tổn hại. Lại nhìn hai chân, một dạng hoàn hảo không chút tổn hại. La Quân lại cảm ứng toàn thân, phát hiện thân thể đã một chút sự tình đều không có. Thân thể so trước kia còn muốn kiện toàn, khỏe mạnh. La Quân cảm thấy đây hết thảy quá không bình thường, sau đó, hắn liếc nhìn liếc một chút, đột nhiên liền phát hiện không thấy Linh Nhi. La Quân trong lòng sinh ra một loại điểm xấu cảm giác, lập tức hướng Ninh Thiên Đô hỏi, sư phụ, Linh Nhi đâu? Ninh Thiên Đô muốn nói lại thôi, sắc mặt hắn khó coi. La Quân nhìn về phía Lâm Băng cũng là không dám nhìn thẳng La Quân ánh mắt. Linh Nhi đâu, La Quân đột nhiên vọt lên đến, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại vô cùng khủng hoảng tới. Linh Nhi, Linh Nhi, La Quân cấp tốc ra phòng ngủ, bốn phía hốt hoảng tìm kiếm. Nhưng Tình Thiên nhà trọ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì Linh Nhi tung tích. La Quân từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống lầu 1, liền muốn tiến đến tìm. Liền cũng tại lúc này, Ninh Thiên Đô theo đi ra, hắn tại lầu 2 hàng rào trước nói ra, La Quân, ngươi không cần tìm kiếm Linh Nhi, nàng đã không tại thần vực. La Quân nhìn về phía Ninh Thiên Đô, lập tức hỏi, nàng đi chỗ nào? Hắn hai mắt lâm vào một mảnh huyết sắc. Loại ánh mắt này khiến người ta nhìn không tự chủ được sợ hãi. Ninh Thiên Đô cũng một chút nhảy xuống. Hắn đi vào trước sofa, nói với La Quân, ngươi ngồi xuống, ta chậm rãi cùng ngươi nói. La Quân lắc đầu, nói ra, ta không ngồi, sư phụ ngươi nói. Nội tâm của hắn khủng hoảng quá mức mãnh liệt, lúc này để hắn ngồi xuống, liền giống như ngồi bàn trông. Lâm Băng cũng theo tới. Ninh Thiên Đô nhìn Lâm Băng liếc một chút, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, vẫn là để Băng Nhi nói cho ngươi đi. La Quân nhìn ngay lập tức hướng Lâm Băng. Hắn táo bạo nói ra, đến là chuyện gì xảy ra, các người mẹ hắn ngược lại là nói a. Trong mắt của hắn, đã không có sư phụ, không có sư tỷ, chỉ có vô tận hoảng sợ. Lâm Băng cùng Ninh Thiên Đô lý giải La Quân hoảng sợ, cho nên đương nhiên sẽ không trách tội. Lâm Băng trầm giọng nói ra, sự tình là như thế này, người vì tới hoang thần, người thụ thương vô cùng trọng. Lúc ấy, người đã mạng sống như treo trên sợi tóc, mắt thấy là phải mệnh phó hoàng tuyền. Nàng đón đến, nói ra, về sau, là Linh Nhi cầu thần đế. Linh Nhi cầu thần đế cứu ngươi, nhưng là thần đế cũng không có cách nào người chết sống lại, mọc lại thân thể. Sau cùng, thần đế cho Linh Nhi nói một ý kiến, cái kia chính là trừ phi Linh Nhi nguyện ý đem trong não vực não hạch bỏ đi, sau đó dung nhập vào thần đế thần thông trùng tử bên trong. Linh Nhi chính là trời sinh linh thể, nàng não hạch ghi chép người cần thiết các loại dinh dưỡng cùng sinh trưởng cơ năng. Mà thần đế thần thông trùng tử có thể sinh sôi vạn vật. Tại dung hợp Linh Nhi não hạch về sau, liền có thể giúp ngươi sinh trưởng ra thân thể ngươi cần thiết hết thảy, cũng có thể vì ngươi cung cấp hết thảy sinh cơ. Ngươi nói là Linh Nhi đem não hạch bỏ đi, La Quân hãi nhiên thất sắc, linh hồn hắn cũng theo đó run rẩy lên.
Lâm Băng gật gật đầu, khóe mắt nàng chảy xuống một giọt trong suốt nước mắt. Cứ việc Lâm Băng đối với ái tình những vật này không có cái gì thể nghiệm, cũng không có hướng tới, nhưng khi nàng nghe được La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi dạng này tình thâm đổi mạng lúc, nàng vẫn là bị cảm động. La Quân vì bảo vệ Linh Nhi, không tiếc mạng sống. Mà Linh Nhi vì cứu về La Quân, càng đem sinh mệnh dâng ra tới. Giờ khắc này La Quân, hắn cảm giác rất kỳ quái. Hắn thế mà tỉnh táo lại, tiếp lấy ngược lại hỏi Ninh Thiên Đô, nói, não hạch bỏ đi sẽ như thế nào? Sẽ chết sao? Hắn nhịn không được ở trong lòng cầu khẩn, chỉ cần Linh Nhi không chết, dù là nàng trở thành người thực vật, hắn cũng nguyện ý chiếu cố nàng cả một đời a. Chỗ nào đều không đi, cứ như vậy trông coi nàng. Cái gì hoàng đồ bá nghiệp, cừu hận gì phẫn nộ, hết thảy đều có thể không muốn, chỉ cần nàng bình an vui sướng. La Quân tràn ngập hy vọng nhìn lấy Ninh Thiên Đô. Ninh Thiên Đô tránh đi La Quân ánh mắt, hắn trầm giọng nói ra, não hạch là thân thể miễn dịch cơ chế tổng động lực, không có não hạch, liền sẽ không lại sinh ra tế bào, cũng sẽ không còn có bất luận cái gì sức miễn dịch. Liền xem như một trận cảm vật, đều có thể muốn Linh Nhi mệnh. Hắn đón đến, nói ra, La Quân, ngươi không nên gấp gáp, ngươi nghe vi sư nói hết lời. Linh Nhi hiện tại không có chết, sư tôn đã đem thần thông trùng tử cắm vào đến Linh Nhi trong não vực. Bất quá Linh Nhi tình huống bây giờ cũng không tốt lắm, sư tôn mang theo Linh Nhi đi. Sư tôn nói qua, Linh Nhi không có việc gì, hắn sẽ đi hư giữa không trung tìm tới thích hợp Linh Nhi tu dưỡng địa phương. Ngươi chỉ cần chờ cái 3 năm 5 năm, Linh Nhi liền sẽ hoàn hảo trở về. Thật, La Quân thở phào một hơi, hỏi. Ninh Thiên Đô nói ra, não hạch bị bỏ đi xác thực rất nghiêm trọng, bất quá Linh Nhi não hải dung nhập thần thông trùng tử. Mà sư tôn lại đem thần thông trùng tử cắm vào đến Linh Nhi trong não vực, người suy nghĩ một chút, Linh Nhi vẫn sẽ hay không có việc. Tình huống bây giờ là giữa hai bên còn không thể rất tốt dung hợp, cho nên, sư tôn cần đem Linh Nhi mang đi. La Quân vẫy vẫy đầu, hắn nguyện ý tin tưởng đây là thật. Hắn làm sao cũng không nguyện ý qua tin tưởng Linh Nhi không có cứu. La Quân trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nói với Ninh Thiên Đô, sư phụ, ngài là ta tôn kính nhất người, ta hy vọng ngài nói cho ta biết đây hết thảy đều là thật. Nếu không lời nói, tương lai ta không biết ta chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ninh Thiên Đô nói ra, vi sư có thể dùng tánh mạng đến đảm bảo nói tới hết thảy đều là thật. Vi sư nếu có một câu lời nói dối, liền nguyện chết tại trên tay ngươi. Lời nói này có chút nghiêm trọng. La Quân hoảng nói gấp, đệ tử không dám. Ninh Thiên Đô hơi hơi thở dài, hắn vỗ vỗ La Quân bả vai, nói ra, người tính tình này, có đôi khi quá cực đoan. Người ngày tháng sau đó, phải thật tốt còn sống, hảo hảo nỗ lực. Có lẽ người còn không biết, bây giờ thê tử ngươi Linh Nhi đã là thái hư thất trọng thiên cảnh giới. Người cũng muốn cố gắng nhiều hơn, không phải vậy lời nói, tương lai gặp nhau, hai người các ngươi chênh lệch cũng quá lớn. La Quân bị kinh ngạc, nói, thái hư thất trọng thiên. Ninh Thiên Đô nói ra, Linh Nhi sư muội thiên tư lớn nhất là không tệ, chúng ta bốn người cùng một chỗ tu luyện, lúc đầu nàng là tử kém cỏi nhất. Có thể nàng lại tại 3 thời gian 10 năm bên trong, tu luyện tới thất trọng thiên. Hắn đón đến, nói ra, ngay cả thiên tông sư huynh cũng bất quá là đến tứ trọng thiên. Còn vi sư ta, làm theo càng không bằng, chỉ bất quá đến tam trọng thiên. La Quân trong lòng chấn kinh, thần đế quả nhiên là điêu luyện sắc sảo, thế mà thật đem mọi người tu vi tăng lên tới trình độ như vậy. Đồng thời, La Quân hướng Ninh Thiên Đô trọng trọng gật đầu, nói ra, sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Ninh Thiên Đô cười một tiếng, nói ra, vi sư tin tưởng ngươi. Sau đó, Ninh Thiên Đô liền cùng Lâm Băng rời đi. Chạy đợi, Ninh Thiên Đô dặn dò La Quân nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ. La Quân gật gật đầu. Ninh Thiên Đô cùng Lâm Băng rời đi về sau, La Quân đột nhiên cảm giác được tâm lý rất lợi hại khoảng không, hắn cái gì đều không muốn suy nghĩ, hắn cũng không dám suy nghĩ lung tung. Hắn ép buộc chính mình tin tưởng Ninh Thiên Đô lời nói. Ninh Thiên Đô cùng Lâm Băng trở lại Thiên Đô Điện về sau, Lâm Băng nói với Ninh Thiên Đô, sư phụ, ngài hôm nay lừa gạt La Quân, ngày sau. Trên mặt nàng tràn ngập lo lắng. Ninh Thiên Đô ngồi ngay ngắn thượng thủ. Hắn nói ra, sư tôn cũng đã nói, hắn vẫn là có tỷ lệ nhất định có thể cứu sống Linh Nhi. Cho nên vì sư đối La Quân cũng còn chưa xong toàn lừa gạt. Và lại, thời gian có thể hòa tan hết thảy. Hiện tại đem chân tướng nói cho La Quân,
vi sư là sợ hắn một mực tiêu tan chìm xuống. Lâm Băng hơi hơi thở dài. Sau đó, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, sư phụ, việc này Phạm Vô Ngu cùng Tả Thiên Tông biết không? Ninh Thiên Đô nói ra, bọn họ cũng không biết, sư tôn nhìn rõ mọi việc, liền biết hai người bọn họ có thể sẽ chuyện xấu, cho nên để bọn hắn nên rời đi trước. Hắn đón đến, nói ra, Băng Nhi, La Quân là cái thông minh hài tử. Vi sư lời nói, hắn chưa hẳn thì thực sự tin tưởng. Chỉ bất quá dưới mắt, hắn tình nguyện tin tưởng ta nói là thật. Chính hắn cũng không thể tiếp nhận tàn khốc hiện thực. Lâm Băng hỏi, đến Linh Nhi còn có thể hay không sống sót? Ninh Thiên Đô nói ra, cơ hội 10 phần xa vời, sư tôn cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Lâm Băng ánh mắt lâm vào một mảnh ảm đạm. Tiếp đó, sư tôn là chân chính rời đi chúng ta. Ninh Thiên Đô nói ra, tin tức này, mặc kệ là Tả Thiên Tông vẫn là Phạm Vô Ngu cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Một khi thần vực mất đi sư tôn che chở, như vậy thần vực thì không lại giống như kiểu trước đây vững như bàn thạch. Lâm Băng nói ra, sư tôn qua mấy năm không phải hội trở về sao? Ninh Thiên Đô nói ra, thời gian mấy năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện, mấy năm này, mọi người muốn lần càng cẩn thận. Mấy năm này, chính là sát kiếp mãnh liệt nhất thời điểm. Sư tôn lúc này rời đi, chỉ sợ cũng hữu tâm muốn để chúng đệ tử đến kinh lịch dạng này bão táp. Lâm Băng hơi hơi kinh ngạc. Ninh Thiên Đô nói ra, nhật nguyệt thay đổi, sư tôn đại khái là minh bạch, hắn như một mực đang thần vực thủ hộ. Nhân tài mới nổi không có nguy cơ, không chiếm được lịch luyện, sẽ rất khó quật khởi. Lâm Băng nói ra, sư tôn đi lần này, như là ma đế cùng tu la đại đế tiến đến chặn ngang một chân, chỉ sợ chúng ta không người có thể tới. Ninh Thiên Đô nói ra, ma đế cùng tu la đại đế tự có chính bọn hắn kiếp số, và lại, bọn họ cũng là biết rõ thiên mệnh người, sẽ không tới lội cái này vũng nước đục. Ngược lại là Trần Diệc Hàn là Trần Thiên Nhai bày mưu đặt kế tới, hắn khẳng định phải dậy không ít yêu thiêu thân. Cũng may mắn, bây giờ chúng ta tu vi đề bạt lên, ngược lại không cần như vậy kiêng kỵ với hắn. Ngay tại Ninh Thiên Đô đàm luận Trần Diệc Hàn thời điểm. Trần Diệc Hàn vừa vặn đi gặp Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai lấy hư không nguyên thần buông xuống đến Trần Diệc Hàn chỗ trong phòng. Trần Diệc Hàn đang cùng tu luyện, hắn nhìn thấy có dị động, lập tức mở to mắt. Trông thấy là phụ thân đến, Trần Diệc Hàn không khỏi đại hỉ, xuống giường hô, phụ thân. Trần Thiên Nhai mỉm cười, nói ra, người ở bên này còn thói quen à. Đối mặt Trần Diệc Hàn, Trần Thiên Nhai là chân chính người cha hiền lành, đồng thời tràn ngập yêu chiều. Trần Diệc Hàn nói ra, hài nhi mọi chuyện đều tốt. Đối mặt Trần Thiên Nhai, Trần Diệc Hàn cũng là phi thường tôn kính. Trần Thiên Nhai nói ra, Diệc Hàn, ta hôm nay tới là cùng ngươi cáo biệt. Trần Diệc Hàn bị kinh ngạc, nói ra, phụ thân, ngài muốn đi đâu đây? Trần Thiên Nhai nói ra, ngươi có chỗ không biết, bây giờ thần đế đã rời đi địa cầu. Bao quát Trần Lăng cùng Tu La Đại Đế cũng đều đã rời đi, bọn họ là muốn đi trong hư không một nơi nào đó độ kiếp cùng tìm kiếm một phần cơ duyên. Phần cơ duyên này phi thường trọng yếu, bây giờ là cha cũng không thể không qua. Hắn đón đến, nói ra, trên địa cầu hết thảy, vô luận nhiều đại thế lực chờ một chút, cũng không tính là trọng yếu, chỉ cần chúng ta nghĩ, đều có thể cầm về. Mà trong hư không cơ duyên một khi thất bại, như vậy bọn họ sau khi trở về, thì sẽ không còn có người cha con ta nơi sống yên ổn. Trần Diệc Hàn nói ra, phụ thân, nếu là như thế, hài nhi theo ngài cùng đi. Không được, Trần Thiên Nhai nói ra, ngươi tu vi còn chưa đủ, qua là cha còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi. Trần Diệc Hàn nói ra, hài nhi cũng đã là tam trọng thiên chi cảnh, tuy nhiên không như cha hôn ngài, nhưng cũng sẽ không lôi kéo phụ thân ngài chân sau. Trần Thiên Nhai cười mắng, thật sự là tiểu tử ngốc. Ngươi cho rằng ngươi tam trọng thiên cùng là cha cửu trọng thiên chỉ có lục trọng thiên khoảng cách sao? Trần Diệc Hàn nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Trần Thiên Nhai nói ra, thần đế tu vi đại khái là thái hư tầng 10. Hắn nhất tôn hư không nguyên thần liền có thể tùy tiện đưa ngươi pháp bảo thông thiên thần hỏa trụ diệt đi, cũng có thể đem ngươi bắt được. Ngươi nói trong lúc này là cái gì khoảng cách? Trần Diệc Hàn bị kinh ngạc, hắn cái này có thể cái gì cũng không dám nói. Trần Thiên Nhai mỉm cười, nói ra, ngươi cũng không cần gấp, dù sao ngươi còn trẻ. Chúng ta giống ngươi ở độ tuổi này thời điểm, đó là đều kém xa tít tắp ngươi. Hắn đón đến, nói ra, đúng. Lần này tới chủ yếu vẫn là căn dặn ngươi, gặp chuyện nhất định muốn cẩn thận, không thể lỗ mãng.
là cha không ở nơi này, cũng không có cách nào bảo hộ ngươi, biết không? Trần Diệc Hàn gật gật đầu, nói ra, Hài Nhi biết, Hài Nhi nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ mình. Phụ thân ngài yên tâm tiến đến là được.